nhưng không có người hoài nghi Lục Lâm Thiên nói, bọn họ không cách nào nhìn ra, sợ rằng Lục Lâm Thiên đã sớm nhìn ra, thực lực của bọn họ không cách nào đánh đồng với nam tử áo xanh này. Mọi người nhìn không trung, qua một lát trên không trung xuất hiện gợn sóng, sau đó có khí tức âm trầm sinh ra. Khí tức chấn động cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt khí tức âm hàn bao phủ hư không, khí tức âm hàn này làm lòng người run rẩy, đột nhiên ánh mắt co rúm lại. Khí tức âm hàn này làm hư không co rút lại, khí tức âm hàn này có ảnh hưởng tới linh hồn và nguyên lực của nhân tộc cùng thú tộc, sau đó trong ánh mắt nhiều người, gần 200 đạo hào quang âm hàn xuất hiện, sau đó hóa thành những thân ảnh kỳ lạ. Khi những thân ảnh này xuất hiện, khí tức âm hàn nồng đậm tới cực điểm. Lục soái, có thể bắt đầu chưa? Giọng nói mờ ảo vang lên, từng đạo thân ảnh xuất hiện, đến tổng cộng 190 thân ảnh, trong đó nhân tộc giải rác không có mấy. Đi đầu nói chuyện chính là thần linh tộc chân lý Niết Bàn thần linh Nhiễm Hồng, bên cạnh hắn có nam tử áo bảo trắng, cũng là linh vật trời sinh chân lý Niết Bàn, Thích Thiên. Khi thần linh Nhiễm Hồng dứt lời, người Thiên La Minh sau lưng hắn cũng nhìn người Thương Khung Minh, cũng không có bao nhiêu thiện ý, cũng không giống thần linh Nhiễm Hồng luôn phong khinh vân đạm, ánh mắt và thần sắc vui vẻ. Lúc này tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Thiên La Minh thảm bại, nhưng vẫn có chủng tộc Minh Linh không thể tin nổi, quả thực là không cách nào tiếp nhận. Đối với Thương Khung Minh nhân tộc cùng thú tộc, tự nhiên không cho ánh mắt tốt. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn thần linh Nhiễm Hồng, hắn cũng lạnh nhạt và phong khinh vân đạm, Lục Lâm Thiên khâm phục người này, thần linh Nhiễm Hồng có thể đi tới ngày hôm nay, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, áo bào xanh phất phơ, nói. Chỉ chờ các ngươi, đã đến, vậy chuẩn bị mở Hồng Hoang Điện đi. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, Đại Hồn Anh, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Nguyên Nhược Lan, Phong Du Du cũng nhảy ra. Mở Hồng Hoang Điện, 1.500 năm sau gặp lại. Thần linh Nhiễm Hồng đi tới, Thích Thiên theo sát phía sau, 9 người đứng trên hư không, khí tức khổng lồ, ánh mắt mọi người chung quanh run lên, thân thể căng cứng, còn có chờ mong và hưng phấn. Xoẹt! 9 người này dường như đạt thành ăn ý, cùng nhảy vào hư không, trong lúc mơ hồ hình thành bố cục thần bí, hai con người khép hờ. 9 đạo hào quang trong mi tâm bắn ra ngoài, dùng hào quang trong mi tâm Lục Lâm Thiên chói mắt nhất. 9 đạo năng lượng này tương liên với linh hồn, hồng hoang chi khí nhàn nhạt lan tỏa ra, 9 đạo quang mang này lướt đi, lập tức bỏ qua trở ngại thời không, phân biệt kết nối với 9 tòa Hồng Hoang Điện trên hư không. Oanh, oanh, oanh! 9 đạo quang mang không ngừng kết nối với Hồng Hoang Điện, bỗng dưng 9 tòa Hồng Hoang Điện, lập tức kim quang rạng rỡ, 9 tòa Hồng Hoang Điện rung rung. Không gian Thương Khung Hồng Hoang lung lay sắp đổ, hồng hoang chi khí lạ lẫm tuôn ra, giống như tảng đá áp thẳng vào ngực của mọi người. Phần phật, 9 người Lục Lâm Thiên bắn ra 9 đạo hào quang vào mi tâm Hồng Hoang Điện, mi tâm Lục Lâm Thiên nhảy vào trong thông đạo không gian cao ngất, chúng tỏa ra hồng hoang chi khí rất đậm. Theo ta tiến vào Hồng Hoang Điện số 1, Lục Lâm Thiên quát một tiếng, thân ảnh vượt qua không gian, trực tiếp tiến vào thông đạo không gian cao ngất. Siêu siêu, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Mẫu Đơn, Tử Yên, Đạm Thai Tuyết Phi, Lam Thập Tam, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Trung, Độc Cô Ngạo Nam, Đoan Mộc Khung Thiên, Chí Thánh Đại Đế, Lục Tiểu Bạch, Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Mạc Kình Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, Võ Thoát Phàm, Diễm Hân, Kim Viên theo sau Lục Lâm Thiên tiến vào thông đạo không gian, từng thân ảnh tiến vào trong đại điện. 9 tòa Hồng Hoang Điện mở ra, chỉ khi Hồng Hoang Điện số 1 mở ra, 8 tòa Hồng Hoang Điện mới có thể mở ra. Lục Lâm Thiên hiện tại khống chế Hồng Hoang Điện số 1, hắn chẳng khác gì khống chế chìa khóa Hồng Hoang Điện, cho nên lúc Lục Lâm Thiên tiến vào Hồng Hoang Điện số 1, những người khác mới có thể đi vào. Xoẹt! Khi Lục Lâm Thiên cùng Lục Kinh Vân đi vào cánh cửa, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long 8 người khác bắn một tia hào quang trong mi tâm vào Hồng Hoang Điện tương liên với mình. Cũng hóa thành 8 thông đạo không gian, 8 cánh cửa ẩn chứa hồng hoang chi khí bùng phát. Đều tiến vào Hồng Hoang Điện đi. Từng tiếng quát vang lên, Tiểu Long, Lục Lâm Thiên Đại Hồn Anh, linh hồn thể thái cổ U Minh Viêm đang tiến vào trong không gian, mấy trăm người khác nhảy vào theo, nối đuôi tiến vào cánh cửa không gian. Sau khi người cuối cùng tiến vào, cánh cửa không gian đóng lại, không gian biến mất không thấy gì nữa, hào quang thu liễm tới tận cùng. Tất cả đều tiến vào trong từng tòa Hồng Hoang Điện. Hư không dung chuyển, mặc dù tất cả đã khôi phục bình thường, mọi thứ biến mất không thấy gì nữa,
9 tòa hồng hoang điện thu liễm hào quang, biến mất vào trong hư không. Trước khi dung chuyển, đây là lần cuối cùng có người tiến vào hồng hoang điện, sau dung chuyển thiên địa sẽ như ban đầu hay không, tất cả không nói rõ ràng. Mọi người tiến vào trong hồng hoang điện, phiến hư không này trở nên nhộn nhạo, lập tức không ít thân ảnh già nua xuất hiện trên hư không, trong đó có một thân ảnh chính là Hư Thiên Thánh Cô. 1.500 năm, nó sẽ qua thật nhanh, lúc này trong dung chuyển không biết sẽ có thu hoạch gì. Khắc khắc, nhân tộc cùng thú tộc các ngươi chắc chắn không có cơ hội. Đừng quên, hiện tại Hồng Hoang Điện số 1 nằm trong tay Thương Khung Minh chúng ta, đồn đãi tuổi càng nhỏ, thiên phú càng cao, cơ hội cũng càng lớn. Từng tiếng nói vang vọng hư không, từng đạo thân ảnh xuất hiện sau đó biến mất. Ầm ầm, thông qua thông đạo không gian quỷ dị, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong di tích không nhỏ, không gian chung quanh rung động nhẹ, có khí tức chấn động sinh ra. Trong không gian này, không khí tràn ngập mùi hồng hoang, đến từ viễn cổ, người ta hô hấp cảm thấy rất thoải mái. Nhưng lúc này nguyên lực trong đan điền Lục Lâm Thiên cảm giác được hồng hoang chi khí, nó trở nên vô cùng hưng phấn. Xoẹt! Trong không gian xuất hiện 98 cánh cửa đá, mỗi một cánh cửa đá đi thông một không gian. Đây chính là bên trong hồng hoang điện, mọi người nên vào đi thôi, thời gian 1.500 năm, tận lực đột phá đi, hồng hoang chi khí, trong thiên địa cũng chỉ có hồng hoang điện mới có. Lục Lâm Thiên nhìn 98 cánh cửa trong không gian này. Vâng, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược đều phân biệt tiến vào các cánh cửa của riêng mình. Xoẹt! Khi 98 người đi vào, 98 cánh cửa sinh ra kim quang, lập tức cửa đá biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm mọi người biến mất, không gian này yên tĩnh và trống trải, kim sắc quang mang thẩm thấu ra, hồng hoang chi khí nồng đậm tới cực điểm, chứng minh nơi đây chính là bảo địa trong thiên địa, không phải người bình thường có thể đặt chân tới. Hỗn độn âm dương quyết trên người vận chuyển, Lục Lâm Thiên há mồm hấp thu hồng hoang chi khí, khi hồng hoang chi khí tiến vào trong người bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Năng lượng hồng hoang này chạy khắp nơi, phân biệt tiến vào đan điền khí hải, tiến vào không gian linh hồn, còn có tứ chi bách hải, tế vào và đan điền khí hải, linh hồn chấn động và hưng phấn. Khí tức hồng hoang rất nồng đậm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, năng lượng hồng hoang cách biệt với hồng hoang chi khí một trời một vực, không hổ là hồng hoang điện có hồng hoang chi khí nồng đậm nhất. Lục Lâm Thiên cảm giác được chỗ tốt, nếu người thường hấp thu suốt 1.500 năm, không thể nghi ngờ sẽ thoát thai hoán cốt, khó trách tất cả mọi người một khi tiến vào hồng hoang điện. Sau 1.500 năm thực lực đại tiến, càng trọng yếu là thoát thai hoán cốt hơn xa người thường. Đối mặt với hồng hoang chi khí, trong lòng Lục Lâm Thiên rất chờ mong, người thường hấp thu hồng hoang chi khí suốt 1.500 năm có thể thoát thai hoán cốt, chính mình có được hỗn độn âm dương quyết, hiệu quả tốt có thể nghĩ, chỉ sợ mình sẽ đạt được chỗ tốt khổng lồ, không có gì bất ngờ xảy ra thì mình sẽ đặt chân lên độ cao mới. Ông! Tiếng sấm nổ mạnh. Cùng một thời gian cây đao trong đầu Lục Lâm Thiên bắn ra hào quang, lập tức một đạo hào quang màu vàng bắn ra từ mi tâm Lục Lâm Thiên, kim mang bao phủ, cây đao màu vàng xuất hiện. Khi cây đao màu vàng xuất hiện, kim quang mang theo sát khí ngập trời bùng nổ, cả hồng hoang điện run lên, uy áp cực lớn khuếch tán, làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy chấn động tâm thần. Tiểu tử, những hồng hoang chi khí này có tác dụng không nhỏ với ngươi. Nhưng mà trên người của ngươi đã sớm hấp thu bảo vật còn chân quý hơn cả hồng hoang chi khí trong hồng hoang điện này, cho nên tác dụng của hồng hoang chi khí với ngươi chỉ có hạn, tối đa chỉ giúp ngươi tăng thực lực lên mà thôi, vốn ta cho rằng có thể giúp ngươi hấp thu nhiều hồng hoang chi khí cũng không tệ, tác dụng cũng không nhỏ, nhưng mà hiện tại muốn đạt được chỗ tốt lớn nhất, đao thúc sẽ tìm giúp ngươi. Cây đao màu vàng dứt lời, cây đao màu vàng tỏa ra sát khí ngập trời, một không gian mới đã xuất hiện. Có bảo vật còn tốt hơn cả hồng hoang chi khí sao? Ánh mắt ám động, Lục Lâm Thiên không chút do dự, thân ảnh áo bào xanh lóe lên hắn bay vào không gian trước mặt. Lục Lâm Thiên không biết cây đao màu vàng muốn dẫn chính mình đi tìm cái gì, nhưng khi cây đao màu vàng phản ứng, sợ rằng bảo vật còn mạnh hơn hồng hoang chi khí có tồn tại, bảo vật này không phải người thường có thể có được. Xoẹt! Không gian trong hồng hoang điện gần như vô biên vô hạn, cây đao màu vàng xuất hiện kim quang. Nương sát khí cấp tốc bành trướng, thân ảnh Lục Lâm Thiên hóa thành hào quang màu vàng, cấp tốc đuổi theo phía sau. Như thế cũng làm cho Lục Lâm Thiên trong nội tâm âm thầm cân nhắc, theo cây đao màu vàng trên người lúc này khí tức cùng bực này tốc độ đến xem, sợ là cũng đã là khôi phục không ít. Xuy,
Cũng không biết qua bao lâu, Lục Lâm Thiên cảm giác phía trước có hồng hoang chi khí càng nồng đậm hơn, uy áp lạ lẫm cũng mạnh hơn, rốt cục cây đao màu vàng cũng dừng lại. Lục Lâm Thiên đứng bên cạnh cây đao màu vàng, nói. Đao thúc, trong đây có bảo vật còn mạnh hơn cả hồng hoang chi khí sao? Cây đao màu vàng truyền âm với Lục Lâm Thiên. Người tiểu tử này biết rõ cái gì, những hồng hoang chi khí kia có thể xưng là hồng hoang chi khí sao, nhiều nhất chỉ là ngụy hồng hoang chi khí, so sánh với hồng hoang chi khí chính thức còn kém xa đấy. Hồng hoang chi khí còn có thật giả. Lục Lâm Thiên nghe xong tặc lưỡi. Ngụy hồng hoang chi khí cũng không phải là giả, chỉ nói độ tinh thuần của nó kém hơn hồng hoang chi khí quá nhiều. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên, khẩu khí còn có khinh bỉ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn cây đao màu vàng, ánh mắt chấn động, yếu ớt nói. Đao thúc, ta nghe nói hồng hoang chi khí đã sớm bị các đại năng và cường giả viễn cổ hấp thu cả rồi, hồng hoang chi khí hiện tại chỉ còn lưu một phần trong hồng hoang điện, làm gì còn có hồng hoang chi khí tinh thuần nhất. Sợ rằng trong thiên địa đã không còn hồng hoang chi khí tinh thuần nhất đâu. Ngươi nghe nói không sai, lúc trước sau thời điểm thiên địa sơ khai, tất cả hồng hoang chi khí trong thiên địa đã sớm bị các đại năng và cường giả viễn cổ thôn vệ không còn, căn bản không thể tồn tại. Hồng hoang chi khí, hồng kiếp, nhớ ngày đó không có bao nhiêu người độ hồng kiếp, hồng hoang chi khí tuy chân quý, nhưng căn bản chưa tới mức làm 3.000 đại thế giới tranh đoạt điên cuồng. Cây đao màu vàng cảm thán, trên thân đao màu vàng bắn ra không ít đao mang, dường như cực kỳ tự ngạo, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng mà các ngươi tìm không thấy. Không có nghĩa ta không tìm thấy, hồng hoang chi khí tinh thuần nhất trong thiên địa làm sao trốn được bản chí tôn tìm kiếm, ta vừa tiến vào nơi này, ta đã phát hiện ra hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, thật sự là vận khí a hát, chờ sau khi hấp thu xong ta sẽ tiến thêm một bước, sau khi ngươi hấp thu xong sẽ tiến bộ không ít, cũng có thể lại thoát thai hoán cốt một phen. Đao thúc, ngươi vừa nói không phải những hồng hoang chi khí tinh thuần nhất bị các đại năng và cường giả viễn cổ hấp thu hết rồi sao, tại sao vẫn còn? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập lòe, nội tâm của hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, dựa theo cách nói của đao thúc thì hôm nay hắn có vận khí không tệ. Cây đao màu vàng nói, nơi này chính là điểm thiên địa linh khí trong thiên địa hội tụ, bao nhiêu năm qua những người kia vào trong hồng hoang điện hấp thu ngụy hồng hoang chi khí, nhưng lại không biết hồng hoang chi khí tinh thuần nhất cũng không phải tùy ý có thể hấp thu. Thiên địa linh khí hội tụ đã bị phong ấn, đại khái có thể quan sát một phen, chín tòa hồng hoang điện là một đại trận. Phong ấn thiên địa linh khí hội tụ, chính bởi vì như thế, bao nhiêu năm qua hồng hoang chi khí tinh thuần lắng đọng lại, hẳn là có thể so sánh với thời kỳ viễn cổ. Thì ra là thế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đánh giá hư không quỷ dị chung quanh, ánh mắt chuyển động, sau đó nghi hoặc hỏi cây đao màu vàng. Đao thúc, ở đây thật sự có hồng hoang chi khí tinh thuần nhất sao, vì sao ta không phát hiện? Dễ dàng bị phát hiện như vậy. Ngươi cho rằng hồng hoang chi khí còn có thể tới phiên ngươi hấp thu hay sao? Cây đao màu vàng khinh bỉ Lục Lâm Thiên, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, đi theo ta, hôm nay đao thúc mang ngươi ăn ngon uống sướng. Ông! Khi cây đao màu vàng dứt lời, trên thân đao sinh ra tiếng nổ như sấm, sau đó đao quang chói mắt bắn ra chung quanh, một đạo đao mang màu vàng mang theo sát khí khủng bố chém vào trong hư không. Xíu, yêu yêu. Một đao kia bổ xuống, năng lượng khủng khiếp phóng thích ra ngoài, Lục Lâm Thiên nhìn mà hãi hùng khiếp vía, đao quang màu vàng xuyên thủng không gian, dễ dàng xuyên thủng không gian, chém ra một vết nứt không gian. Tiểu tử mau vào, không gian này không dễ dàng mở ra, ta có chút thủ đoạn đặc thù, với thực lực của ta hiện tại chỉ mở ra một lúc mà thôi. Cây đao màu vàng dứt lời, lập tức tiến vào bên trong. Đến, trong nháy mắt khi vết nứt không gian sắp biến mất. Lục Lâm Thiên cũng lướt vào bên trong. Hồng hoang chi khí thật nồng đậm. Thời điểm Lục Lâm Thiên thả người tiến vào vết nứt không gian, lập tức cảm giác hồng hoang chi khí rất mạnh áp vào người, còn mạnh hơn trong hồng hoang điện rất nhiều, trong đó còn mang theo khí tức cổ xưa đáng sợ. Oanh! Trong nháy mắt này nguyên đan chữ vạn trong cơ thể Lục Lâm Thiên run lên, nguyên đan chữ vạn cảm giác được gì đó, hào quang man hoang tự động bộc phát. Nơi này bất phàm. Trong vết nứt không gian này, ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, hắn biết nguyên đan chữ vạn run lên hiển nhiên nơi này bất phàm. Hồng hoang chi khí lắng đọng ở dưới, nơi này chính là nơi thiên địa linh khí hội tụ lúc trước, càng xuống dưới uy áp càng lớn, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Cây đao màu vàng tỏa ra đao quang,
tiếng nói truyền vào tai Lục Lâm Thiên, sau đó trực tiếp phá không tiến xuống phía dưới. Lục Lâm Thiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo đuôi đao quang, nói. Đao thúc, hồng hoang chi khí cũng có nguy hiểm sao? Cây đao màu vàng nói. Ta đoán, qua nhiều năm như vậy, thiên địa linh khí hội tụ nhiều năm, tăng thêm nơi này bị phong ấn, sát khí hội tụ không biết bao nhiêu năm tháng, vạn nhất xuất hiện một ít vật quái dị thì không dễ chọc đâu. Không thể nào, trong đây còn gặp nguy hiểm. Lục Lâm Thiên nghe xong cảnh giác chung quanh, đao thúc nói vật nơi này không dễ chọc, Lục Lâm Thiên cũng không ngu xuẩn bỏ qua cảnh giác. Trong vết nứt không gian, hồng hoang chi khí càng lúc càng nồng nặc, càng xuống dưới nó mênh mông không cách nào hình dung, khí tức này ép người ta phải quỳ xuống. Nhưng với tu vị của Lục Lâm Thiên hiện tại, vết nứt không gian không thể làm khó Lục Lâm Thiên. Nhưng càng xuống dưới, tốc độ cây đao màu vàng càng chậm, uy áp cũng mạnh hơn. Thân thể Lục Lâm Thiên bị khí tức vô hình ngăn cản, giống như đang đi xuống nước, xuống càng sâu áp lực càng lớn. Ồ! Bỗng dưng ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng, linh hồn nhạy cảm ứng được có gì đó khác thường, khí tức cực kỳ quỷ dị mịt mờ, trong nháy mắt nó đã xuất hiện ở gần hắn. Oanh! Bỗng dưng bên trái Lục Lâm Thiên xuất hiện một thủ ấn xuyên qua không gian, trực tiếp bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong, khí tức hồng hoang rất mạnh ập tới. Bọn chuột nhắt nơi nào đánh lén, lăn ra đây. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, lôi đình tử kim tuôn ra, điện quang bao phủ các nơi, trong vết nứt không gian này bị hào quang màu tím bao phủ, sau đó lôi đình tử kim bạo phát. Ầm ầm, lôi đình tử kim mang theo tiếng sấm cực lớn, trong nháy mắt đánh thẳng vào thủ ấn vừa xuất hiện, lôi đình hủy diệt bá đạo càn quét các nơi, thủ ấn kia nổ tung, hồng hoang chi khí nồng đậm bao phủ nơi này. Nhưng mà thủ ấn vừa bị phá, ở bên cạnh không còn ba động nào khác. Thân ảnh Lục Lâm Thiên dừng lại trong hư không, linh hồn lực nhạy cảm ứng không gian, sau đó sắc mặt hắn âm trầm, quát. Bọn chuột nhắt, xem ngươi có thể trốn bao lâu. Vừa dứt lời, áo bào xanh của Lục Lâm Thiên chấn động, lôi đình tử kim bạo phát, trên hư không xuất hiện lôi vân màu tím, điện quang bộc phát dữ dội, sau đó một đạo lôi đình tử kim hóa thành một con lôi long. Ngao! Lôi long vừa ngưng tụ, Lục Lâm Thiên bấm tay điểm một chỉ, lôi long gào thét như sấm. Lập tức dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía trước, không gian bị phá hủy, điện quang màu tím bao phủ không gian chung quanh. Oanh! Lực lượng lôi đình khủng bố bạo phát, cả vết nứt không gian nhanh chóng sụp đổ, lôi long va chạm vào không gian rất mạnh, không gian càng sụp đổ nhanh hơn. Vị trí vết nứt không gian có khí tức âm hàn tà ác xuất hiện, nhưng trong đó vẫn không có sinh linh nào đi ra. Hai lần ra tay đều không thể ép kẻ đánh lén xuất hiện, sắc mặt Lục Lâm Thiên càng ngày càng âm trầm. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn cũng kết thủ ấn. Bỗng nhiên trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên xuất hiện điện quang rất mạnh, sau đó hóa thành lôi đình tử kim rậm rạp như mạng nhện, nương theo xu thế kinh tâm động phách, lôi đình tử kim đánh thẳng vào trong vết nứt không gian. Ầm ầm, vô số lôi đình cuồng bạo mang theo khí thế hủy diệt bá đạo và uy lực chấn nhiếp nhân tâm, vô số vết nứt không gian bùng phát, dường như tùy thời sẽ phá hủy tất cả. Phần phật. Lôi đình mang theo xu thế hủy diệt này cũng gây ra động tĩnh trong vết nứt không gian, khí tức âm hàn tà ác cũng bùng nổ, không gian chấn động dữ dội. Hai đạo năng lượng va chạm nhau, không gian lung lay sắp đổ, vô số lôi đình tử kim trực tiếp ngăn cản khí tức âm hàn tà ác. Lão tử xem ngươi có thể ẩn thân bao lâu. Lục Lâm Thiên cũng bị đả kích, 5 lần 7 lượt ra tay, hắn còn chưa ép đối thủ xuất hiện, nhưng mà tốt xấu gì đối phương cũng có động tĩnh, hắn quát lớn một tiếng. Sau đó cầm truy phong chiến thiên cung trong tay. Kéo dây cung, một mũi tên ánh sáng mang theo năng lượng khủng bố xuất hiện, hắn buông tay, mũi tên xé gió lao thẳng vào sâu trong vết nứt không gian. Ông ông! Mũi tên bắn ra kinh thiên động địa, sấm gió bùng nổ, năng lượng chấn động làm không gian rung động. Muốn chết! Rốt cục sâu trong vết nứt không gian cũng có khí tức âm hàn bùng nổ, âm thanh hơi không lưu loát, sau đó khí tức âm hàn tà ác tràn ra. Oanh! Trong nháy mắt sâu trong vết nứt không gian lại có thủ ấn không gian cực lớn vươn ra. Thủ ấn uốn lượn, không gian như bị bóp nát, trực tiếp cầm lấy mũi tên ánh sáng vào trong tay, mũi tên ánh sáng không thể nhúc nhích, năng lượng từ từ giằng co sau đó tiêu hoa không còn. Ngao! Đao minh ngâm lên như long ngâm, thân ảnh Lục Lâm Thiên sinh ra thời không loạt, lập tức xuất hiện trước bàn tay khổng lồ kia, cầm, huyết lục, trong tay, một đao chém thẳng xuống bàn tay khổng lồ kia. Khí tức đáng sợ bộc phát,
đao mang huyết sắc chém nát bàn tay khổng lồ, vào lúc bàn tay tan nát sinh ra hồng hoang chi khí nồng đậm, khí tức âm hàn tán giật trong không gian. Vô liêm sỉ, người chọc giận ta. Dường như vật trong không gian ăn thiệt thòi, giọng nói không lưu loát vang lên, thời điểm này hồng hoang chi khí và khí tức âm hàn bùng phát, một đạo thân ảnh xuất hiện trong vết nứt không gian. Lục Lâm Thiên nhìn sinh vật vừa đi ra, thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, nó không phải người cũng không phải thú, sắc mặt dữ tợn, thân thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ, khí tức tà ác ngập trời xen lẫn khí tức hồng hoang nồng đậm. Sắc mặt dữ tợn, lại có ba mắt khủng bố, khí tức âm hàn tà ác xuất hiện, con mắt chính giữa sinh ra khí tức hồng hoang. Khí tức thật mạnh, không dưới hồng mộc lão quái, đây là sinh vật khủng bố gì? Lục Lâm Thiên nhìn quái vật ba mắt, từ khí tức của nó Lục Lâm Thiên cảm giác tuyệt đối không dưới thất nguyên hóa hồng tiểu viên mãn hồng mộc lão quái, đây là sinh vật Lục Lâm Thiên mới gặp lần đầu tiên. Lục Lâm Thiên cũng không ngờ trong vết nứt không gian lại có sinh vật khủng bố như vậy tồn tại, nếu thả ra bên ngoài nó cũng là cường giả đỉnh cấp. Sinh vật khủng bố hung ác nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi chọc giận ta, vậy thần hồn câu diệt đi. Vừa dứt lời, trên mặt sinh vật này bắn ra lực lượng làm không gian rung động. Lục Lâm Thiên nhìn sinh vật kinh khủng trước mặt, khí tức của nó không dưới hồng mộc lão quái, tuy Lục Lâm Thiên không sợ, nhưng mà sinh vật kinh khủng này không dễ đối phó. Thần hồn câu diệt, ngươi cũng xứng sao, cút. Cũng vào lúc này, cây đao màu vàng có hành động, thân đao không động nhưng đao quang màu vàng bùng phát, trong nháy mắt sinh ra phong bạo dữ dội. Ông ông! Đao minh như sấm sét, khí tức khủng khiếp từ cây đao màu vàng làm quái vật kia chấn động, con mắt thứ ba của nó hoảng sợ, thân thể run rẩy bất định, dường như bị uy áp kia chấn áp, uy áp này lớn tới mức nó không dám chống cự. Thân thể sinh vật khủng bố này phát run, ánh mắt hoảng hốt, thân thể khổng lồ của nó hóa thành hồng hoang chi khí và khí tức âm hàn, nhanh chóng lui ra phía sau, giọng nói âm trầm vang vọng hư không. Tự tiện xông vào cấm địa, các ngươi chắc chắn phải chết. Thời kỳ phi thường, không cần dây dưa với đám quái vật biến dị này, trong nơi này không biết còn có bao nhiêu đấy. Cây đao màu vàng không để ý tới lời uy hiếp của sinh vật khủng bố kia, nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Nhìn thấy cây đao màu vàng chấn nhiếp sinh vật khủng bố kia đi, Lục Lâm Thiên sau khi khiếp sợ lại hỏi cây đao màu vàng. Đao thúc, vì sao sinh vật khủng bố kia công kích ta, mà không công kích ngươi, rốt cuộc chúng là thứ gì? Nó công kích ngươi, là vì trên người của ngươi có linh hồn và nguyên lực chấn động, đối với nó mà nói là đồ ăn, không công kích ta vì không thể nhìn thấu ta. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Sinh vật biến dị kia là do thiên địa linh khí lắng đọng vô số năm hội tụ mà thành, chúng giết chóc ngập trời, chắc chắn sẽ có một ít tàn hồn thẩm thấu vào trong không gian này, theo thời gian trôi qua, tăng thêm chỗ tốt từ hồng hoang chi khí cho nên sinh ra quái vật biến dị. Những quái vật biến dị này nhận được chỗ tốt từ hồng hoang chi khí, đều cực khó đối phó, động thủ sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Thật sự là quái vật quái dị. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, nếu những quái vật khủng bố này có rất nhiều, như vậy sẽ phiền toái. Đi thôi, hồng hoang chi khí rất trọng yếu. Cây đao màu vàng dứt lời, lại lao xuống phía dưới, Lục Lâm Thiên cũng đi theo. Không gian xa xa, trong khu vực hắc ám. Hào quang từ ba con mắt lập lòe, tiếng nói âm trầm mang theo sợ hãi vang lên, thì thào nói nhỏ. Gia hỏa ngu xuẩn, chết chắc. Lục Lâm Thiên và cây đao màu vàng đi xuống, trên đường bị tập kích nhiều lần, Lục Lâm Thiên vô cùng cẩn thận, cũng không biết đi xuống bao lâu, không gian này sâu vô cùng vô tận. Trong vết nứt không gian vẫn mông lung lờ mờ, giống như hỗn độn, không cách nào quan sát, cũng không biết nơi nào là điểm cuối cùng. Nhưng dưới đoạn đường này, Lục Lâm Thiên cảnh giác, cũng không nhìn ra có khí tức nào khác, nhưng mà điểm này lại không làm Lục Lâm Thiên buông lỏng cảnh giác, hắn càng cảnh giác hơn trước rất nhiều. Xuy, rốt cục cây đao màu vàng lại dừng trên không trung, kim mang phóng lớn, không ngừng xoay quanh không gian, dường như đang tìm kiếm cái gì. Lục Lâm Thiên đứng sau lưng cây đao màu vàng, nhìn thấy động tác của cây đao màu vàng, hắn đánh giá chung quanh, lúc này vết nứt không gian sinh ra không ít biến hóa. Linh hồn lực nhạy cảm phát hiện ra không ít quái dị. Hẳn là ở nơi đây. Sau khi xoay quanh một lúc, thân cây đao màu vàng chấn động, đột nhiên trên thân đao tỏa ra hào quang màu vàng, nó giống như đại đao hư ảo, trực tiếp xuất hiện trên không gian. Phần phật, đao mang hư ảo rơi xuống, không gian chung quanh chấn động rất mạnh,
đao mang lập tức biến mất không còn lại gì, sau đó đột nhiên bắn ngược trở về. Ồ! Giờ phút này ngay cả cây đao màu vàng cũng sinh ra âm thanh quái dị. Đao thúc, có chuyện gì thế? Biến hóa này làm Lục Lâm Thiên sinh lòng đề phòng, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Không ngờ là phong tỏa không gian, ngăn cản hồng hoang chi khí tinh thuần tiết ra ngoài, bổn sự không yếu, xem ra còn có người nhanh chân tới trước chúng ta. Cây đao màu vàng nói bên tai Lục Lâm Thiên. Bị người nhanh chân đến trước. Lục Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt hưng phấn biến thành ngưng trọng, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt, hồng hoang chi khí tinh thuần nhất bị người ta nhanh chân tới trước, đây là giành ăn bên miệng hổ, Lục Lâm Thiên cũng do dự. Hẳn là bị nhanh chân đến trước, sợ rằng thực lực còn không thấp, người thấy thế nào, có muốn vào xem hay không? Cây đao màu vàng hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy, không chút do dự, con vịt đun sôi tuyệt đối không để nó bay, khí tức chấn động, nói. Đương nhiên, ta cũng muốn biết là ai nhanh chân tới trước, còn phong ấn không gian, không cho người ta chiếm được chỗ tốt, tên này quá hung ác rồi. Tốt, có can đảm lắm, vậy đi xuống đi. Cây đao màu vàng dứt lời, thân đao sinh ra âm thanh trầm thấp thật lớn. Ông, tiếng nổ mạnh như long ngâm vang lên, lập tức thân đao màu vàng tỏa sáng rất mạnh, hào quang màu vàng ăn mòn không gian, trong nháy mắt không gian bị xuyên thủng, không gian chung quanh bị kim quang bao phủ, sát khí ngập trời. Tiểu tử, vào đi thôi. Cây đao màu vàng dứt lời, thân đao run lên, lập tức tiến vào trong khe hở, Lục Lâm Thiên nghe vậy, toàn thân bao phủ trong hào quang màu vàng, thanh linh khải giáp xuất hiện, hắn tiến vào bên trong. Đây là hư không bao la, trong bóng tối còn có hào quang màu vàng xuất hiện, thời gian không tồn tại. Trong nơi này không có thời gian lưu chuyển, không gian này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, bên trong còn có khí tức thái cổ man hoang. Trong không gian này, hồng hoang chi khí nồng đậm tới tận cùng, hồng hoang chi khí không ngừng thẩm thấu ra chung quanh. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong nơi này, linh hồn và nguyên lực, tế bào trong tứ chi bách hải hưng phấn và sôi động không ít. Hồng hoang chi khí tinh thuần như vậy, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn vận dụng hỗn độn âm dương quyết luyện hóa, lập tức luyện hóa hồng hoang chi khí thành nguyên lực, tăng trưởng linh hồn, củng cố tứ chi bách hải, hồng hoang chi khí tinh thuần không ngừng chạy khắp toàn thân. Đây chính là hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, tìm được rồi. Lục Lâm Thiên vui mừng, hồng hoang chi khí tinh thuần như vậy quả nhiên là chí bảo, người mang bất diệt thiên thể và bất tử thần thể. Lục Lâm Thiên rất rõ ràng năng lượng bình thường không có tác dụng gì với cơ thể mình, mà bây giờ hồng hoang chi khí lại tăng lực lượng thân thể của hắn lên. Đúng là chí bảo mà. Lục Lâm Thiên vui mừng như điên, cây đao màu vàng nói bên tai Lục Lâm Thiên. Đao thúc, chính là chỗ này hả? Vừa thu hỗn độn âm dương quyết lại, Lục Lâm Thiên hỏi cây đao màu vàng. Cây đao màu vàng xoay quanh giữa không trung, nó bảo Lục Lâm Thiên nhìn lên trên, nói. Chính ngươi ngẩng đầu nhìn thì biết rõ. Lục Lâm Thiên nghe vậy biến sắc, ánh mắt lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung, kim quang nhàn nhạt bao phủ hư không, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, ánh mắt ngây ngốc, lập tức toàn thân dựng đứng, ngay cả da đầu toàn thân cũng nổ tung. Ánh mắt nhìn qua, Lục Lâm Thiên nhìn lên hư không bao la, trên đó xuất hiện quái vật khổng lồ. Quái vật này lớn không cách nào hình dung, nó ở trong hư không có màu vàng nhạt, trong không gian vàng nhạt này làm cho người ta khó mà phát hiện, toàn thân bao trùm trong lân phiến sáng ngời, cảm giác cứng cáp tràn ngập các nơi. Quái vật khổng lồ này long không phải long, hổ không phải hổ, sư không phải sư, hình thể tứ chi đầy đủ, nó có đuôi hổ, đầu như cự long, cổ có bờm như sư tử. Nhìn quái vật khổng lồ này, Lục Lâm Thiên có thể dò xét phạm vi rất lớn, nhưng Lục Lâm Thiên khó mà dò xét toàn bộ thân thể của nó, đây tuyệt đối là quái vật lớn nhất mà Lục Lâm Thiên từng gặp. Làm cho Lục Lâm Thiên hoảng sợ là, ánh mắt của quái vật giống như sao trời, nó đang nhìn thẳng vào hắn. Đối diện với ánh mắt này, Lục Lâm Thiên cảm thấy linh hồn rung động, ánh mắt kia dường như có thể thôn phệ thiên địa, làm cho linh hồn Lục Lâm Thiên hoảng sợ, lông tơ toàn thân dựng đứng. Từ lúc đi ra khỏi Trấn Thanh Vân tới bây giờ, đến cổ vực, đến Vân Dương Tông, đến Đông Hải, đi tới 3.000 đại thế giới, mãi cho đến hôm nay Lục Lâm Thiên gặp vô số cường giả, gặp vô số hiển cảnh, nhưng hiện tại đối mặt với ánh mắt này hắn cảm thấy vô cùng chấn động. Đây là thứ gì? Áp chế hoảng sợ, Lục Lâm Thiên lập tức vận chuyển nguyên lực, thân ảnh lùi tới bên cạnh cây đao màu vàng, đến thời điểm này Lục Lâm Thiên mới ý thức được đây là lần đầu tiên hắn không đánh mà chạy.
khó trách trên đường đi không gặp nguy hiểm khác, thì ra là vì gia hỏa khủng bố này ở đây, không nghĩ tới trong thiên địa lại xuất hiện tồn tại khủng bố này, ở thời điểm viễn cổ cũng khó gặp, thì ra là gia hỏa nhanh chân chiếm hồng hoang chi khí trước chính là đám quái vật này. Cây đao màu vàng phóng thích kim quang, lập tức xuất hiện trên đầu vai Lục Lâm Thiên. Đao thúc, thứ này là cái gì, cũng là quái vật biến dị sao? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, có ai nghĩ tới trong không gian này có quái vật khủng bố như thế chứ? Vừa rồi chúng ta gặp đám quái vật biến dị so với gia hỏa này còn không tính là cái rắm gì, căn bản không cách nào so sánh với nhau. Cây đao màu vàng lúc này hơi run lên, nói với Lục Lâm Thiên. Những quái vật kia thật không đơn giản, cũng chỉ có thời điểm viễn cổ mới tồn tại, ta không nghĩ ra vì sao đám gia hỏa kia vẫn tồn tại, có lẽ là vì hồng hoang chi khí ở nơi này mới thai nghén ra quái vật khủng bố như thế. Nói như vậy, những quái vật kia không phải là quái vật biến dị, là sinh linh thật thể, chẳng lẽ là linh vật trời sinh? Lục Lâm Thiên hỏi cây đao màu vàng. Có thể nói đám quái vật kia là linh vật trời sinh, nhưng không phải linh vật trời sinh bình thường có thể so sánh, cấp độ của chúng còn kém linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của ngươi một chút mà thôi. Cây đao màu vàng nói. Mạnh như vậy. Lục Lâm Thiên đã biết rõ ra hỏa trước mặt bất phàm, bây giờ nghe ra đã khiếp sọ không nhỏ. Lục Lâm Thiên biết rõ cấp độ của thái cổ U Minh Viêm, nó là vật sinh ra trong thế giới hỗn độn, hoàn toàn cùng cấp với đám viễn cổ đại năng. Mà quái vật trước mặt hơi kém thái cổ U Minh Viêm một ít mà thôi, trình độ cường hãn có thể nghĩ, nhưng mà khí tức của nó mạnh hơn thái cổ U Minh Viêm quá nhiều. Đâu chỉ mạnh, miễn dịch linh hồn công kích và vật chất công kích, không gian công kích và thời gian công kích không có bao nhiêu tác dụng, người nói nó có mạnh hay không? Cây đao màu vàng trả lời Lục Lâm Thiên. Ngoá, đây không phải tiểu long thứ hai sao? Lục Lâm Thiên kinh hãi, miễn dịch linh hồn công kích, miễn dịch vật chất công kích. Loại biến thái này chính là tiểu long thứ hai, gia hỏa này quá khó đối phó. Tiểu long sau này có lẽ mới sánh bằng gia hỏa trước mặt, nhưng mà bây giờ còn chưa được, ít nhất thực lực hiện tại không được. Cây đao màu vàng cực kỳ hiểu tiểu long, thở dài nói. Những gia hỏa kia là hồng hoang thần thú, cùng nổi danh với Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, trong đó có một ít còn mạnh hơn Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước đấy, là tồn tại khủng bố trong thiên địa. Ngay cả viễn cổ đại năng cũng ít dám chọc chúng. Hồng hoang thần thú. Lục Lâm Thiên thì thào, lúc này xem như mở rộng kiến thức, hít sâu một hơi, hắn cố gắng áp chế khiếp sợ trong lòng, sau đó nói với cây đao màu vàng. Đao thúc, thực lực của nó thế nào? Từ khí tức mà nhìn, chắc đạt tới cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Cây đao màu vàng thì thào. Nhưng mà với thiên phú và năng lực của nó, tuy là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, nhưng cho dù đại sư tỷ của ngươi cũng không làm gì được nó, tối đa chỉ đánh bại mà thôi. Mà mẹ nó, Lục Lâm Thiên thật vất vả áp chế khiếp sợ trong lòng, mà cây đao màu vàng nói xong câu này, Lục Lâm Thiên khiếp sợ, đại sư tỷ là thánh hồng cảnh cũng không thể làm gì hồng hoang thần thú, Lục Lâm Thiên khiếp sợ có thể nghĩ. Nói rất dài dòng, Lục Lâm Thiên và cây đao màu vàng nói chuyện chỉ mấy hô hấp mà thôi. Ánh mắt quái vật hồng hoang thần thú nhìn Lục Lâm Thiên, nó như nhìn con kiến, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, lúc này giống một tiếng trầm thấp, nhưng vòi rồng phong bạo sinh ra. Phong bạo khủng bố quét qua nơi này, lập tức bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên, lực lượng khủng bố đẩy Lục Lâm Thiên ra sau, thân thể chấn động. Đạp đạp, liên tiếp bay ra sau 100 mét, Lục Lâm Thiên đạp mạnh vào hư không mới đứng vững, ánh mắt nhìn qua phiến sương mù trước mặt, ánh mắt kinh ngạc càng lớn. Hắn bị một hơi của quái vật kia thổi bay 100 mét, thực lực cỡ này làm Lục Lâm Thiên khiếp sợ. Ngươi cũng quá vô dụng. Cây đao màu vàng sinh ra đao mang, kéo dài qua không gian đáp lên vai Lục Lâm Thiên. Ánh mắt của hồng hoang thần thú vẫn nhìn Lục Lâm Thiên, dường như Lục Lâm Thiên có gì hấp dẫn nó. Đao thúc, đừng nói lời châm chọc, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn cây đao màu vàng, hồng hoang thần thú, cửu nguyên đại viên mãn. Miễn dịch linh hồn công kích, miễn dịch vật chất công kích, đại sư tỷ cũng khó làm gì được nó, cho nên Lục Lâm Thiên hiện tại không sinh ra tâm tư chống cự. Thực lực chênh lệch quá xa, căn bản không có cách nào chơi, muốn chống lại hồng hoang thần thú, Lục Lâm Thiên tự biết chỉ tìm tai vạ. Làm sao bây giờ, chỉ có hai con đường. Cây đao màu vàng đối với Lục Lâm Thiên nói ra. Thứ nhất, nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây, nhưng mà nó nhìn chằm chằm vào ngươi.
đây là địa bàn của nó, dựa theo tập tính của hồng hoang thần thú, trong địa bàn của nó, tuyệt đối sẽ không cho phép có sinh linh thứ hai tồn tại, cho nên ngươi có thể an toàn đi ra ngoài hay không còn khó nói. Thứ hai là gì? Sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, linh hồn lực nhạy cảm quan sát, Lục Lâm Thiên cũng biết Đao Thúc không có nói dối. Thứ hai thế nào? Sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, linh hồn lực nhạy cảm quan sát, Lục Lâm Thiên cũng biết Đao Thúc không nói dối, hồng hoang thần thú kia đã nhìn chằm chằm vào mình, khí tức dần dần tập trung lên người hắn, thậm chí Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được khí tức chấn động trên người hồng hoang thần thú. Nhưng mà lựa chọn thứ nhất, cho dù thành công đào thoát cũng không cách nào đạt hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, nội tâm Lục Lâm Thiên không cam lòng, trơ mắt nhìn chí bảo bay qua trước mặt nhưng chỉ có thể nhìn, Lục Lâm Thiên cảm thấy đủ biệt khuất. Cây đao màu vàng nghe vậy, nói với Lục Lâm Thiên. Thứ hai lựa chọn họa phúc tương y, hồng hoang thần thú chính là tồn tại đặc biệt, bởi vì hồng hoang chi khí mới diễn sinh ra, nó lại sinh ra trong khu vực phong ấn, cho nên lúc này tuy có tu vị cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, tuy sớm có linh trí, nhưng linh trí cực kỳ ngây thơ, ta vừa vặn biết rõ một ít tập tính của hồng hoang thần thú, có lẽ là hóa họa thành phúc. Đao Thúc, người đừng quanh co, nói thẳng ra xem. Lục Lâm Thiên lại hỏi cây đao màu vàng, ánh mắt hồng hoang thần thú vẫn nhìn chằm chằm vào mình, làm cho tóc gáy toàn thân Lục Lâm Thiên dựng đứng lên, Lục Lâm Thiên cảm thấy nguy hiểm. Rất đơn giản, nếu người đánh bại nó, dùng linh trí ngây thơ của nó hiện tại, người muốn thu phục nó là tốt nhất. Theo ta được biết, ngươi chỉ cần đánh bại nó hơn phân nửa chọn thần phục ngươi, hồng hoang thần thú miễn dịch công kích vật chất và linh hồn công kích, muốn thu phục chiếm nó chỉ có một biện pháp. Cây đao màu vàng nói xong, lại nói ra. Nhưng ta vẫn nói trước, thời đại viễn cổ không có tên đại năng nào dám đánh chủ ý lên hồng hoang thần thú, ngươi muốn đánh bại nó, sợ rằng nói chuyện hoang đường, nhưng muốn lưu lại đây và đạt được hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, cũng chỉ có như thế, bằng không chính là chết. Làm sao bây giờ, không có lựa chọn nào khác sao? Lục Lâm Thiên nghe cây đao màu vàng nói thế thì khiếp sợ, đây quả thực là không có lựa chọn khác, một là trốn chạy để khỏi chết, còn không nhất định có thể chạy thoát, hai là đánh bại hồng hoang thần thú. Lựa chọn một, Lục Lâm Thiên biết rõ chính mình sợ rằng phải hối hận cả đời, nhưng lựa chọn hai, Lục Lâm Thiên biết rõ chính mình đang tìm tai vạ, căn bản không thể hoàn thành. Bỗng dưng Lục Lâm Thiên nhìn qua cây đao màu vàng, ánh mắt híp lại, nói. Đao Thúc, người khôi phục không ít rồi, người có thể đánh bại hồng hoang thần thú hay không? Đừng nhìn ta, vừa mới phá vỡ phong ấn không gian nơi đây, còn có một tầng phong ấn kia, ta tiêu hao không ít, bằng không cũng không cần ngươi ra tay, ta lưu lại chút khí lực cũng không thể làm gì, người cảm thấy ta còn hữu lực giúp ngươi đối phó nó sao? Cây đao màu vàng trả lời, Lục Lâm Thiên cảm thấy tuyệt vọng. Rốt cục hồng hoang thần thú nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, cảm giác khí tức chấn động trên người Lục Lâm Thiên, rốt cục không hề dò xét nữa, trên người sinh ra kim quang nhàn nhạt, sau đó há miệng giống như lỗ đen, sau đó trực tiếp thôn vệ Lục Lâm Thiên. Phần phật, khi quái vật khổng lồ này thôn vệ, cả không gian cũng bị cắn nuốt, cả phiến không gian và hồng hoang chi khí thôn vệ vào trong miệng, bao gồm cả Lục Lâm Thiên. Đối mặt với lực hút, thân ảnh Lục Lâm Thiên bị hút đi mà không thể làm gì. Khốn nạn, đây là thực lực cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong sao, quá mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, trong thời gian ngắn, thanh linh khải giáp bắn ra hào quang màu xanh, từng âm thanh như lưỡi mác va vào nhau vang lên, âm thanh răng rắc vang vọng. Trên người Lục Lâm Thiên xuất hiện đôi cánh chim màu trắng xanh, hắn nhanh chóng chạy thoát khỏi lực hút. Hồng hoang thần thú phun khí ra khỏi mũi, khi Lục Lâm Thiên giãy giụa chạy ra. Hồng hoang thần thú hơi ngạc nhiên, nó nhấc chân phải lên như cây cột trống trời nện vào người Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, hồng hoang thần thú đạp một cái sinh ra không gian phong bạo khủng khiếp, làm cho Lục Lâm Thiên không đường trốn thoát. Không xong, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ không xong, tâm thần cấp tốc khống chế thanh trụ hư không dực, lập tức biên đôi cánh thành thiết cầu bao bọc thân thể vào trong. Phanh, tất cả hoàn toàn không cách nào chống cự được, một dấu chân lớn như ngọn núi nện xuống. Đạp vào thanh trụ hư không dực, sau đó không gian nứt vỡ từng khúc, cả phiến hư không lóe lên rồi biến mất, năng lượng cường hãn khuếch tán ra chung quanh. Xoẹt! Thanh trụ hư không dực biến thành viên cầu bị đạp xuống, hào quang lập lòe, âm thanh rạn nứt vang lên không dứt bên tai. Chủ nhân, ta không cách nào chống lại,
thực lực đối thủ quá mạnh. Thời điểm thanh trụ hư không dực ổn định lại, âm thanh khí linh thanh trụ hư không dực vang lên bên tai Lục Lâm Thiên, thanh trụ hư không dực từ từ mở rộng ra, thanh trụ hư không dực hồn nhiên thiên thành bị một cước kia đạp xuống, lúc này rạn nứt không ít, hào quang ảm đạm, hiển nhiên bị tổn thương không nhẹ. Vào lúc này ngay cả thanh linh khải giáp trên người Lục Lâm Thiên cũng bị rạn nứt không ít. Xuy, dưới lực trùng kích này, tuy có thanh trụ hư không dực và thanh linh khải giáp chống lại, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn phun máu tươi. Ngươi khôi phục trước đi. Lục Lâm Thiên thu thanh trụ hư không dực vào đan điền khí hải khôi phục, thò tay lau máu trên khóe miệng. Trên không trung hồng hoang thần thú đang nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt của nó nghi hoặc, giống như đứa bé nhìn con kiến, sau đó lại không hề dấu hiệu đạp Lục Lâm Thiên một cước, không gian rung chuyển và rạn nứt. Thật cho rằng ta dễ khi dễ sao? Một cước này đạp xuống, Lục Lâm Thiên khẽ cắn môi, há mồm quát một tiếng, thanh linh khải giáp bắn ra điện quang màu tím, thân thể của hắn bành trướng, trong nháy mắt thúc dục bất diệt la hán tượng, thân thể to lớn như núi đứng vững trên không trung, điện quang chạy khắp toàn thân, khí tức hủy diệt bao phủ các nơi. Xoẹt! Thân thể bất diệt la hán tượng biến lớn, lúc này đánh ra một quyền vào một cước của hồng hoang thần thú. Bành bành! Quyền và cước va chạm với nhau, không gian tan vỡ không ít, điện quang màu tím lập lòe, không gian vỡ ra một khe hở cực lớn. Đạp đạp, dưới một nước này, bất diệt la hán tượng lui lại liên tục hơn 10 bước mới đứng vững, điện quang tử kim bao phủ toàn thân, nguyên lực trong người hỗn loạn, cánh tay phải tê dại và đau đớn kịch liệt, mà hồng hoang thần thú lại vô sự, một quyền của Lục Lâm Thiên không làm nó rung động chút nào. Lúc này Lục Lâm Thiên biến thành bất diệt la hán tượng to như núi. Nhưng mà so sánh với hồng hoang thần thú lại không khác gì dân thường gặp dân chơi thứ thiệt. Hồng hoang thần thú một cước đã to như quả núi, Lục Lâm Thiên biến thành bất diệt la hán tượng tuy không phải con kiến với con voi, nhưng lại là ải nhân với cự nhân, nhìn thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Nhìn thấy thân thể Lục Lâm Thiên đột nhiên biến lớn, thân thể sinh ra khí tức chấn động rất mạnh, ánh mắt hồng hoang thần thú tỏa sáng, giống như hài tử nhìn thấy đồ chơi mới. Hồng hoang thần thú giống to, tiếng giống hóa thành sóng âm thực chất, thân thể khổng lồ lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, nó xuyên thủng không gian, mang theo thanh thế kinh người xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Hừ! Lục Lâm Thiên quát một tiếng, sau đó cắn răng xuất ra một quyền, đánh thẳng vào hồng hoang thần thú, một quyền này mang theo điện quang màu tím. Xoẹt! Lúc Lục Lâm Thiên đánh một quyền sắp trúng vào người hồng hoang thần thú lại vui vẻ. Thân thể khổng lồ của nó xuyên qua không gian trong nháy mắt, tốc độ vô cùng nhanh, trực tiếp tránh được một quyền của Lục Lâm Thiên, tốc độ này không phải Lục Lâm Thiên có thể đánh đồng được. Lục Lâm Thiên đánh một quyền thất bại, trực tiếp đánh nát không gian, đột nhiên có một đạo hào quang như lôi đình xuyên qua không gian đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Xíu, yêu yêu, hào quang tới trước người, Lục Lâm Thiên biết đây là cái đuôi to lớn của hồng hoang thần thú đánh mình. Lục Lâm Thiên không thể né tránh. Linh trí của hồng hoang thần thú nhìn như ngây thơ, nhưng khi động thủ rất xảo trá, chỉ có thể bằng vào bất diệt la hán tượng ngạnh kháng. Xoẹt! Chúng một cái đuôi này, điện quang trên người Lục Lâm Thiên biến mất, bất diệt la hán tượng của Lục Lâm Thiên bị một chiêu này đánh bay ra rất xa. Phụt! Lực lượng của cái đuôi này rất lớn, tăng thêm chênh lệch thực lực là cái hào rộng, làm cho thân thể Lục Lâm Thiên bay xa, miệng phun máu tươi đỏ thẫm. Hồng hoang thần thú tìm được niềm vui khi chà đạp Lục Lâm Thiên, thời điểm thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh lui, nó lại đá một cước vào người hắn. Phanh! Chúng một cước to như núi này, bất diệt la hán tượng to như núi bị đá bay như quả bóng ra, hắn không ngừng phun máu tươi. Chà đạp, đây tuyệt đối là chà đạp mang theo ý tứ chiêu tức. Lục Lâm Thiên không có lực phản kháng, mỗi lần hồng hoang thần thú động thủ đều mang theo năng lượng thiên địa và hồng hoang chi khí. Giơ tay nhấc chân có thanh thế khủng bố, năng lượng này áp bách Lục Lâm Thiên không thể chống lại. Phụt! Miệng phun máu tươi, thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên bay ngược ra xa mới ổn định lại, nhìn qua hồng hoang thần thú khổng lồ, thần sắc của hắn khiếp sợ, trong mắt cũng sinh ra chiến ý cuồn cuộn. Tiểu tử, thế nào, còn trụ được không? Cây đao màu vàng xuyên thủng không gian, hóa thành hào quang đáp xuống đầu vai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười khổ. Cũng không quan tâm máu trên khóe miệng, nói với cây đao màu vàng. Còn chưa chết được, nhưng mà muốn đối phó hồng hoang thần thú, sợ là hậu quả. Ai,
đã sớm biết như vậy rồi, ngũ nguyên hóa hồng muốn đối phó cửu nguyên đại viên mãn hồng hoang thần thú, ngươi đang tìm tai vạ, chống lại mấy chiêu còn có thể đứng lên, bản thể đã rất mạnh, nếu là ngũ nguyên hóa hồng bình thường, 1000 cái mạng cũng không đủ chết. Cây đao màu vàng cắt lời Lục Lâm Thiên, sau đó nói thêm. Khốn kiếp, lại đây. Khi cây đao màu vàng dứt lời, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hồng hoang thần thú dường như đã nghiệt, nó lại đá một cước về phía Lục Lâm Thiên, một cước này mang theo năng lượng hủy diệt khủng bố. Nghiệt xúc, người thật nghiện rồi sao? Lục Lâm Thiên còn chưa dứt lời, vào thời khắc này, cây đao màu vàng không nhúng tay có hành động, đột nhiên kim quang khuếch tán ra, trong kim quang còn mang theo sát khí ngập trời. Dưới khí tức này, hồng hoang thần thú đang khinh bỉ Lục Lâm Thiên, đột nhiên ánh mắt biến hóa, cảm giác được gì đó, nội tâm rất bất an. Ông! Âm thanh như sấm sét vang lên, cây đao màu vàng sinh ra kim quang ngưng tụ thành đao quang màu vàng, khi đao quang màu vàng xuất hiện tỏa ra hào quang vạn trượng, phóng thích sát khí ngập trời, khí tức bá tuyệt thiên hạ bùng nổ. Một đao này mang theo xu thế vô cùng bá đạo, không có bất cứ chần chờ gì, trực tiếp chém thẳng vào chân hồng hoang cự thú, cả hai chạm với nhau, âm thanh như kim loại va chạm nhau vang lên. Xoẹt! Đao quang chém vào một cước kia, hồng hoang chi khí và năng lượng khủng bố rút đi, đao quang có thể ăn mòn hồng hoang chi khí. Hào quang lập lòe, hồng hoang thần thú giống lớn, nó thu một cước kia trở về, trong mơ hồ trên cước xuất hiện khe hở, hiển nhiên đã bị thương nhẹ. Đao thúc thuộc loại châu bò. Lục Lâm Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong nội tâm hưng phấn, hồng hoang thần thú miễn dịch vật chất công kích và linh hồn công kích, nhưng một đao của đao thúc có thể làm nó tổn thương, có thể thấy đao thúc hung hãn cỡ nào. Tiếng giống vang lên không dứt bên tai, chân phải của hồng hoang thần thú đập mạnh, hiển nhiên một đao này làm nó xuất hiện cố kỵ. Oanh! Nhưng cố kỵ cũng không có nghĩa hồng hoang thần thú e ngại, thậm chí nó bị ký, trong ánh mắt mang theo tức giận, thân thể khổng lồ chấn động, bốn vó đạp mạnh, cây đao màu vàng sinh ra thanh thế khủng bố hơn, đao quang sáng lạn chém thẳng về phía thân thể khổng lồ kia. Ông! Cây đao màu vàng nổ vang, sấm gió vang vọng, sát khí quét qua các nơi, không gian bị phá hủy, mỗi một đạo đao quang trực tiếp xé rách không gian, lập tức bao quát không gian thật lớn, chém thẳng về phía hồng hoang thần thú. Siêu, siêu. Đao quang ngút trời, lập tức chém thẳng vào thân thể hồng hoang thần thú. Xoẹt. Ánh đao chém vào hồng hoang thần thú, năng lượng giảm đi không ít, nhưng lúc chém vào lân phiến dày đặc của hồng hoang thần thú, hoa lửa từ lân phiến bắn ra tung tóe, trên lân phiến có vết lõm thật sâu. Hồng hoang thần thú giống to, tuy lân phiến không bị làm sao, nhưng dường như nó cực kỳ đau đớn. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, cây đao màu vàng lại xuyên thủng không gian, nó xuất hiện trên không trung trên người hồng hoang thần thú, đao quang vạch phá không gian, một đao này chém không gian thành cho tàn. Xuy! Một đao khủng bố này áp bách làm hồng hoang thần thú không thể tránh né. Đao quang chém xuống làm không gian bành trướng, lập tức chém thẳng vào thân thể hồng hoang thần thú, nó tỏa ra sát khí ngập trời. Ken két! Một đao này chém làm không gian bành trướng và nổ tung, âm thanh trầm thấp không ngừng vang vọng hư không, khí tức khủng bố đánh hồng hoang chi khí sơ xác. Trên thân thể hồng hoang thần thú có mấy miếng lân phiến nghiền nát, dưới lân phiến nghiền nát có máu tươi chảy ra ngoài. Hồng hoang thần thú giống to, nhìn mấy lân phiến rạn nứt, ánh mắt của nó sợ hãi và lo lắng, liên tiếp bị áp chế và lần đầu bị đau đớn. Rốt cục làm nó biết rõ cây đao màu vàng không dễ chọc. Rốt cục, hồng hoang thần thú vẫn không nhịn được kêu lên, cả không gian rung chuyển. Hừ. Cùng lúc này, cây đao màu vàng cũng hành động, hừ một tiếng, hắn vốn là thân đao nho nhỏ, lập tức bộc phát kim quang vạn trượng, trực tiếp vượt qua hư không tiến lên phía trước, trong nháy mắt ngắn ngủi bộc phát uy áp đáng sợ. Nghiệt xúc, người còn dám động thủ. Tiếng quát như sấm sét vang vọng hư không. Ông! Vào lúc này uy áp từ cây đao màu vàng phóng thích ra ngoài, linh khí trong người Lục Lâm Thiên bị ảnh hưởng, không ngừng hoảng hốt. Đột nhiên hồng hoang thần thú nhìn qua kim đao trên hư không, uy áp làm nó cảm thấy nguy hiểm, không tự chủ được bước chân lui ra phía sau hai bước, ánh mắt của nó sinh ra e ngại. Khi hồng hoang thần thú lui ra phía sau,
cây đao màu vàng lập tức khôi phục bộ dáng an đầu, nhanh chóng xoay quanh vai Lục Lâm Thiên. Nhìn cây đao màu vàng, Lục Lâm Thiên hưng phấn nói. Đao thúc, ngươi không phải nói không còn khí lực ra tay sao, thì ra ngươi khôi phục thực lực tới mức này rồi. Ta cố ý, không bắt ngươi đi thử thực lực của gia hỏa này, ta làm sao biết ta có thể đối phó nó chứ? Cây đao màu vàng không khách khí nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi cố ý. Lục Lâm Thiên nghe xong lập tức im lặng, không ngờ có ngày mình biến thành chuột bạch, sau đó hỏi cây đao màu vàng. Đao thúc, ngươi có thể đánh bại hồng hoang thần thú, không bằng giúp ta chiếm đại gia hỏa này chứ? Ngươi làm đại mộng của mình đi, nếu hiện tại đại gia hỏa tiếp tục ra tay, ngươi sẽ giữ nhiều lành ít. Vừa rồi ta đã ra tay toàn lực, cũng chỉ miễn cưỡng làm nó ăn chút thiệt thòi, nó chỉ không có kinh nghiệm và kỹ xảo mà thôi, bởi vì bị phong ấn trong không gian này, trở nên nó rất ngốc, bằng không với thực lực mà ta khôi phục, căn bản không có biện pháp đối phó nó, chiêu cuối cùng là ta tận lực làm ra, nhưng ta đã tiêu hao hết khí lực rồi. Cây đao màu vàng truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Linh trí của đại gia hỏa này còn ngây thơ và đơn thuần, sau mấy lần bị giáo huấn chấn nhiếp, sợ rằng trong thời gian ngắn có lòng kiêng kỵ, cũng không đối phó chúng ta, ngươi nắm chắc thời gian hấp thu hồng hoang chi khí độ phá đi, ta nắm chặt thời gian khôi phục, nếu đến lúc đó bị đại gia hỏa phát hiện chúng ta cố làm ra vẻ, chúng ta thật sự vô duyên với cơ duyên đấy. Thì ra là thế, hy vọng hồng hoang thần thú không nên phát hiện mới tốt. Nghe cây đao màu vàng nói thế, Lục Lâm Thiên làm gì dám đánh chủ ý thu phục hồng hoang thần thú, chỉ cần hồng hoang thần thú không phát hiện bọn họ làm ra vẻ là được rồi. Sau một lát, sâu trong không gian này, hồng hoang chi khí tinh thuần bạo phát, uy áp làm lòng người e ngại. Trong khu vực hồng hoang chi khí cực kỳ nồng đậm, cây đao màu vàng bắn ra đao quang màu vàng, lập tức hấp thu hồng hoang chi khí trong không gian. Lục Lâm Thiên cũng ngồi nơi đây, chung quanh là hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, hắn đang toàn lực luyện hóa. Luyện hóa, nên đột phá. Thật vất vả mới dừng chân ở đây, Lục Lâm Thiên thì thào một tiếng, thủ ấn biến hóa, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, chung quanh chấn động tầng tầng, khi vận chuyển hỗn độn âm dương quyết hấp thu hỗn độn chi khí chung quanh. Hồng hoang chi khí chui vào trong cơ thể, Lục Lâm Thiên khôi phục thương thế bị hồng hoang thần thú gây thương tích, trong đan điền khí hải, truy phong chiến thiên cung, huyết lục, tử lôi huyền đỉnh và hồn diệt phách huy các linh khí cũng bắt đầu chủ động hấp thu hồng hoang chi khí. Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, không nghĩ tới hồng hoang chi khí không chỉ có hiệu quả rèn luyện thân thể, còn có tác dụng với cả linh khí. Cảm giác được đủ loại chỗ tốt, Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, thật vất vả mới đi tới đây, gặp được hồng hoang chi khí tinh thuần nhất tự nhiên là không thể bỏ qua, thôn vệ hấp thu càng nhiều càng tốt, có hỗn độn âm dương quyết tương trợ, hắn đạt được hiệu quả kinh người. Toàn lực vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, bình tâm tĩnh khí, chung quanh có vòng xoáy cắn nuốt hồng hoang chi khí. Phần phật, khi Lục Lâm Thiên vận chuyển hỗn độn âm dương quyết thôn vệ hấp thu làm hồng hoang chi khí trong không gian càng ngày càng đậm, hồng hoang chi khí trong hư không vô cùng vô tận đang tụ tập lại, nơi này biến thành biển màu vàng nhạt, bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong, không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thân thể Lục Lâm Thiên lúc này giống như cái động không đáy, cuồn không ngừng hấp thu hồng hoang chi khí. Một người một đao không ngừng hấp thu hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, bên ngoài không có ai biết tới, bằng không tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ có cường giả không kiềm nổi tìm cách xông vào đây. Trong không gian, chỉ có hồng hoang thần thú vô cùng khổng lồ nhìn thấy cảnh tượng này, nó từ xa nhìn qua, sau mấy lần chịu thiệt, còn có khí tức bất an kinh tâm động phách lúc cuối cùng, nó kiêng kỵ không dám lên trước. Trong 3.000 đại thế giới, khi đám người Lục Lâm Thiên tiến vào hồng hoang điện, cả 3.000 đại thế giới náo nhiệt trở nên bình tĩnh không ít. Ngay cả trong thương khung chiến trường, thương khung minh cùng thiên la minh chém giết vô số năm cũng ăn ý, cũng không có chém giết đại quy mô diễn ra. Thế giới thượng thanh, không thể nghi ngờ từ thế giới náo nhiệt biến thành quạnh quẽ. Đặc biệt là trong thiên giới mật địa, nơi đây càng vắng vẻ hơn. Tất cả cường giả phi linh môn trong thế giới thượng thanh và tất cả đại cổ tộc cùng thiên tài đỉnh cấp đi vào hồng hoang điện tu luyện, cho nên nơi đây yên tĩnh không ít. Những nhân vật phong hoa tuyệt địa tiến vào hồng hoang điện, tuy còn có đệ tử thiên tài mới đi vào, cũng có chiến đấu tranh giành, nhưng so sánh với lúc trước chỉ là ẩu đả nhỏ mà thôi. Thế hệ trẻ ít đỡ upsilon.ng độ với cường giả thế hệ trước. Nhưng mà thế giới thượng thanh và thiên giới mật vắng vẻ nhưng lại âm thầm chờ mong,
tất cả người trong thế giới thượng thanh đều chờ một 1.500 năm sau, khi những người kia trở về, đến lúc đó thế giới thượng thanh sẽ giành chấn 3.000 thế giới. Thời gian 100 năm trôi qua nhanh chóng như nước chảy qua cầu. Trong thế giới linh vũ xa xôi, năng lượng thiên địa nồng đậm, non xanh nước biếc, cỏ cây hoa lá xanh tốt, hiện tại thế giới linh vũ đã sớm không phải trước kia có thể so sánh. Oanh! Bỗng dưng thế giới linh vũ run lên, loại rung động này đã lâu không có xảy ra, trong thiên địa sinh ra khí tức lạ lẫm, cả đại lục sinh ra chấn động kỳ lạ, loại chấn động này là thứ hàng tỷ sinh linh trong thế giới linh vũ chờ mong. Trong thế giới linh vũ có khí tức quái lạ thức tỉnh, tất cả cường giả trên đại lục bay lên trên cao, các cường giả đều mang theo chờ mong và hưng phấn. Trong thế giới linh vũ ai cũng biết, mỗi lần đại lục linh vũ phát sinh loại biến hóa này năng lượng thiên địa sẽ nồng đậm hơn, một ít người kẹt ở bình cảnh sẽ đột phá. Sâu trong thương khung chiến trường, ở trong không gian bí ẩn, kim sắc quang mang bao phủ hư không, trong biển hồng hoang chi khí nồng đậm, năng lượng bạo động, năng lượng không ngừng tiến vào không gian. Phần phật, trong biển năng lượng này dường như đang có quái vật khổng lồ đang hấp thu năng lượng nơi đây. Cũng không biết qua bao lâu, trong biển năng lượng mênh mông này, thân ảnh Lục Lâm Thiên dần dần hiện ra, chung quanh thân thể có lỗ đen xuất hiện, điên cuồng thôn vệ các loại năng lượng mênh mông. Các loại năng lượng biến thành con rắn nhỏ chui vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Phần phật, giờ phút này khí tức quanh người Lục Lâm Thiên tăng lên càng ngày càng cao, trong lúc mơ hồ đạt tới đỉnh phong, vẫn còn đang tăng lên. Phanh, trong thời gian ngắn, một tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang lên trong người Lục Lâm Thiên, áp lực như núi lửa phun trào bạo phát, hắn đã đột phá bình cảnh. Trong nháy mắt khí thế Lục Lâm Thiên từ ngũ nguyên hóa hồng tăng lên lục nguyên hóa hồng. Hô! Qua mấy ngày sau khi khí thức quanh người vững chắc, Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt đang nhắm lại mở ra, đôi mắt một đen một trắng luân chuyển như ngày và đêm, cực kỳ huyền ảo. Vào lúc này quanh người có vô số năng lượng chấn động, lập tức hóa thành đồ án âm dương, sau đó lại tiến vào trong người biến mất không thấy. Trên không trung xa xa, đôi mắt to lớn của hồng hoang thần thú khổng lồ chấn động khi thấy khí thế như thế, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Chỉ bởi vì kiêng kỵ cho nên những năm qua không dám tới gần hắn. Không hổ là hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, đây là chí bảo. Quan sát cơ thể, trên mặt Lục Lâm Thiên tươi cười thỏa mãn, mình từ ngũ nguyên hóa hồng đột phá đến lục nguyên hóa hồng, đan điền khí hải khổng lồ không tầm thường, 100 năm đã có thể đột phá, thân thể và linh hồn được tẩm bổ, hắn đạt được chỗ tốt kinh người. Nhìn qua hồng hoang thần thú khổng lồ kia, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động. Nụ cười trên mặt hắn bị đả kích không ít, thì thào. Còn chưa đủ, tiếp tục đột phá. Vừa dứt lời, hai mắt Lục Lâm Thiên khép hờ, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết tiếp tục thôn vệ hồng hoang chi khí tinh thuần trong không gian. Thân là chân lý niết bàn, không có hồng kiếp, lĩnh ngộ không có trở ngại, hỗn độn bổn nguyên trên thân, còn có đại sư tỷ hư thiên thánh cô chỉ đạo, hiện tại Lục Lâm Thiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như ở đây. Đặc biệt là đối mặt với hồng hoang thần thú trước mặt, nội tâm hắn rõ ràng, cho dù bây giờ đột phá tới lục nguyên hóa hồng cũng không phải đối thủ của hồng hoang thần thú. Một khi đại gia hỏa này nhìn thấy manh mối gì đó, nếu đột nhiên lại ra tay thì hậu quả đáng lo, cho nên còn tiếp tục tranh thủ đột phá mới tốt. Lại vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hồng hoang chi khí nồng đậm lại sinh ra, từ từ ngưng tụ thành biển năng lượng quanh người Lục Lâm Thiên quanh, mặc cho Lục Lâm Thiên hấp thu. Thời gian trôi qua lần nữa, trong 3.000 đại thế giới lúc này đang yên tĩnh, đột nhiên sinh ra hào khí ngưng trọng. Trong 3.000 đại thế giới càng yên lặng, một ít người bất phàm đã cảm giác được áp lực kinh người đang gia tăng trong vô hình. Trong 3.000 đại thế giới ở bên trong, cường giả đặt chân hóa hồng cảnh đều biến mất, cực ít xuất đầu lộ diện ra ngoài, dường như đang chuẩn bị gì đó. Khi Lục Lâm Thiên tiến vào hồng hoang điện được 600 năm, áp lực ngưng trọng trong thiên địa càng nồng đậm. 600 năm, đối với những cường giả kia mà nói thời gian này không là gì, cách cục thiên địa vẫn không thay đổi. Thời gian 600 năm đầy đủ làm thế lực quật khởi và biến mất, nhưng mà đối với phi linh môn, chiến thiên liên minh các thế lực lớn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào, tất cả vẫn như ban đầu. Oanh! Trong thế giới linh vũ, cách 500 năm lại có chấn động khó hiểu sinh ra, trong trời xanh hội tụ năng lượng thiên địa nồng đậm, làm cho hàng tỷ sinh linh trong thế giới linh vũ mừng như điên. Sâu trong thương khung chiến trường, ở trong không gian không ai biết, trong biển năng lượng nồng đậm, Lục Lâm Thiên không ngừng hấp thu năng lượng khổng lồ,
làm cho biển năng lượng sinh ra sóng to gió lớn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hồng hoang chi khí nồng đậm không ngừng bộc phát, thân thể hắn như cái động không đáy, dùng xu thế tham lam và điên cuồng không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh, ngay cả không gian cũng vỡ nát không ít. Thời gian 500 năm, thân thể Lục Lâm Thiên càng ngày càng cho người ta cảm giác cứng cáp, làm cho người ta cảm giác được năng lượng bành trướng, thân thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Quan sát khí tức này, cũng không khó biết được, nguyên lực trong người Lục Lâm Thiên được hồng hoang chi khí rèn luyện nên càng trở nên tinh thuần, linh hồn lực càng tinh khiết, dựa vào hồng hoang chi khí, tu vị cảnh giới của hắn chấn động. Phanh! Âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên trong người Lục Lâm Thiên, năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng rung động thật mạnh, chỉ xông lên một hơi đã đột phá bình cảnh, khí tức mênh mông và mạnh mẽ tăng vọt, dùng Lục Lâm Thiên làm trung tâm đã bộc phát như gió bão. Đại lục linh vũ chấn động khó hiểu, trong cổ vực có thân ảnh tập tễnh đứng trong cổ điện, đang mặc bộ trường bào mộc mạc dường như chưa giặt vạn năm, nhưng không nhiễm hạt bụi nào. Thân ảnh tập tễnh này rất có tinh thần, từ dung mạo có thể thấy được hắn khi còn trẻ rất anh tuấn. Vào lúc này lão giả ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào nói nhỏ. 600 năm, hồng hoang chi khí trong hồng hoang điện quả nhiên mang lại chỗ tốt không kém, thất nguyên tiểu viên mãn, nhưng còn xa mới đủ. Lúc này thật sự phải thành công, không được thất bại. Sâu trong thương khung chiến trường, trong hư không tất cả khí tức khôi phục bình thường, Lục Lâm Thiên mở mắt ra, trong mắt hào quang đen trắng giống như nhật nguyệt luân chuyển, thậm chí trong không gian có khí tức man hoang bộc phát, khí thế bàng bạc làm hư không rung động. Thất nguyên hóa hồng, tiểu viên mãn. Lục Lâm Thiên cười vui vẻ, hắn bế quan trong hồng hoang chi khí tinh thuần đã 600 năm lại không cảm thấy dài, ngược lại còn cảm giác tu luyện rất tự nhiên. Hồn nhiên thiên thành. Thất nguyên hóa hồng, cấp độ tiểu viên mãn, cho dù là hóa hồng cảnh nào cũng là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, người bước vào hóa hồng cảnh không ai không bất phàm. Trong tất cả hóa hồng cảnh, thất nguyên hóa hồng là đường ranh giới, một khi đặt chân tầng thứ này, mới có thể chính thức nói là người nổi bật trong hóa hồng cảnh, là siêu cấp cường giả, bởi vì thất nguyên hóa hồng cũng đã là tiểu viên mãn. Cái gì gọi là tiểu viên mãn? Chỉ có tu luyện giả chủ tu áo nghĩa lĩnh ngộ tới cấp độ tiểu viên mãn mới có thể đặt chân thất nguyên hóa hồng. Thất nguyên hóa hồng trong 3.000 đại thế giới cũng là địa nhân vật hùng mạnh, cả thiên địa, 3.000 đại thế giới, hóa hồng cảnh chỉ là số lượng ít mà thôi. Một đại thế giới cùng lắm chỉ có vài trăm hóa hồng cảnh mà thôi, tính ra cả 3.000 đại thế giới đã không nhiều. So với sinh linh khủng bố của 3.000 đại thế giới càng là hạt bụi nhỏ bé. Lúc này đặt chân tới thất nguyên hóa hồng. Làm cho Lục Lâm Thiên vui mừng, 600 năm thôn phệ hồng hoang chi khí, Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ âm dương áo nghĩa đạt tới thất nguyên tiểu viên mãn, tu vị cấp độ càng cao, tiến bước càng khó. Nhưng với Lục Lâm Thiên mà nói, cả hai sợ đều khó. Thời gian 500 năm từ Lục Nguyên Hóa Hồng đột phá đến thất nguyên tiểu viên mãn, còn phải thỏa mãn đan điền khí hải khổng lồ, Lục Nguyên Hóa Hồng không thiếu thời gian, nhưng có nhanh hơn nữa cũng mất 10 vạn năm tích lũy nguyên lực. Mà nếu có đan điền khí hải biến thái như Lục Lâm Thiên cũng mất thời gian lâu hơn. Nhưng Lục Lâm Thiên có hỗn độn âm dương quyết, tăng thêm người mang hỗn độn bổn nguyên, danh sư chỉ đạo, căn cơ vững chắc và lĩnh ngộ thâm thâu, cho nên làm cho Lục Lâm Thiên từ Lục Nguyên đại siêu phàm nhanh chóng đột phá đến thất nguyên hóa hồng, đó là vì hắn đánh trụ cột quá tốt, mới chính thức đạt độ cao này. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua hư không, đôi mắt khổng lồ đang nhìn xuống. Thân ảnh khổng lồ kia giống như sơn mạch khổng lồ nằm trong hư không, đó là hồng hoang thần thú. Ánh mắt kia đầy sợ hãi, Lục Lâm Thiên đã là thất nguyên tiểu viên mãn, hoàn toàn khác với ngũ nguyên trung siêu phàm một trời một vực, tu vị và áo nghĩa tiến bước, so với thời điểm ngũ nguyên hóa hồng, Lục Lâm Thiên biết thực lực của mình mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết không nên đi chọc hồng hoang thần thú, so với 600 năm trước, tuy hắn đột phá hai tầng cảnh giới. Nhưng hiện tại thất nguyên hóa hồng tiểu viên mãn còn chưa đủ tư cách chọc cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong hồng hoang thần thú, hậu quả kia Lục Lâm Thiên không cần đoán cũng biết. Cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, đây là cấp độ cường hãn cỡ nào? Quân tử báo thù, 10 năm, vạn năm không muộn, nghiệt xúc, chờ đi. Lục Lâm Thiên hùng hùng hổ hổ nhìn hồng hoang thần thú, còn không dám chừng quá rõ ràng, sợ hồng hoang thần thú tìm hắn gây phiền toái. Lúc này hắn còn chưa thể đối phó với gia hỏa khủng bố kia. Vốn Lục Lâm Thiên muốn nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng ngẫm lại đối phó quái vật này ngàn năm còn chưa đủ,
cho nên hay nói là vạn năm mới bảo hiểm, nói hớ cũng không tốt. Nhìn thấy hồng hoang thần thú không có dị động, thật sự đã bị đao thúc chấn nhiếp sợ, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua biển hồng hoang chi khí trước mặt. Đao thúc cây đao màu vàng đang ở trong biển hồng hoang chi khí, cũng không ngừng hấp thu hồng hoang chi khí. Thậm chí Lục Lâm Thiên có thể nhìn thấy, hồng hoang thần thú nhìn thấy đao thúc cây đao màu vàng liên tục thôn vệ hồng hoang chi khí, ánh mắt của nó đau lòng, nhưng không dám làm gì, nó vẫn sợ hãi. Tiếp tục, ánh mắt nhìn qua không trung, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, Lục Lâm Thiên tiến vào tu luyện, lúc này thôn vệ hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, thế nhưng mà hấp thu càng nhiều càng tốt, cũng chỉ có 1.500 năm hấp thu mà thôi. Thời gian dần qua, đám người Lục Lâm Thiên tiến vào hồng hoang điện đã 1.500 năm, trong 3.000 đại thế giới áp lực đã tăng lên tới mức tận cùng, giống như 3.000 đại thế giới, đột nhiên yên tĩnh không có gì xảy ra. Loại yên lặng này người bất phàm cũng biết có chuyện xảy ra, trong nội tâm cảm giác bất an, khí tức này giống như điềm báo, dường như 3.000 đại thế giới sắp rung chuyển. Thế giới Thượng Thanh, trong thiên giới mật địa, trong khu vực núi xanh nước biếc, trên ngọn núi cao chọc trời, khí tức băng hàn tỏa ra. Núi tuyết đầy khí chất băng lãnh, băng thiên nói với phong hành thiên chủ. Thời gian không sai biệt lắm, nên đến vẫn phải đến nhưng không biết sau này thiên địa sẽ biến thành bộ dạng gì. Ai biết được, không qua mấy năm, ta cũng trải qua không ít, sau mỗi lần dung chuyển đều cần thời gian dài khôi phục, cũng không biết khi nào mới có thể chấm dứt. Phong hành thiên chủ nói với băng thiên, mái tóc bạc không bó buộc, có vài sợi phất phơ, đôi mắt sáng ngưng trọng. Mỗi một lần có người may mắn sống sót chưa đủ 1/2 phần 10, đây cũng là đại kiếp nạn của hóa hồng cảnh. Băng thiên hít sâu một hơi nhìn qua phong hành thiên chủ, nói. Ngươi nói, đồn dãi trong thương khung bí cảnh có phải sự thật hay không? Phong hành thiên chủ nhìn qua băng thiên, sau đó đắng chát nói. Rốt cuộc có thật hay không, ta cũng không cách nào biết được, nhưng chắc là thật, thương khung bí cảnh bất phàm, người đi vào 2 lần cũng rõ ràng. Có phải thật hay không chúng ta không có lựa chọn, qua nhiều năm như vậy, chúng ta mạo hiểm đi vào cũng là vì tìm chân tướng, người biết rõ chân tướng chỉ là số ít, những người khác muốn biết chân tướng phải đào móc. Thời điểm băng thiên nói xong, một thân ảnh cao ngất xuất hiện nhìn qua phong hành thiên chủ và băng thiên. Hoàng phủ đại ca, người xuất quan sao? Băng thiên tươi cười nhìn người tới, người này mặc trường bào màu lam, thân ảnh cao ngất nguy nga, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Toàn thân chấn động vô hình, mang theo khí thế bế nghĩa thiên hạ, chính là minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long. Dường như tiến bộ không ít a hát. Nhìn Hoàng Phủ Minh Long, phong hành thiên chủ ngạc nhiên. Thời gian đã hết rồi, nên xuất quan thôi. Hoàng Phủ Minh Long nói với băng thiên, sau đó nói với phong hành thiên chủ. Nhiều năm như vậy, tuy tiến bộ một ít, nhưng vẫn không cách nào đột phá một bước kia. Một bước kia, rất khó vượt qua. Phong hành thiên chủ than nhẹ, hắn biết một bước này khó khăn, đây là cái rãnh trời, sau khi than thở lại nhìn Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt phong hành thiên chủ chấn động, nói. Những năm qua ngươi giấu giếm đủ nhiều, ta mới biết được hư thiên thánh cô là sư tỷ của ngươi, ngươi giấu giếm ta thật khổ. Cái này, Hoàng Phủ Minh Long cười khổ với phong hành thiên chủ, lập tức nói nhỏ. Nàng đến thế giới Thượng Thanh sao? Đã tới 1.500 năm trước. Lúc đó thế giới Thượng Thanh gặp chút ít phiền toái, nàng vừa vặn đến hỗ trợ giải quyết, lại nói đây là nhờ có nàng. Phong hành thiên chủ nói. Phiền toái sao, chẳng lẽ là hồng hoang điện? Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long chấn động, sau đó hỏi phong hành thiên chủ. Danh ngạch hồng hoang điện thế nào? Phong hành thiên chủ nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt vui vẻ, nói nhỏ. Ngươi đoán xem, Lâm Thiên và Du Du chiếm 2 tòa. Nếu không có gì bất ngờ, Hồng Hoang Điện số 1 là của chúng ta. Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua phong hành thiên chủ nói. Hoàng Phủ Đại ca, người nói đúng một nửa. Băng thiên cười nói. Hồng Hoang Điện số 1 thì đúng, nhưng không phải 2 tòa. Nhà đầu Du Du thất bại sao? Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long ảm đạm. 5 tòa, thế giới Thượng Thanh chúng ta đạt được 5 tòa Hồng Hoang Điện, đến thương khung chiến trường thì chúng ta biết được. Lâm Thiên huynh đệ còn ẩn giấu cường giả của Phi Linh Môn, Bắc Cung Vô Song là tứ nguyên hóa hồng, Phi Linh Môn còn có U Minh, và, Hồn Sát, thực lực vô cùng cường hãn, tăng thêm Phong Du Du chiếm 1 tòa hồng hoang điện, chúng ta chiếm được 5 tòa hồng hoang điện, Thiên Địa Các và Thế Giới Thần Thú cũng chiếm 1 tòa hồng hoang điện, Thiên La Minh chỉ đạt được 2 tòa hồng hoang điện.
Băng Thiên nói xong, 1.500 năm qua đây là kích động nhỏ duy nhất. Năm tòa Hồng Hoang Điện, Bắc Cung Vô Song, U Minh, Hồn Sát. Cửu sư đệ tiểu tử này giấu giếm đủ sâu. Nghe vậy, Hoàng Phủ Minh Long cũng ngạc nhiên, ánh mắt chấn động, nhìn qua Băng Thiên cùng Phong Hành Thiên Chủ, sau một lát mới nói. Nói như vậy, thế giới Thượng Thanh có phiền toái, có lẽ chính là người Thương Khung Minh muốn có danh ngạch năm tòa Hồng Hoang Điện này. Nhưng mà chuyện cũng đã xử lý tốt, cuối cùng cũng không có phiền toái lớn. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy gật gật đầu, nói với Hoàng Phủ Minh Long. 1.500 năm trước, người trong Hồng Hoang Điện sắp đi ra rồi, không biết hiện tại bọn họ đi vào Hồng Hoang Điện có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, thực lực tăng lên bao nhiêu. Hồng Hoang chi khí trong Hồng Hoang Điện có chỗ tốt rất lớn, tuy không thể so sánh với Hồng Hoang chi khí thời viễn cổ, nhưng tránh được Hồng Kiếp là chỗ tốt lớn nhất, cũng đủ giúp người trẻ đuổi đột phá một hai nguyên. Hoàng Phủ Minh Long nói, ta biết thực lực Lâm Thiên huynh đệ lúc trước là ngũ nguyên hóa hồng, sau 1.500 năm có lẽ hắn sẽ bước vào lục nguyên hóa hồng. Băng Thiên cười nói, ngươi nói là, 1.500 năm trước, Lâm Thiên đã là ngũ nguyên hóa hồng. Khi Băng Thiên dứt lời, Hoàng Phủ Minh Long ngạc nhiên. Ngươi bế quan nhiều năm như vậy, không biết cũng khó trách, 1.500 năm trước, thời không hình chiếu truyền tống trận, chúng ta chỉ biết Lâm Thiên tiểu huynh đệ đạt tới ngũ nguyên hóa hồng. Đại chiến với thần linh tộc chân lý niết bàn người thần linh nhiễm hồng, cũng có tu vị ngũ nguyên hóa hồng, trận chiến ấy quả thật bất phàm, cuối cùng đoạt được Hồng Hoang Điện số 1, lúc này cũng thành toàn thiên khung minh, cũng là lần đầu tiên Thương La Minh ăn thiệt thòi. Băng Thiên nói với Hoàng Phủ Minh Long, 1.500 năm trước là ngũ nguyên hóa hồng, đột phá thật nhanh, nhưng cũng bình thường. Hoàng Phủ Minh Long kinh ngạc sau đó nhớ tới gì đó, lập tức cười nhạt, tuy trong mắt ngạc nhiên nhưng không nhiều. Trong hư không, Hồng Hoang chi khí tràn ngập, năng lượng chấn động nhộn nhạo. Oanh! Bỗng nhiên trong hư không sinh ra tiếng nổ, lập năng lượng chấn động rất mạnh, dường như có lực lượng gì đó dẫn dắt, Hồng Hoang chi khí tụ tập lại rất nhiều. Phần phật! Hồng Hoang chi khí hội tụ thành biển, dường như có quái vật khổng lồ hấp thu biển cả, năng lượng chung quanh không ngừng lao tới. Năng lượng chấn động mấy chục canh giờ, năng lượng tập trung tới mức khủng bố. Không gian chung quanh chấn động càng ngày càng kịch liệt. Hồng Hoang thần thú đang nhắm mắt tiềm tu ở xa xa, giờ phút này nó cảm giác được động tĩnh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua chấn động. Trong năng lượng khủng khiếp kia, nó cảm thấy hãi hùng khiếp vía, dường như có vòng xoáy khổng lồ đang hấp thu năng lượng. Vòng xoáy này như lỗ đen, sâu không thấy đáy, có thể thôn phệ tất cả năng lượng vào trong. Loại tốc độ thôn phệ năng lượng này vô cùng kinh người, cũng hấp thu Hồng Hoang chi khí không dứt. Rốt cục nhạt xuống, theo thời gian qua đi đã có dấu hiệu suy kiệt. Năng lượng trong vòng xoáy lại tăng lên, khí tức tăng lên rất mạnh. Sau khi khí thế này tăng lên mức đỉnh phong thì không tăng lên nữa, dường như bị trở ngại, sau khi tới đỉnh phong thì dừng lại. Khí tức này yếu đi, vòng xoáy thôn phệ năng lượng không yếu đi, vẫn thôn phệ với tốc độ rất nhanh, làm cho Hồng Hoang chi khí tinh thuần nhất nơi đây càng ngày càng yếu. Phần phật, trong hư không. Trong Hồng Hoang Điện ở giữa 8 tòa Hồng Hoang Điện bỗng dưng chấn động rất mạnh. Sau đó Hồng Hoang chi khí trong 9 tòa Hồng Hoang Điện từ từ yếu bớt, càng ngày càng yếu, dường như có vật khủng bố gì đó đang thôn phệ Hồng Hoang chi khí của 9 tòa Hồng Hoang Điện. Ngũ hành tụ âm dương. Bỗng dưng một vòng xoáy năng lượng xuất hiện, các màu kim, thanh, lam, xích, hoàng 5 loại thuộc tính bạo phát. Rầm 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 bang bang. 5 loại thuộc tính lao ra khỏi vòng xoáy. Chúng giống như 5 quả bom trong hư không, không gian rung chuyển rất mạnh. Âm dương phá. Lúc này đồ án âm dương hình thành, năng lượng khủng bố trong vòng xoáy sinh ra, không gian chấn động kịch liệt. Phanh. Lúc này trong vòng xoáy có tiếng nổ xuất hiện, một bình cảnh vô hình bị phá tan, khí tức khủng bố tăng lên độ cao mới, khí tức mênh mông này bàng bạc, không gian chấn động rất mạnh. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ trầm thấp vang lên. Trong vòng xoáy có tiếng nổ vang vọng truyền ra ngoài, một thân ảnh áo xanh bay ra, vòng xoáy không thể thôn vệ hắn vào. Thời điểm thân ảnh áo xanh đặt chân trong hư không, vòng xoáy năng lượng thôn vệ rất mạnh, thân ảnh cao ngất đứng đó, làn da lỏa lồ, đường cong màu vàng nhạt đầy cứng cáp giống như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, giơ tay nhấc chân đều có thể làm nổ trời xanh. Áo bào xanh khẽ nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, tương liên với đồ án âm dương, khí tức bộc phát trong vô hình. Lúc này hư không chấn động không ngớt.
cả hư không vốn ẩn chứa hồng hoang chi khí nồng đậm, sau khi khí tức không gian bình ổn trở lại, hồng hoang chi khí giảm đi rất nhiều, thậm chí không gian màu vàng nhạt đã biến thành đờ upsilon, C ngầu. Hô! Sau đó thật lâu, đồ án âm dương cũng tiêu tán đi, Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, sau đó mở mắt ra, khí tức man hoang tràn ngập cơ thể. Bát nguyên trung viên mãn. Hắn thì thào, tâm thần chìm vào trong cơ thể, Lục Lâm Thiên quan sát cơ thể biến hóa, bản thể vốn cường hãn, lại rèn cường hãn hơn không ít, bảo thoát thai hoán cốt thì khoa trương, nhưng rèn luyện rất nhiều thì không ít. Lục Lâm Thiên quan sát cơ thể, không chỉ bản thể cường hãn, ngay cả kinh mạch cũng mở rộng, điều này làm hắn mạnh hơn không ít. Đan điền khí hải và linh hồn không gian tăng trưởng không ít, Lục Lâm Thiên quan sát một chút, vết thương trên thanh trụ hư không dực đã khôi phục hoàn toàn, lúc này còn mạnh hơn trước. Khí tức trên tử lôi huyền đỉnh mạnh hơn không ít, đoán chừng được hồng hoang chi khí phụ trợ và nguyên đan chữ vạn, tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít, tử lôi huyền đỉnh khôi phục đến đỉnh phong, uy năng chính thức của tử lôi huyền đỉnh đạt tới mức khủng bố. Về phần bổn mạng linh khí, huyết lục, khi Lục Lâm Thiên quan sát thì nó biến hóa lớn nhất, bởi vì nó là linh khí liên hệ trực tiếp với hắn. Bỗng dưng Lục Lâm Thiên cảm thấy nguyên lực hưng phấn, vung tay lên, năm ngón tay đánh ra một quyền vào hư không. Rầm rầm rầm. Một quyền này đánh ra như vài quả bom nổ, cả hư không rung chuyển, một quyền này làm năng lượng chung quanh nổ tung. Một quyền này đánh ra một lỗ đen, hư không chung quanh bị nghiền nát, năng lượng chấn động, không gian rung động như sóng to gió lớn. Hô! Khi thấy kết quả từ một quyền của mình, Lục Lâm Thiên không nhịn được hít sâu một hơi, lúc này tu vị bát nguyên trung viên mãn đã cưỡng hãn như thế. Thực lực như vậy, Lục Lâm Thiên xem chừng nếu gặp Hồng Mộc lão quái lúc trước, bản thân mình đánh một quyền là đánh nát Hồng Mộc lão quái, Hồng Mộc lão quái lúc này không có tư cách kêu gào trước mặt hắn. Lúc này vào Hồng Hoang Điện tiến bộ rất nhanh, Lục Lâm Thiên cảm thán vận khí của mình không kém, nếu không có Hồng Hoang chi khí, sợ rằng không cách nào đạt tới mức này. Phải biết rằng bên trong Hồng Hoang Điện, người từ nhất nguyên hóa hồng tu đột phá đến tam nguyên hóa hồng đã là dọa người, tốc độ tiến bộ như thế rất hiếm thấy. Mà bây giờ chính mình đột phá mới bao lâu, Lục Lâm Thiên hiểu rõ ràng, ngũ nguyên đến bát nguyên chính là ba nguyên, mỗi nguyên là một cái hào rộng, bản thân mình có đan điền khí hải lớn hơn người thường, tiến bộ như vậy dùng hai chữ khủng bố để hình dung cũng khó khăn. Đây mới là cường giả. Hai tay Lục Lâm Thiên siết chặt lại, cảm giác đan điền khí hải có nguyên lực bàng bạc và linh hồn sôi trào, Lục Lâm Thiên lần đầu tiên cảm giác mình là cường giả, bát nguyên hóa hồng trung viên mãn. Dựa vào thủ đoạn của mình có thể vượt xa không ít bát nguyên hóa hồng. Thời điểm Lục Lâm Thiên đang mừng như điên, bỗng dưng một có tiếng gầm gừ vang lên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua hồng hoang thần thú vẫn bị chấn nhiếp, giờ phút này hắn lướt qua không gian, thân thể khổng lồ kia vẫn ở đó, khí tức mênh mông phóng thích ra, làm cho không gian rung rung, ánh mắt thật to của nó mang theo thần sắc tức giận. Nghiệt xúc này muốn làm gì? Không sợ nữa sao? Lục Lâm Thiên không tự chủ vô ý thức lui ra sau, từ khí tức mà hồng hoang thần thú phóng thích ra, lúc trước khi còn là ngũ nguyên hóa hồng Lục Lâm Thiên còn hãi hùng khiếp vía, lúc này nội tâm cảm thấy rất khó khăn, nhưng giờ phút này dùng tu vị bát nguyên hóa hồng, Lục Lâm Thiên cảm giác bị thua thiệt, lui ra sau chỉ là hành vi vô thức mà thôi. Nghiệt xúc này không có gì đáng sợ cả. Lục Lâm Thiên lui ra sau, đao thúc nói ra, lập tức cây đao màu vàng xuất hiện trên vai Lục Lâm Thiên. Cây đao màu vàng không có bao nhiêu khí tức chấn động, nhưng Lục Lâm Thiên cảm giác được, giờ phút này khí tức cây đao màu vàng quá khủng bố. Đao thúc, ta không có chọc nghiệt xúc này. Nhìn hồng hoang thần thú trước mặt, Lục Lâm Thiên cũng không có thời gian đi quan sát cây đao màu vàng, cũng thật sự không biết mình làm gì chọc giận nó. Cây đao màu vàng thở dài nói với Lục Lâm Thiên. Hồng hoang thần thú. Đối với nó mà nói, hồng hoang chi khí tinh thuần nhất là đồ ăn, có hồng hoang chi khí tinh thuần nhất nó mới có thể tiếp tục đột phá, mà ngươi ở đây, bởi vì ngươi đột phá đã hấp thu hồng hoang chi khí không còn bao nhiêu, sợ rằng trong thời gian ngắn hồng hoang chi khí không cách nào khôi phục được. Ta hấp thu tất cả hồng hoang chi khí sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn nhìn chung quanh, ánh mắt mở to, lúc này mới ý thức được, lúc hồng hoang chi khí trong không gian đã ảm đạm. Hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Kỳ thật, ngược lại cũng không chỉ mình ngươi gây ra. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Ta cũng hấp thu không ít hồng hoang chi khí,
chắc có lẽ không ít hơn ngươi, bằng không hồng hoang chi khí cũng không tiêu hao nhanh như vậy. Nhưng hồng hoang chi khí biến mất nguyên nhân chủ yếu không chỉ vì ngươi, còn vì gia hỏa kia. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Là hồng hoang thần thú. Lục Lâm Thiên nhìn hồng hoang thần thú. Cây đao màu vàng nói. Đương nhiên là đại gia hỏa kia, bởi vì hồng hoang chi khí trong này diễn sinh ra nó, mà nó vẫn dùng hồng hoang chi khí làm thức ăn. Hồng hoang chi khí này đại bộ phận bị ngươi thôn phệ, còn có hồng hoang điện tiêu hao vô số năm, trong nơi này còn lại không bao nhiêu hồng hoang chi khí. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt chớp động, nói với cây đao màu vàng. Đao thúc, vậy ngươi khôi phục không ít rồi sao? Khôi phục hơn trước rất nhiều, nhưng mà so sánh với ta lúc toàn thịnh còn xa mới đủ, muốn khôi phục toàn thịnh vẫn phải quay về chỗ kia một chuyến, ở bên ngoài, ta không có khả năng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Tuy ta hiện tại khôi phục không ít, nhưng sợ rằng không thể làm gì được nó. Xem bộ dáng chỉ sợ nó cho rằng ngươi hấp thu hồng hoang chi khí không còn, chặt đứt hồng hoang chi khí của nó, cho nên nó mới không bỏ qua cho ngươi. Lục Lâm Thiên lại cảnh giác nhìn hồng hoang thần thú, bĩu môi nói. Ngoá, dựa vào cái gì, đao thúc, ngươi cũng hấp thu, nó vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta. Cây đao màu vàng nói. Ta làm sao biết, dù sao nó chỉ nhìn ngươi, có thể bởi vì ngươi những năm qua đột phá gây ra không ít động tĩnh. Tăng thêm động tĩnh mới đột phá vừa rồi, hồng hoang chi khí giảm nhiều nên nó ghi nợ lên đầu của ngươi. Tiếng giống trầm thấp vang lên, hồng hoang thần thú nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt bất thiện. Nghiệt xúc, ta hiện tại không phải ngày xưa đâu. Lục Lâm Thiên quát lên, ngay sau đó điện quang chấn động, lập tức thúc giục bất diệt La Hán tượng, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành La Hán thật lớn, hắn giơ tay lên. Điện quang màu tím xuất hiện trên nắm đấm, hắn đánh ra một quyền vào không gian. Phanh! Trầm nổ trầm thấp vang lên, năng lượng phong bạo khủng bố nổ tung như pháo hoa, ẩn chứa khí tức hủy diệt phá hủy không gian. Đạp đạp! Lảo đảo lui ra phía sau, thân ảnh Lục Lâm Thiên sinh ra hấp lực khổng lồ, thân thể bị đẩy lui, ngũ tạng lục phủ trong người sôi trào, hắn tiến lên từng bước. Một kích này đánh thẳng vào chân của hồng hoang thần thú. Lực công kích của Lục Lâm Thiên lúc này đã có thể chống lại nó, tuy nhiên còn cách chống lại chân chính không xa. Oanh! Va chạm qua đi, ánh mắt hồng hoang thần thú nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, nó cảm giác thực lực của đối phương tăng lên mức kinh khủng, lúc này tiểu gia hỏa kia khó đối phó hơn nhiều. Tiếng gào ZTC, AIS, trầm thấp từ cổ họng hồng hoang thần thú truyền ra, nó ngạc nhiên và tức giận. Sau đó thân ảnh khổng lồ của nó nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Hồng hoang thần thú đạp xuống một cước này đá nát không gian, vết nứt không gian lan tới tận vị trí Lục Lâm Thiên. Xíu, yêu yêu. Lục Lâm Thiên lúc trước đối mặt với hồng hoang thần thú hoàn toàn không có lực giãy giụa, lúc này hắn thoát khỏi không gian bị bao phủ, trong nháy mắt cái đuôi của hồng hoang thần thú đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên, trực tiếp phong tỏa không gian của Lục Lâm Thiên. Tê thiên liệt địa chảo. Hắn biến sắc, lập tức hóa trưởng thành chảo, sau đó một vết nứt không gian như đao cắt đánh thẳng về phía trước. Ken két. Cái đuôi này đánh tới, một chảo của hắn không thể cầm hết được, có thể thấy được cái đuôi này lớn cỡ nào, hồng hoang chi khí bắt đầu chấn động, hai lực lượng ăn mòn nhau, trong nháy mắt cái đuôi này phá hủy một chảo kia. Ngao. Âm thanh trầm thấp vang lên, Lục Lâm Thiên nắm chặt tay thành quyền, năng lượng thiên địa hội tụ lại ngưng tụ thành một quyền. Uy lực đánh ra rất kinh người. Bành bành. Lúc này va chạm khủng bố giữa một đấm và cái đuôi kia vang lên, âm thanh nổ tung khủng bố vang vọng hư không, năng lượng phong bạo khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Xoẹt. Trong khí kình khủng bố, một quyền này và cái đuôi hồng hoang thần thú bắn ngược ra sau. Cùng một thời gian, cánh tay trái khổng lồ của Lục Lâm Thiên lại vươn ra, âm thanh lôi đình chấn nhiếp thiên địa vang vọng, điện quang tử kim sắc xuất hiện. Khí tức hủy thiên diệt địa bộc phát, nguyên lực bùng nổ rất mạnh. Oanh! Trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên xuất hiện lôi đình như mãng xà, những nơi lôi đình đi qua không gian lập tức vặn vẹo, xu thế khủng khiếp oanh kích vào hư không. Phanh! Khác với lôi đình tử kim do tử lôi huyền đỉnh phóng thích, nhưng lôi đình tử kim do Lục Lâm Thiên thúc giục có thể hủy diệt thất nguyên hóa hồng tan thành mây khói, cho dù là bát nguyên nếu như bị đánh trực tiếp cũng trả giá thảm trọng. Nhưng lúc này chỉ làm hồng hoang thần thú lui ra sau một bước mà thôi.
bò, ò. Có lẽ bởi vì lôi đình chọc giận, tuy hồng hoang thần thú miễn dịch vật chất công kích, nhưng nó cũng ăn một ít khổ sở, nó giống to lên, thân hình khổng lồ không còn cố kỵ, lập tức lao về phía Lục Lâm Thiên. Nhiệt xúc, ta chơi với ngươi. Vào lúc này Lục Lâm Thiên nếm được một ít ngon ngọt, lập tức tăng cường khí lực, La Hán Tượng tiến lên, phát động công kích trực tiếp vào hồng hoang thần thú. Tuy hắn công kích liên tục, nhưng hồng hoang thần thú không phải tầm thường, nó ngăn cản toàn bộ công kích đánh vào người mình. Khi hồng hoang thần thú toàn lực ra tay, Lục Lâm Thiên không ngừng kêu khổ, mỗi một đạo công kích đều đẩy lùi Lục Lâm Thiên, căn bản không thể chống lại. Nếu không phải bản thể cường hãn, hắn thúc giục thanh trụ hư không dực, Lục Lâm Thiên lại là bát nguyên trung viên mãn, hắn căn bản không có lực chống cự. Lục Lâm Thiên có tu vị bát nguyên hóa hồng không phải tầm thường, nhưng so với hồng hoang thần thú lại không là cái gì, bởi vì hồng hoang thần thú có tu vị cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, cũng không phải cửu nguyên đại viên mãn bình thường có thể so sánh. Cho nên Lục Lâm Thiên gặp hồng hoang thần thú hậu quả cũng có thể nghĩ, Lục Lâm Thiên công kích đánh vào người hồng hoang thần thú miễn dịch vật chất công kích, linh hồn công kích, Lục Lâm Thiên công kích đối với hồng hoang thần thú mà nói chẳng khác gì gãi ngứa. Mà hồng hoang thần thú công kích Lục Lâm Thiên, đó là việc khác, cho dù là công kích nào, lực phòng ngự hay bản thể Lục Lâm Thiên đều thừa nhận đau khổ rất lớn. Bò, ò. Sau khi giao thủ vài chiêu, rốt cuộc hồng hoang thần thú cũng vận dụng lực lượng cuồng bạo khủng bố của mình, trực tiếp đá vào ngực Lục Lâm Thiên. Đạp đạp. Một cước này làm thân thể Lục Lâm Thiên lảo đảo lui ra phía sau, thanh trụ hư không rực vỗ mạnh hình thành phong bạo tiêu trừ lực công kích. Lục Lâm Thiên lui ra sau vài bước rồi ổn định thân thể, khóe miệng có vết máu, gương mặt ngưng trọng, quả nhiên hồng hoang thần thú cường hãn. Bò, ò. Hồng hoang thần thú phá hủy hư không, lại trực tiếp va chạm với Lục Lâm Thiên, căn bản không cho Lục Lâm Thiên cơ hội thở dốc nào. Thật cho rằng ta dễ khi dễ sao, vậy ta cũng không khách khí với nhiệt xúc ngươi nữa. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên siết chặt nắm đấm của mình, khí tức hủy diệt bùng nổ. Bát hoang thiên địa quyết, nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền chấn bát hoang. Lục Lâm Thiên vận dụng toàn lực, không gian chung quanh một quyền này không ngừng tan vỡ, năng lượng không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Khí thế bá đạo này làm cho hồng hoang thần thú cũng phải ngây ngốc, sau đó thân thể khổng lồ nhanh chóng vượt qua không gian, trực tiếp tránh một quyền khủng bố của Lục Lâm Thiên, lúc này đuôi của nó nện vào ngực Lục Lâm Thiên. Hừ! Lục Lâm Thiên hừ một tiếng. Hắn đánh ra một quyền vào người hồng hoang thần thú. Phanh! Cả hai va chạm, giữa âm ảnh hưởng làm không gian tan vỡ, một quyền này đánh cái đuôi hồng hoang thần thú run mạnh, sau đó bị đánh bay ra sau. Bát hoang thiên địa quyết, nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ diệt thiên địa. Bát hoang thiên địa quyết, tam quyết chuyển thiên thế, nhất cước toái sơn hà. Tranh thủ cơ hội trong nháy mắt ngắn ngủi này, Lục Lâm Thiên bộc phát khí tức hủy diệt. Khí tức hủy diệt vô cùng vô tận thẩm thấu vào trong hư không, dùng Lục Lâm Thiên làm trung tâm, khí tức hủy diệt càn quét hư không, còn có tử kim điện quang bao phủ không gian. Ầm ầm, không trung vặn vẹo, một chỉ và một cước hủy diệt xuất hiện, không gian nổ tung, khí tức hủy diệt làm vạn vật tuyệt vọng, khí tức hủy diệt phá hủy mọi thứ, lực lượng hủy diệt làm người ta hình thần câu diệt. Bành bành, một chỉ và một cước này đánh hồng hoang thần thú chấn động, lân phiến trên lưng tan nát. Năng lượng chấn động khủng bố làm hồng hoang thần thú khiếp sợ. Bát hoang thiên địa quyết, tứ quyết bào thiên thế, nhất hống giả thiên địa. Hắn thúc giục thủ đoạn thật nhanh, Lục Lâm Thiên thúc giục chiêu thức này, lấy bản thân hắn làm trung tâm, hư không chung quanh tan nát, hồng hoang thần thú chấn động cực mạnh. Giống, tiếng giống giống như long ngâm hổ giống, từng phiến hư không tan vỡ thành động sâu. Lục Lâm Thiên thúc giục đệ tứ quyết mạnh nhất cũng chỉ làm hồng hoang thần thú lui lại vài bước mà thôi. Bát hoang thiên địa quyết, đệ tứ quyết tác động lên linh hồn, hồng hoang thần thú miễn dịch vật chất công kích và linh hồn công kích, thực lực của ngươi tác dụng không lớn, nếu ngươi thúc giục bát hoang thiên địa quyết với kẻ khác, chỉ sợ đối thủ đã chết ngay lập tức rồi. Cây đao màu vàng lúc này xuất hiện trên vai Lục Lâm Thiên. Như vậy sao, tên này thật khó đối phó. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Hồng hoang thần thú thật sự còn khó đối phó hơn tưởng tượng của hắn, miễn dịch vật chất công kích và linh hồn công kích làm Lục Lâm Thiên có cảm giác luống cuống tay chân, huống chi hồng hoang thần thú có tu vị vượt qua hắn quá nhiều. Gương mặt ngưng trọng, khí tức và hào khí đông cứng. Vù vù, thân thể hồng hoang thần thú ổn định lại,
hô hấp ồ ồ, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên còn mang theo khiếp sợ, dường như không tin nổi ra hỏa bị nó đánh bại vào lúc này lại cường hãn như thế. Bỗng dưng hồng hoang thần thú há to miệng, hồng hoang chi khí chấn động hình thành vòng xoáy năng lượng đáng sợ, lực lượng khủng bố bùng nổ, cả phiến hư không chấn động kịch liệt. Hồng hoang thần thú há to miệng ra, làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác thân thể khổng lồ hiện tại của hắn bị hút đi. Tên này thật sự muốn dùng toàn lực rồi. Cây đao màu vàng nói nhỏ. Bỗng dưng cây đao màu vàng dứt lời, trong vòng xoáy xuất hiện cột sáng hồng hoang chi khí màu vàng nhạt bắn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Vào lúc này Lục Lâm Thiên cắn răng, ánh mắt bắn ra hào quang đen trắng, cánh tay phải run lên, lòng bàn tay phải xuất hiện điện quang, trong đó có đồ án âm dương khổng lồ, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn thú truy đuổi thật nhanh, thời gian, không gian, linh hồn, vật chất, âm dương năm loại áo nghĩa xuất hiện. Sau lần trước thúc dục ngũ thần quyết đối phó hồng mộc lão quái, Lục Lâm Thiên lại thúc dục ngũ thần quyết thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Đi! Nhìn thấy cột sáng hồng hoang chi khí bắn thẳng tới phía trước, cột sáng năng lượng trong tay Lục Lâm Thiên cũng bay ra, năm loại áo nghĩa hợp nhất, những nơi đi qua không gian nứt vỡ liên tục, ngay cả không gian chung quanh cũng hình thành vòng xoáy thật lớn, dường như vũ trụ không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi bốn đạo thú ảnh xuất hiện, cả phiến hư không này bị ánh sáng tiêu diệt, làm cho lòng người rung động không nhỏ, khí kình bắn ra bốn phía. Xoẹt! Vào thời khắc này, hồng hoang thần thú bắn ra cột sáng phá hủy không gian, lúc này bắn thẳng vào hào quang của ngũ thần quyết, lúc này sinh ra tiếng nổ cực lớn. Hai cột sáng không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, sau đó hóa thành hào quang màu vàng nhạt tiêu tán đi, không gian chung quanh rung động rất mạnh, hồng hoang chi khí khuếch tán ra chung quanh. Cột sáng màu vàng bị phá hủy, hồng hoang thần thú khổng lồ mở to mắt ra, ánh mắt của nó mang theo thần thái sợ hãi. Lục Lâm Thiên bị dư âm phản chấn làm lui ra phía sau, khóe miệng chảy máu tươi, hắn cũng bị thương nhẹ. Ông! Cây đao màu vàng di động, lập tức xuất hiện trên vai Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Tiểu tử, thực lực của ngươi miễn cưỡng có thể đấu với nó, thu phục nó lại có hy vọng đấy. Đao thúc, thực lực của ta bây giờ không thể làm gì nó cả. Lục Lâm Thiên hiểu rõ. Vừa rồi hắn dùng toàn lực vận dụng ngũ thần quyết chỉ chống lại một kích của hồng hoang thần thú mà thôi, đây đã là át chủ bài của hắn. Trừ thúc dục tử lôi huyền đỉnh, nhưng mà Lục Lâm Thiên biết có thúc dục tử lôi huyền đỉnh cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi, thay vào đó muốn thu phục hồng hoang thần thú là chuyện không có khả năng. Cây đao màu vàng nói, ngươi một người khẳng định không được, nghĩ cùng đừng nghĩ, dựa vào ngươi còn muốn thu phục nó còn sớm lắm, nhưng mà đừng quên còn có đao thúc đấy. Lục Lâm Thiên nghe vậy nhìn qua cây đao màu vàng, nói. Đao thúc, không phải ngươi nói không cách nào thu phục nó hay sao? Hừ, ta không làm gì được nó, nhưng mà chưa từng nói không thể áp chế hay vây khốn nó, nếu hiện tại ta có thực lực lúc toàn thịnh, nó đã quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn đến phiên nó kiêu ngạo như hiện tại sao? Cây đao màu vàng hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Nó không sợ vật chất công kích và linh hồn công kích. Thời gian cùng không gian áo nghĩa lại tác dụng không lớn, nhưng mà ngươi lĩnh ngộ là âm dương áo nghĩa, chính là khắc tinh của nó đấy, có thể làm nó không dám thở ơ, đao thúc ta vất vả giúp ngươi vây khốn nó lại, cam đoan khiến nó trung thực một hồi, mà ngươi thừa cơ vận dụng âm dương áo nghĩa công kích, nói như vậy muốn thu phục nó cũng có hy vọng, nhưng mà cuối cùng có thành công hay không phải xem ngươi rồi. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên vô cùng vui mừng, nếu có thể thu phục hồng hoang thần thú. Chuyện hồng hoang thần thú trả đạp lúc trước cũng bỏ qua đi. Nghĩ tới mang theo hồng hoang dị thú cửu nguyên đại viên mãn đi ra ngoài, đây là phong cách cỡ nào, nghĩ đi nghĩ lại, Lục Lâm Thiên vẫn kích động, lập tức nói với cây đao màu vàng. Có cơ hội thì thử một lần, đao thúc, đi. Hồng hoang thần thú khổng lồ dường như cảm giác được uy hiếp, lúc này ánh mắt đã khác trước, lăng không đạp một cái, ánh mắt thật lớn nhìn qua Lục Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời không dám công kích tiếp. Tiểu tử, ta vây khốn ngươi, kế tiếp phải dựa vào ngươi, nhưng mà ta đoán chừng ngươi có một ít nắm chắc. Cây đao màu vàng tỏa ra kim quang sáng ngời, trong kim quang này mang theo sát khí ngập trời, kim quang vạn trượng, hào quang sáng ngời bộc phát. Ông! Âm thanh sấm gió vang vọng, sát khí mang tất cả, trong nháy mắt một cơn vòi rồng khủng bố quét qua các nơi, uy áp cái thế,
dường như chém hư không thành mảnh vỡ, không gian chung quanh gió nổi mây phun, trên không trung điện thiểm lôi minh. Đao thúc còn mạnh hơn lúc trước rồi. Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, rất nhiều linh khí phải phủ phục xuống đất, lúc này khí tức đao thúc trấn nhiếp hồng hoang thần thú, lại cường hãn hơn nhiều, không biết đao thúc khôi phục tới mức nào, nhưng khí tức này rất mạnh. Đột nhiên hồng hoang thần thú đứng lại, ánh mắt của nó kinh ngạc không ít. Hồng hoang thần thú những năm gần đây không dám động Lục Lâm Thiên, hoàn toàn chính là vì cây đao màu vàng, lúc này cây đao màu vàng tái hiện thần uy, uy năng và khí thế của nó còn cường hãn hơn nhiều, lúc này nội tâm của nó bất an và sợ hãi. Nghiệt xúc, trung thực cho ta, khốn kiếp. Tiếng quát trầm thấp từ cây đao màu vàng vang lên, dường như là tiếng sấm vang vọng không trung, trong tiếng sấm còn mang theo uy áp cực lớn, sau đó đao quang màu vàng bùng phát. Mỗi một đạo đao mang đều có thể xé rách không gian. Xoẹt. Mỗi một đao quang trực tiếp vây đánh hồng hoang thần thú. Ùm bò, ò. Hồng hoang thần thú gào thét, ánh mắt đầy sợ hãi, thân thể khổng lồ né ra phía sau, hư ảnh đao quang màu vàng mang theo uy thế càng sâu, khí tức càng mạnh, kiêng kỵ cũng rất nhiều. Xoẹt. Hồng hoang thần thú nhanh chóng né tránh. Sau đó đao quang không ngừng trói buộc chân của hồng hoang thần thú. Ùm bò, ò. Ánh mắt hồng hoang thần thú càng sợ hãi, toàn thân phóng thích phô thiên cái địa, giống như gió bão quét qua hư không, thân thể khổng lồ cố gắng thoát khỏi trói buộc, ánh mắt có hung quang lóe lên, năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh, nó hoàn toàn không thể thoát khỏi trói buộc. Xoẹt. Hai đạo đao quang khổng lồ, tiếng sấm nổ mạnh bắn ra kim quang vạn trượng. Hồng hoang thần thú giãy giụa càng cuồng bạo, trong lúc mơ hồ lân phiến trên người hồng hoang thần thú vỡ ra. Ngao! Ngay lúc này có tiếng long ngâm vang lên, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện huyết quang, tay cầm, huyết lục, tỏa ra lệ khí lăng lệ, đao mang chặt đứt hư không. Oanh! Thật mạnh! Vào lúc này Lục Lâm Thiên cảm thấy khí tức của huyết lục rất mạnh, sau khi trải qua hồng hoang chi khí rèn luyện, lại có tác dụng trọng yếu của nguyên đan chữ vạn. Lúc này huyết lục sinh ra uy năng không kém gì truy phong chiến thiên cung là áo nghĩa linh khí đỉnh phong. Huyết lục bộc phát lệ khí bá đạo, cũng không phải áo nghĩa linh khí bình thường có thể sánh bằng. Lúc này đối phó hồng hoang thần thú cần âm dương áo nghĩa, huyết lục nơi tay, Lục Lâm Thiên thúc dục âm dương phách đao quyết chém ra một đồ án âm dương trên vòng trời, kim sắc huyết quang chém thẳng vào hồng hoang thần thú. Xíu, yêu yêu, một đao chém xuống xuyên phá hư không. Xoẹt. Một đao này cho dù lân phiến hồng hoang thần thú miễn dịch vật chất công kích cũng bắn ra tia lửa, lúc này lân phiến trên người của nó xuất hiện dấu vết rạn nứt. Ùm bò, ò. Nhìn thấy một đao khủng bố này, lân phiến trên người hồng hoang thần thú triệt để rạn nứt, hồng hoang thần thú có lực phòng ngự khủng bố cũng sợ hãi. Ùm bò, ò. Ùm bò, ò. Hồng hoang thần thú đau đớn, nó muốn thoát khỏi cây đao màu vàng trói buộc. Tử lôi huyền đỉnh. Bỗng dưng Lục Lâm Thiên quát lớn, khí tức cực kỳ nguy hiểm bao phủ không gian, lôi vân màu tím bao phủ không gian, điện quang lưu chuyển, lôi đỉnh tử kim làm người ta hãi hùng khiếp vía. Đi. Khi tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, Lục Lâm Thiên vung tay cho tử lôi huyền đỉnh rời khỏi tay, lôi vân màu tím bao phủ trên đầu hồng hoang thần thú. Nhất thời từng đạo lôi đỉnh tử kim đánh thẳng vào hồng hoang thần thú, lôi đỉnh tử kim mang theo khí tức hủy diệt không ngừng giáng xuống đối thủ. Ùm bò, ò. Tuy miễn dịch vật chất công kích nhưng uy lực của lôi đỉnh tử kim không phải vật chất, tăng thêm uy lực của tử lôi huyền đỉnh cho nên hồng hoang thần thú đang bị trói buộc phải gào thét liên tục. Hồng hoang thần thú bị trói buộc hoàn toàn, nó không còn khả năng chống cự, mà ngạnh kháng lôi đỉnh tử kim lại là việc rất ngu xuẩn. Âm dương phách đao quyết. Lục Lâm Thiên không ngừng ra tay, hắn giơ huyết lục lên bổ thẳng vào hồng hoang thần thú, mỗi một đao đều là âm dương phách đao quyết, cũng chỉ có âm dương phách đao quyết mới có thể phát huy uy lực hỗn độn âm dương quyết lớn nhất. Xoẹt. Từng đạo âm dương phách đao quyết không ngừng bổ ra, chỉ trong nháy mắt đao quang vô tận bắn ra ngoài, không gian rung chuyển, vô số hư không sụp đổ, vô cùng vô tận thiên địa uy áp xuyên thấu qua không gian, bao phủ thiên địa. Ùm bò, ò. Hồng hoang thần thú có lực phòng ngự rất mạnh cũng phải kêu la thảm thiết, nó không cách nào ngăn cản được lực lượng hủy diệt điên cuồng như thế,
toàn thân nó bị tổn thương rất nhiều nơi, máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe. Hai mắt của nó đầy lo lắng tinh khiết, nhưng mà cây đao màu vàng không ngừng chấn động, trực tiếp nhìn qua phía Lục Lâm Thiên, nếu như nó cầu xin Lục Lâm Thiên tha thứ, như vậy Lục Lâm Thiên sẽ buông tha, hắn hiện tại cũng dừng thúc dục âm dương phách đao quyết và lôi đình tử kim. Dường như cảm giác được Lục Lâm Thiên không đành lòng, hồng hoang thần thú nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Nghiệt xúc, người có thể thần phục. Đao quang màu vàng không ngừng bộc phát uy áp rất mạnh. Hồng hoang thần thú kêu lên trầm thấp, trong âm thanh mang theo kiêu ngạo và không cam lòng. Không thu thập ngươi thì ngươi không biết chí tôn lợi hại, thật không ngờ tạm tha cho nghiệt xúc. Cây đao màu vàng bộc phát kim quang vạn trượng, hồng hoang thần thú đã khôi phục tự do. Ngươi có thần phục hay không? Thấy thế, Lục Lâm Thiên cảm giác chuyện này không thể tưởng tượng nổi, hắn thu tử lôi huyền đỉnh cùng huyết lục vào trong cơ thể, muốn hồng hoang thần thú thần phục, những cường giả như đại sư tỷ cũng không thể thu phục được. Hồng hoang thần thú khôi phục tự do, lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lục Lâm Thiên, nó phủ phục trước mặt Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, vận khí không tệ, nó vẫn còn ngây thơ, dĩ nhiên là bị hù sợ. Sợ rằng chưa từng ăn đau khổ bao giờ, nếu nó dốc sức liều mạng phản kháng, sợ rằng ta cũng không thể trói buộc nó được. Trên không trung, cây đao màu vàng hóa thành bộ dáng vốn có, nó nói trong đầu Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vui mừng, xem ra vận khí không tệ, hồng hoang thần thú này chưa từng gặp bất cứ sinh vật nào khác, nó là linh vật trời sinh do hồng hoang chi khí diễn sinh, tâm trí tinh khiết, vô cùng ngây thơ, vừa mới chấn nhiếp một phen. Nó chưa từng gặp người nào khác cho nên chỉ như hài đồng 3 tuổi, sau khi bị người lớn đánh một trận thì sợ rồi. Nhìn hồng hoang thần thú to lớn hơn cả thân thể la hán của mình, Lục Lâm Thiên vui vẻ giạt rào, hắn thò tay vuốt ve lưng hồng hoang thần thú, lúc này nhìn nó trở nên đáng yêu hơn trước, mà nó cũng không có ý tránh Lục Lâm Thiên. Thân thể của ngươi quá lớn, không biết có thể biến thành hình người hay không? Lục Lâm Thiên vuốt ve hồng hoang thần thú sau đó nói nhỏ. Suy. Thời điểm Lục Lâm Thiên dứt lời, ánh mắt hồng hoang thần thú nhìn Lục Lâm Thiên, dường như nghe hiểu Lục Lâm Thiên nói, sau đó thân thể khổng lồ thu nhỏ lại, trong nháy mắt hào quang thu liễm lại, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, trực tiếp hóa thành thiếu niên rắn chắc. Cái này. Lục Lâm Thiên nhìn qua thiếu niên trước mặt, hắn nghẹn họng nhìn chân chối, bộ dáng thiếu niên 14-15 tuổi, thân hình rắn chắc cao ngất, màu da cổ đồng, lực bùng nổ rất mạnh, nhưng gương mặt trắng nõn. Đôi mắt đen thâm thúy mê người, lông mày đen nhánh, bờ môi dày. Thiếu niên không được xem là mỹ nam tử, nhưng khí chất toàn thân lại đường hoàng cao quý. Thiếu niên nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lục Lâm Thiên, cũng mang theo kính sợ và ỉ lại, nó nói chuyện không lưu loát. Có phải biến ảo thành bộ dáng này, biến thành giống như ngươi? Không nghĩ tới ngươi còn biết nói chuyện, không sai, chính là bộ dáng này, như vậy thuận tiện hơn nhiều. Lục Lâm Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này thu hồi bất diệt la hán tượng, hắn nhìn qua thiếu niên trước mặt, hình thể hắn còn nhỏ hơn cả thiếu niên một ít. Chê cười, nó là linh vật trời sinh, cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, thiên địa sủng nhi, không biết biến ảo và nói tiếng người là chuyện cười lớn nhất, nếu tiếp xúc bên ngoài, như vậy người cầu xin tha thứ không phải nó, mà là ngươi. Cây đao màu vàng nói bên tai Lục Lâm Thiên, lời này làm Lục Lâm Thiên im lặng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, vẫn tiếp tục nhìn về phía thiếu niên trước mắt, hắn lấy một bộ quần áo cho thiếu niên, nói. Nhanh mặc quần áo vào, biến ảo thành hình người, phải mặc quần áo. Thiếu niên tiếp nhận áo bào xanh trong tay Lục Lâm Thiên, sau đó ánh mắt nhìn lên người Lục Lâm Thiên, áo bào xanh này giống như bộ Lục Lâm Thiên đang mặc, nhưng khi mặc lên người lại rất vừa vặn, có cảm giác căng thẳng, nhưng mà thiếu niên này cực kỳ thỏa mãn, lập tức ánh mắt cảm kích Lục Lâm Thiên. An bài nó thế nào? Cây đao màu vàng lơ lửng trên vai Lục Lâm Thiên, nói. Đợi một thời gian, chỉ sợ nó sẽ phát triển tới mức khủng bố. Ánh mắt Lục Lâm Thiên động động, sau đó đánh giá thiếu niên áo bào xanh, hỏi. Ngươi có tên không? Tên là cái gì? Thiếu niên nghi hoặc hỏi lại Lục Lâm Thiên, ánh mắt có phần mờ mịt. Tên chính là danh xưng đi theo ngươi cả đời, để người khác biết ngươi là ai. Lục Lâm Thiên mỉm cười, sau đó nói với thiếu niên. Bản thể của ngươi là hồng hoang thần thú, là tồn tại ít có trong thiên địa, bởi vì hồng hoang chi khí mà sinh,
không bằng gọi là Hồng Vũ đi. Hồng Vũ, thiếu niên thì thào nói nhỏ, lập tức vui vẻ, nói với Lục Lâm Thiên. Tốt, về sau gọi ta là Hồng Vũ chính là ta. Hồng Vũ, ta có ý định thu ngươi làm đồ đệ, lúc này hồng hoang chi khí đã nhạt đi rất nhiều, sợ rằng thời gian ngắn không thể khôi phục, bái ta làm thầy, ta mang ngươi ra ngoài, ngươi xem thế nào. Lục Lâm Thiên cười nói với Hồng Vũ. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, cây đao màu vàng lời nói trong đầu Lục Lâm Thiên. Thật không biết xấu hổ, ngươi chỉ là bát nguyên trung viên mãn mà thôi, nhưng bây giờ muốn thu hồng hoang thần thú cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong làm đồ đệ. Đao thúc, ta cũng không thể bái ngươi làm thầy nha. Lục Lâm Thiên lườm cây đao màu vàng, sau đó chẳng biết xấu hổ bỏ qua cây đao màu vàng. Cái gì là bên ngoài là ở đâu? Hồng Vũ nhìn Lục Lâm Thiên với vẻ mặt hiếu kỳ và nghi hoặc, hắn còn chưa từng rời khỏi phiến hư không này, cũng không biết bên ngoài có không gian khác, trong thế giới của nó, trên đời chỉ có phiến hư không này mà thôi. Lục Lâm Thiên cười nói với Hồng Vũ. Bên ngoài có thiên địa rộng lớn hơn, đó mới là nơi ngươi tới, rất đặc sắc, ngươi sẽ thích. Vâng, sư phụ. Hồng Vũ lập gật đầu với Lục Lâm Thiên, ánh mắt rất chờ mong với bên ngoài. Tốt, ngươi bây giờ hành lễ bái sư, sau này chính là đệ tử thân truyền thứ ba của ta. Lục Lâm Thiên nói. Sư phụ, cái gì là lễ bái sư? Hồng Vũ vô cùng nghi hoặc. Sau một lát, được Lục Lâm Thiên an bài, Hồng Vũ cung kính dập ba lạy. Lục Lâm Thiên tươi cười, thu một hồng hoang thần thú cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong làm đệ tử thứ ba, Lục Lâm Thiên ngẫm lại cũng hưng phấn không thôi. Nhưng nhìn Lục Lâm Thiên thu đồ đệ, cây đao màu vàng kim quang chấp động, cũng có chút im lặng, bát nguyên trung viên mãn hóa hồng cũng dám nhận hồng hoang thần thú cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong làm đồ đệ, chỉ sợ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi ra ngoài sao, bên ngoài có bộ dạng gì? Sau khi bái sư, Hồng Vũ lập tức hỏi Lục Lâm Thiên, tâm tư đã hướng tới thế giới bên ngoài. Có lẽ có thể đi ra ngoài, nhưng mà phải nhớ tốt, sau khi ra ngoài, người cần phải thu liếm khí tức, không thể tùy ý động thủ với người ta. Lục Lâm Thiên nói với Hồng Vũ. Hồng Vũ đứng bên người, Lục Lâm Thiên cũng băn khoăn, dùng tâm tính của Hồng Vũ, nếu đi ra ngoài không cẩn thận sẽ động thủ, sợ rằng cả đại thế giới cũng bị nó san bằng thành bình địa. Mặt khác Lục Lâm Thiên không muốn tiết lộ thực lực Hồng Vũ quá sớm, có át chủ bài Hồng Vũ này, làm chuyện gì cũng bảo đảm hơn. Vâng, không có sư phụ phân phó, ta nhất định không động thủ. Hồng Vũ không có hai lời, đáp ứng Lục Lâm Thiên. Thời gian không còn sớm, 1.500 năm trôi qua thật nhanh, cũng nên đi ra ngoài, không biết thực lực của bọn họ như thế nào. Lục Lâm Thiên duỗi lưng, khuôn mặt mỉm cười, tương liên với Hồng Hoang Điện số 1. Lúc này Lục Lâm Thiên biết rõ Hồng Hoang Điện lại mở ra, thời gian 1.500 năm, Lục Lâm Thiên cũng rất muốn biết Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du có thực lực như thế nào. Về phần linh hồn thể thái cổ U Minh Viêm và Đại Hồn Anh đạt tới mức nào, Lục Lâm Thiên vẫn biết rõ. 1.500 năm, dùng thái cổ U Minh Viêm hấp thu Hồng Hoang chi khí nên đã đạt tới ngũ nguyên hóa hồng. Mà Đại Hồn Anh tăng thực lực lên. Theo Lục Lâm Thiên phán đoán cũng có thể đối phó lục nguyên hóa hồng sẽ không vấn đề gì. Hồng Hoang Điện số 1, còn có Thái Cổ U Minh Viêm, Đại Hồn Anh đều khống chế Hồng Hoang Điện, ba tòa Hồng Hoang Điện này tăng phúc cho mọi người, Lục Lâm Thiên cảm thấy mọi người tiến bộ rất nhiều. Những cường giả tu vị tuyên cổ cảnh tiến vào đến Hồng Hoang Điện, trong 1.500 năm qua đã đột phá hóa hồng cảnh. Mà hóa hồng cảnh lại có người đột phá không thấp, mà đột phá kinh khủng nhất chính là người trong Hồng Hoang Điện số 1. Người trong Hồng Hoang Điện khác và Hồng Hoang Điện số 1, người trong Đại Điện đột phá gấp 2 lần có thừa, Lục Lâm Thiên quan sát, trong đó Nghĩa Phụ Độc Cô Ngạo Nam, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm tu luyện hỗn độn âm dương quyết có tốc độ đột phá cực cao, làm cho Lục Lâm Thiên cũng ngạc nhiên. Lục Kinh Vân từ Tam Nguyên Hóa Hồng đã tăng lên Lục Nguyên Hóa Hồng. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Du Thược vốn là Nhị Nguyên Hóa Hồng, lúc này đều tăng lên Ngũ Nguyên Hóa Hồng, Lục Thành. Lục Trực, Lục Xảo đều đạt tới tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong, Nghĩa Phụ Nam Thúc lúc này cũng đạt tới tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong. Loại thực lực này sau khi đi ra ngoài, Lục Lâm Thiên đoán chừng sẽ sinh ra không ít phong ba. Ba ngày sau đó, thế giới thượng thanh thiên giới mật địa không phải quá náo nhiệt, rốt cục trong mấy ngày nay đều sôi trào,
người trong thế giới thượng thanh tiến vào Hồng Hoang Điện đã quay về. Trong đình viện cổ xưa, trong thiên sảnh, Lục Lâm Thiên, Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên bốn người đang ngồi. Xì xào. Lúc này Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên ba người đều nuốt nước bọt, từng người ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên, không thể tin vào mắt của mình nữa. Phong Hành Thiên Chủ ba người hỏi thăm tu vị chính thức của Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên bị ép nên nói thật, mà ba siêu cấp cường giả hùng bá một phương sau khi nghe xong cũng ngạc nhiên. Bát Nguyên Trung Viên Mãn, 1500 năm. Phong Hành Thiên Chủ rung động, lập tức lắc đầu cười khổ, đây là chuyện quá đả kích người, làm cho thế hệ trước như bọn họ không thở nổi. Người so với người, tức chết người. Băng Thiên bất đắc dĩ, ngẫm lại cảm thấy mình đủ biệt khuất. Cửu sư đệ, không tệ, Bát Nguyên Hóa Hồng, đã không kém. Hoàng Phủ Minh Long kinh ngạc sau đó vui vẻ, vỗ vai Lục Lâm Thiên nói. Dùng thủ đoạn của ngươi, sợ rằng trong Bát Nguyên không ai là đối thủ của ngươi cả. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long gật đầu nói. Có lẽ không kém bao nhiêu đâu, Lục Sư Huynh lần này xuất quan, dường như thực lực tiến bộ không ít. Ta chỉ hơi có tiến bộ mà thôi, vẫn không bằng Đại Sư Tỷ. Hoàng Phủ Minh Long cười khổ, sau đó hắn nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Cửu sư đệ, chỉ còn 3 tháng, thương khung bí cảnh sẽ mở ra. 3 tháng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, ngẩng đầu nhìn qua Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, gương mặt biến hóa, nói nhỏ. Lục Sư Huynh, người vẫn nói thiên địa dung chuyển, cũng chính là có quan hệ với thương khung bí cảnh sao? Đúng thế. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu với Lục Lâm Thiên, nói. Đồn đãi thiên địa dung chuyển có quan hệ với thương khung bí cảnh, mỗi cách 150 vạn năm mở ra một lần, mà lần mở ra tiếp theo chính là 3 tháng sau, đến lúc đó cả 3000 đại thế giới không thể không quan tâm. Lục Lâm Thiên động dung, nhớ rõ lúc trước Quỷ Cốc Hoàng giả từng nói chuyện này với mình, nhưng mà Quỷ Cốc Hoàng giả biết rõ cũng không phải quá nhiều, lập tức hỏi Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long. Trong thương khung bí cảnh có tồn tại gì? Tại sao lại làm cho 3000 đại thế giới không thể không quan tâm? Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt chấn động, đang muốn nói, Băng Thiên lại nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên huynh đệ, việc này liên quan quá lớn, trong thương khung bí cảnh có che giấu bí mật kinh thiên, trong thiên địa chỉ có số ít người biết mà thôi, đồn đãi trong thương khung chiến trường có quan hệ với viễn cổ đại năng của 3000 đại thế giới, những đại năng khống chế thế giới hỗn độn bổn nguyên, sau đó biến mất không tồn tại. Bí mật đều nằm ở thương khung bí cảnh. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên nói. Không phải nói trong thiên địa, những viễn cổ đại năng mang thế giới hỗn độn bổn nguyên, lúc trước sau khi tiến vào hư vô cảnh đã sớm hóa thành hư vô, tương dung với đại thế giới, từ đó về sau thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng là thế giới hỗn độn sao? Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Băng Thiên ba người nghe vậy nhìn nhau, ánh mắt ám độc. Sau đó Phong Hành Thiên Chủ nói với Lục Lâm Thiên. Người nghe nói cũng đúng, trong thiên địa đúng là có đồn đãi như thế. Đồn đãi này là thật hay giả? Lục Lâm Thiên hỏi Phong Hành Thiên Chủ. Đồn đãi đã lâu, đã không phân thật giả, chỉ là vấn đề tin hay không? Phong Hành Thiên Chủ trả lời Lục Lâm Thiên. Thật thật giả giả, đã không ai có thể nói rõ ràng, bởi vì những viễn cổ đại năng không xuất hiện trong 3000 đại thế giới, biến mất tập thể. Không ai có thể khẳng định thật giả. Lục Lâm Thiên nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Hành Thiên Chủ. Có thể hay không, bọn họ đều vẫn lạc. Không có khả năng. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, Băng Thiên nói với Lục Lâm Thiên. Những người mang hỗn độn bổn nguyên sẽ không dễ dàng vẫn lạc, nếu vẫn lạc, 3000 đại thế giới cũng bị ảnh hưởng, cho nên bọn họ nhất định không có vẫn lạc. Lục Lâm Thiên không có hỏi nhiều, ánh mắt thần sắc hơi động. Nhớ rõ Đao Thúc từng nói qua, thế giới chi chủ hiện tại bản thân khó bảo toàn. Những thế giới chi chủ đi chỗ nào? Sống hay chết, đồn đãi tất cả đều nằm trong thương khung bí cảnh, đó là nơi thần bí nhất trong thiên địa, trong đó nơi nơi là trọng bảo, không biết bao nhiêu năm, mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra đều có người sống sót có được trọng bảo, thậm chí đồn đãi người có duyên có thể có được thế giới hỗn độn giống như viễn cổ đại năng, dung hợp thế giới hỗn độn, trở thành thế giới hỗn độn chi chủ. Đặt chân vào hàng ngũ đỉnh phong của thiên địa. Phong Hành Thiên Chủ lại nói. Trong thương khung bí cảnh, nó cũng là nơi nguy hiểm nhất thiên địa. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, hóa hồng cảnh vẫn lạc vô số kể.
cuối cùng có thể đi ra 10 không được 1-2, thậm chí càng ít hơn, mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra thì hóa hồng cảnh trong thiên địa giảm đi rất nhiều. Thế giới hỗn độn bổn nguyên, còn có thế giới hỗn độn bổn nguyên sao? Lục Lâm Thiên nghe Phong Hành Thiên Chủ nói thế liền rung động, sau đó hỏi. Chẳng lẽ hóa hồng cảnh đều phải đi vào thương khung bí cảnh sao? Không tiến vào trong thương khung bí cảnh cũng không vẫn lạc. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, đúng là có người không vào thương khung bí cảnh, tất cả đại đại thế giới đều an bài đường lui cho mình. Hoàng Phủ Minh Long nghe Băng Thiên cùng Phong Hành Thiên Chủ nói chuyện, lúc này mới nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng mà thương khung bí cảnh có trọng bảo, còn có đồn đãi thiên phú càng cao, tuổi càng nhỏ, cơ hội có được thế giới hỗn độn bổn nguyên càng lớn, người cảm thấy trong thiên địa, có bao nhiêu người chống lại hấp dẫn này. Thế giới hỗn độn bổn nguyên, đây là hấp dẫn mà sinh linh nào trong thiên địa cũng không thể chống lại, cho dù biết lành ít giữ nhiều cũng cam tâm tình nguyện, con đường tu luyện là nghịch thiên, ai cũng muốn tiến thêm một bước. Không chỉ là như thế, còn nghe nói muốn vượt qua hóa hồng cảnh, cần phải đi vào trong thương khung bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, trên đời hiện tại không ai có thể đặt chân cảnh giới đó, cho nên mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, tất cả hóa hồng cảnh trong thiên địa đều bước vào thương khung bí cảnh. Băng Thiên nói, tất cả đồn đãi, có lẽ chỉ có trong thương khung bí cảnh mới tìm được đáp án, nhưng những năm gần đây, thương khung bí cảnh giống như lỗ đen khủng bố, không ngừng cắn nuốt cường giả trong đại thế giới, nhưng không ai phát hiện bí mật chân chính. Thậm chí không có ai biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu bí mật, còn có bí mật quan trọng nhất là gì, đây vẫn là câu hỏi mọi người đang tìm. Phong Hành Thiên Chủ thở dài. Lục Lâm Thiên trầm mặc một hồi, sau đó nói nhỏ. Thương khung bí cảnh, đó là nơi nào, vì sao xuất hiện trong thiên địa? Phong Hành Thiên Chủ nói. Việc này không ít người biết, cũng có thể là thực, thương khung bí cảnh có quan hệ với các viễn cổ đại năng. Cũng chỉ có những viễn cổ đại năng lúc trước mới có thể tạo ra thương khung bí cảnh. Xem ra, muốn cởi bỏ tất cả bí mật, muốn biết đáp án, cũng chỉ có đi vào trong thương khung bí cảnh tìm kiếm. Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ. Cửu sư đệ, 3 tháng sau thương khung bí cảnh mở ra, người tính thế nào? Hoàng Phủ Minh Long hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên 3 người, sau đó nhếch miệng, nói. Có thể không đi sao? Cái gì, người không muốn đi vào? Nghe vậy, Băng Thiên, Phong Hành Thiên Chủ cùng Hoàng Phủ Minh Long 3 người ngưng trọng. Vẫn nói giỡn, đương nhiên muốn đi, thương khung bí cảnh có cái gì, ta cũng muốn biết. Lục Lâm Thiên nhún nhún vai, thương khung bí cảnh, chính mình không đi không được, những năm gần đây, bí cảnh mật địa cũng xông vào không ít, tuy cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn họa phúc tương phùng. Đối mặt với bí cảnh nguy hiểm nhất thiên hạ. Với tính cách của Lục Lâm Thiên, nếu không gì không phải Lục Lâm Thiên. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, Phong Hành Thiên Chủ 3 người bất đắc dĩ cười cười, Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Lâm Thiên. Còn có thời gian 3 tháng, trong 3 tháng này cửu sư đệ tự mình an bài thật kỹ đi, sau khi đi vào thương khung bí cảnh chính là cửu tử nhất sinh, chuyện sau này không ai nói tốt. Ân, ta muốn rời khỏi thế giới thượng thanh, đến lúc đó sẽ trở về. Lục Lâm Thiên trầm mặc. Sau đó nói với 3 người. Không có vấn đề, nhưng mà phải cẩn thận một ít, thực lực ngươi bây giờ không kém, nhưng mà người nhìn chằm chằm vào ngươi cũng không ít, không thể có bất kỳ chủ quan nào. Phong Hành Thiên Chủ nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Khi Phong Hành Thiên Chủ dứt lời, Băng Thiên lại mỉm cười, nói. Phong Hành lão ca, dùng tu vị của Lâm Thiên tiểu huynh đệ hiện tại chỉ sợ không sợ phiền toái, trừ phi là đám lão gia hỏa sống lâu năm thành tinh ra tay mà thôi. Cái gì mà lão gia hỏa thành tinh? Phong Hành Thiên Chủ lập tức trừng Băng Thiên. Băng Thiên cười khổ, nói. Ta cũng không nói Phong Hành lão ca ngươi. Ta nói là người Thiên La Minh kia. Phong Hành Thiên Chủ vẫn trừng mắt nhìn Băng Thiên, sau đó nói. Ta đang sợ đám lão gia hỏa kia không ra tay đấy. Thực lực Lâm Thiên bây giờ tuy không kém, nhưng mà còn chưa tới tình trạng bị đánh chết đâu. Nghe mọi người nói thế, Lục Lâm Thiên lạnh nhạt. Tu vị bát nguyên trung viên mãn, Lục Lâm Thiên rất có tin tưởng vào mình, đổi lại có Hồng Vũ bên người, trong thiên địa này không có người nào làm Lục Lâm Thiên lo lắng. Cẩn thận Chí Tôn Điện. Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Lâm Thiên. Ân. Lục Lâm Thiên gật đầu với Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, Chí Tôn Điện là thế lực thần bí, không cẩn thận không được. 4 người lập tức trò chuyện một lúc, Lục Lâm Thiên trở về đình viện của mình,
sau đó tìm nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, phụ thân Lục Trung, sư phụ Chí Thánh Đại Đế, nhạc phụ Vân Tiếu Thiên, nói chuyện thương khung bí cảnh nghe được từ chỗ Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên ba người cho bọn họ nghe. Mọi người những năm qua ở trong thế giới thượng thanh thiên giới mật địa nghe qua không ít về thương khung bí cảnh, lúc này đều ngạc nhiên nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói 3 tháng sau sẽ tiến vào thương khung bí cảnh, đây là chuyện cửu tử nhất sinh, cho nên hy vọng trong 3 tháng này sẽ quay về thế giới Linh Vũ một chuyến, mọi người những năm qua ra ngoài rất lâu, cũng nên quay về. Vừa nghe nói phải về, mọi người hưng phấn và chờ mong, mặc kệ bên ngoài thật tốt, nhưng trong lòng mọi người vẫn chỉ có thế giới Linh Vũ, đó mới là dễ của mọi người. Sau khi thương lượng xong, đám người Vân Tiếu Thiên thông chi người thế giới Linh Vũ, Lục Lâm Thiên cũng tìm Âm Minh Dạ Xoa và Diệp Phi Diệp Mỹ hai tỷ muội, bảo ám đường đưa 3 tin tức tới thế giới thần thú cùng thế giới Côn Vân, còn có thiên địa các. Thông chi Tiểu Long cùng tam muội Lục Tâm Đồng, đại ca Dương Quá, Tử Yên, Lam Thập Tam tới thế giới thượng thanh thiên giới mật địa tụ hợp. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Lâm Thiên đã rảnh rỗi, mỗi ngày đều ở cạnh Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền. Người một nhà cực kỳ ấm áp. Biết được sắp trở về thế giới Linh Vũ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược đều hưng phấn. Sau khi Hồng Vũ đi ra, hắn cực kỳ hiếu kỳ với chung quanh, nghe được phụ thân thu tam đệ tử, sư phụ đột nhiên cho tam sư đệ xuất hiện, Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Thái A cực kỳ ngạc nhiên, có cảm giác trên người Hồng Vũ có bí mật gì đó, nhưng mà bọn họ không thể cảm ứng được khí tức của Hồng Vũ, thậm chí không cách nào câu thông quá nhiều, rất nhiều chuyện, Hồng Vũ cũng không hiểu, rất hiếu kỳ với chung quanh. Loại hiếu kỳ này Hồng Vũ rất giống Lục Lộ, có Lục Lộ dẫn đường, trong mấy ngày qua đã đi khắp thiên giới mật địa, trên cơ bản là nguyên cổ linh tinh thú dẫn hai người đi dạo một lần, cũng mở rộng tầm mắt cho Hồng Vũ. Thiên giới mật địa, không chỉ có sơn mạch vắt ngang thiên địa, ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía xanh biếc, đỉnh núi đóng băng, mây mù lượn lờ, còn có nhiều khu vực kỳ lạ. Trên ngọn núi, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Lục Lâm Thiên đều nhìn ra xa xa, tại đường nhỏ trong sơn cốc, một nam một nữ hai thân ảnh đi tới, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh nhìn thấy cả hai rất vui vẻ. Vân Hồng Lăng dò xét phía trước, sau đó nói với mọi người. Xem ra Du Thược Nha Đầu và Thái A thật sự đi lại đủ gần, vậy mà không có phát hiện chúng ta, khó trách ta sáng sớm có cảm giác hai người này không đúng. Các nàng cũng không nhỏ. Đứa nhỏ Thái A này cũng không tệ. Bắc Cung Vô Song cười cười, sau đó hỏi Lăng Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, người thấy thế nào? Lăng Thanh Tuyền tóc xanh rủ xuống eo, thon dài đùi ngọc, bờ mông rất tròn, tư thái đường cong mê người, nghe vậy, ánh mắt lườm lườm Lục Lâm Thiên, nói. Chuyện này còn không phải người làm phụ thân nói tính toán sao? Lâm Thiên, tại sao chàng không nói gì? Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua Lục Lâm Thiên. Đôi mắt sáng như bảo thạch, nói nhỏ. Chẳng lẽ chàng không đồng ý? Khi Độc Cô Cảnh Văn dứt lời, từng ánh mắt dễ thương nhìn Lục Lâm Thiên. Đứa nhỏ Thái A này, ta nhìn hắn lớn lên, cho dù là nhân phẩm hay là bản tính đều là nhân tuyển tốt nhất, lại là đệ tử ta, trong lòng ta đã sớm xem như con mình. Hiện tại Du Thực và Thái A có thể gần nhau, vì sao ta không muốn, nếu Du Thực gần người khác, ta sẽ lo lắng đấy. Lục Lâm Thiên thở dài. Sau đó nhìn các nàng, nói. Đây là điểm khác nhau giữa người làm phụ thân và mẫu thân, các ngươi không lý giải được tâm tư phức tạp của ta đâu. Lúc Lục Lâm Thiên dứt lời, Bạch Linh trực tiếp lườm Lục Lâm Thiên, không khách khí nói ra. Có cái gì không thể lý giải, đơn giản là sợ Du Thược có người yêu, không có thời gian quan tâm người làm phụ thân không xứng trước ngươi mà thôi. Cái này, khục. Lục Lâm Thiên cười khổ, sau đó vội ho một tiếng, nói. Cũng không hẳn vậy, tóm lại, tâm tình của ta rất phức tạp. Thì ra là thế, khó trách lúc trước ta và ngươi ở cùng một chỗ, phụ thân ta cũng như ngươi. Lữ Tiểu Linh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi bây giờ giống như đúc phụ thân ta năm đó. Đứa nhỏ Thái A này không tệ, ta cũng không có ý kiến. Sau đó Lăng Thanh Tuyền nói với Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn. Nhưng mà Kinh Vân là lão đại Lục gia, có chút chuyện phải xử lý cho Kinh Vân trước mới tốt. Chuyện này nên hỏi ý kiến Lan Lan tỷ mới được. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói ra. Những chuyện này cứ để bọn nhỏ quan tâm đi,
chúng ta gấp cái gì, quản bọn chúng ai trước ai sau, ai có bản lĩnh thì tới trước. Lục Lâm Thiên cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Kinh Vân, Lục Thành, Lục Trực, Lục Tượng, Lục Phương cũng giống như ngươi sao? Vân Hồng Lăng chừng Lục Lâm Thiên. Cái này. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, sau đó nói nhỏ. Loại chuyện này ta không phát biểu ý kiến. Thế giới linh vũ, bắt đầu từ vài ngàn năm trước, đối với những tu luyện giả thế hệ trước cực kỳ rõ ràng, cả thế giới mỗi ngày đều sinh ra biến hóa, loại biến hóa này làm cho tất cả sinh linh như được thần linh chiếu cố, lĩnh ngộ không ít áo nghĩa có thể bỗng nhiên thông suốt, một lần hành động lĩnh ngộ. Đại lục linh vũ này chấn động, thiên địa biến hóa càng lớn, thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, tất cả sinh linh đạt được chỗ tốt càng nhiều. Những năm qua thế giới linh vũ, đế giả khó cầu, cấp độ phía trên đế giả không ai chạm tới, cũng không biết. Mà bây giờ lĩnh ngộ, niết bàn cảnh có thể tùy ý gặp được, đại thừa niết bàn tu vị số lượng không ít, tuyên cổ cảnh rất đông. Trấn Thanh Vân của mấy ngàn năm trước, mấy ngàn năm sau biến thành đại thành số một số hai đại lục, có thể có bực biến hóa này là vì Trấn Thanh Vân có lục gia, là gia tộc mạnh nhất cả đại lục linh vũ, thống trị tất cả đại thú hoàng tộc và nhân hoàng tộc cùng các đại thế lực. Đối với tu luyện giả trong thế giới linh vũ mà nói, lục gia chính là thánh địa tu luyện, cổ vực phi linh môn chính là sơn môn ai cũng muốn vào. Sáng sớm, trên đại lục linh vũ, bóng đêm biến mất, nắng sớm đánh thức tất cả sinh linh. Đột nhiên trên Đông Hải có chấn động sinh ra, không gian dần dần chấn động sau đó xuất hiện vòng xoáy. Phần phật, trong nháy mắt không gian gió nổi mây phun, có cường giả hàng lâm. Trong nháy mắt này cường giả trong thế giới linh vũ đều có cảm ứng, từng ánh mắt nhìn theo, sau đó vượt qua không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này trong vòng xoáy có thân ảnh áo bào xanh xuất hiện, sau đó vòng xoáy biến mất. Thân ảnh áo xanh này chính là Lục Lâm Thiên. Rốt cục về nhà. Nhìn không chung, cảm giác thiên địa linh khí trong thế giới linh vũ tràn đầy, hai mắt Lục Lâm Thiên khép hờ, thế giới linh vũ lúc trước khi mình ra đi, đây mới là nhà của mình. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, cả thế giới linh vũ đều biến hóa, trong tâm thần dò xét, hắn có thể dò xét tất cả sinh linh trên đại lục này. Lúc mở mắt ra, Lục Lâm Thiên mỉm cười, sau đó gọi thiên trụ giới ra, từng thân ảnh xuất hiện, từng thân ảnh đi ra tỏa khí tức chấn động kinh người. Trở về, rốt cục trở về. Về nhà, chúng ta về nhà. Từng tiếng nói kích động vang lên, từng đạo thân ảnh đạp không đi tới. Trong thế giới linh vũ có một đám cường giả đỉnh phong quay trở về. Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Tử Yên, Lam Thập Tam, Nguyên Nhược Lan, Mẫu Đơn Thu được tin tức Lục Lâm Thiên trở về, bọn họ đều tụ tập tới tìm hắn thật nhanh. Lục Lâm Thiên sớm xem Thái A như con của mình, lại là đệ tử, thời điểm này Thái A và Du Thược đi lại gần với nhau, Lục Lâm Thiên cũng không muốn bổng đánh Nguyên Ương, cũng mang theo Thái A bên người. Xoẹt! Ngay thời điểm này có nhiều thân ảnh xuất hiện, những thân ảnh này đều là cường giả đỉnh cấp của các thế lực và tông môn. Từng ánh mắt nhìn thấy thân ảnh áo xanh này, máu huyết sôi trào. Bọn họ kích động sau đó cung kính hành lễ, tôn sùng có thừa. Thế giới linh vũ bắt đầu náo nhiệt, đối với vô số sinh linh, chỉ biết cường giả thế hệ trước của thế giới linh vũ bế quan tập thể, đã mấy ngàn năm không có xuất hiện, mà gần đây đột nhiên đều xuất quan, làm cho cả đại lục linh vũ rung động. Các cường giả đều xuất quan, Lục Lâm Thiên chủ nhân chính thức của Phi Linh Môn và Lục Gia đã trở về, lúc này có rất nhiều người không biết nên kỳ quái, chẳng lẽ là trên đời này có đại sự xảy ra, vì sao các cường giả đồng thời xuất hiện? Đối với đại gia tộc và thế lực lớn, thành viên trung tâm đều cao hứng các tiền bối trong tộc quay về, mang theo không ít linh khí, công pháp đỉnh cấp và lĩnh ngộ áo nghĩa. Đối với người trở về, lần này trở về cũng rất khiếp sợ. Giờ này khắc này thế giới linh vũ có thiên địa linh khí nồng đậm không dưới thế giới hỗn độn bên ngoài. Mà lúc này trong thế giới linh vũ, niết bàn cảnh, đại thừa niết bàn và tuyên cổ cảnh không ít, đặc biệt là tuyên cổ cảnh, một ít hậu bối đi ra ngoài tôi luyện, có một ít đã đặt chân vào hóa hồng cảnh, thậm chí cũng còn người dừng chân ở niết bàn cảnh. Loại biến hóa này làm cho các cường giả trở về đều khiếp sợ, lần nữa trở lại đại lục linh vũ, cường giả tất cả thế lực lớn trở về đều cảm giác rõ ràng. Khí tức trong thế giới linh vũ còn tốt hơn cả thế giới hỗn độn bên ngoài. Trong thế giới linh vũ, dường như bọn họ có cảm giác tương liên vô hình, ở trong thế giới linh vũ tu luyện áo nghĩa đạt được phụ trợ. Lục Lâm Thiên đặt chân vào cổ vực Phi Linh Môn, nhưng hắn lại quay về lục gia bí cảnh,
mà Lục Đông, Lục Trung các đệ tử Lục gia cũng trực tiếp đi vào Lục gia bí cảnh. Khi rất nhiều cường giả phi linh môn xuất hiện, cả phi linh môn sôi trào. Trở về rồi, xem ra trong Hồng Hoang Điện lấy được Hồng Hoang khí quá nhiều chỗ tốt, tinh tiến không ít. Lão Ảnh nói ra. Lão Ảnh, ta đã về. Lục Lâm Thiên nói với thân ảnh Tập Tĩnh trong đại điện. Thật kỳ quái, vì sao ta biết chứ gì? Lão Ảnh lườm Lục Lâm Thiên liếc, ánh mắt nhưng lại tại chăm chú đánh giá Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Bát nguyên trung viên mãn, thực lực miễn cưỡng vượt qua. Lục Lâm Thiên đánh giá tu vị Lão Ảnh, hắn vẫn hiếu kỳ. Nhưng lúc này Lục Lâm Thiên nhìn trộm tu vị Lão Ảnh thì hắn khó nhìn ra cấp độ của Lão Ảnh, hắn cảm giác được Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long và Phong Hành Thiên Chủ còn dưới cả Lão Ảnh. Lão Ảnh, tu vị của ngươi tới mức nào rồi? Quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Lão Ảnh trừng Lục Lâm Thiên, sau đó nói. 3 tháng về sau tiến vào thương khung bí cảnh, chuẩn bị như thế nào đây? Lục Lâm Thiên nhún nhún vai, nói. Muốn chuẩn bị cái gì, đi vào xem thiên ý. Chính ngươi coi chừng, thương khung bí cảnh là nơi hung hiểm, nguy cơ quá nhiều, cẩn thận chết đấy. Lão Ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, sau đó nói. Thương khung bí cảnh mở ra, có chút chuyện hiện tại cũng nên nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn nghiêm túc gật đầu. Lão Ảnh ý bảo Lục Lâm Thiên ngồi xuống, sau đó nói. Ngươi dung hợp thế giới linh vũ, đạt được thế giới linh vũ hỗn độn bổn nguyên, là kỳ ngộ của ngươi, cũng là sư phụ ngươi an bài. Mà an bài nãy cũng vì sư phụ có một ngày cần ngươi, có thể tiến vào thương khung bí cảnh ở trong. Sư phụ cho ta tiến vào thương khung bí cảnh. Lục Lâm Thiên vừa ngồi xuống, nghe Lão Ảnh nói thì đứng lên. Trước kia không có nói cho ngươi biết, đó là vì thực lực của ngươi không đủ, thực lực bây giờ vẫn chưa đủ, không đủ cũng miễn cưỡng không trở ngại. Thương khung bí cảnh mở ra, ngươi phải đi vào. Lão Ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Đây là sự phụ lưu lại, trong thương khung bí cảnh, ngươi là mấu chốt nhất, tất cả đều cần nhờ ngươi. Lục Lâm Thiên nghe Lão Ảnh lời nói thì cảnh giác, hỏi. Thương khung bí cảnh có cái gì? Ta cũng không biết, thậm chí, ta cho tới bây giờ còn chưa đi vào thương khung bí cảnh. Lão Ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Đây là sư phụ ngươi giao phó cho ngươi, về phần là có ý gì, ta cũng không biết, nếu sư phụ ngươi nói ngươi là mấu chốt của thương khung bí cảnh, như vậy cần ngươi cởi bỏ bí mật. Lục Lâm Thiên nghi hoặc, hắn không hiểu mình là mấu chốt gì của thương khung bí cảnh. Đúng, cùng ngươi nói chuyện, ta thật lâu chưa từng rời khỏi đại lục linh vũ, ý định đi ra bên ngoài một chuyến, thế giới linh vũ do ngươi trông coi, bởi vì năng lượng thiên địa của đại lục linh vũ đã sớm bị cường giả chú ý tới. Ngày nào đó có lẽ sẽ không quá xa. Gần đây ta đã thanh trừ không ít người rồi. Lão Ảnh cười nói. Ta sẽ trông coi thế giới linh vũ. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó hỏi Lão Ảnh. Lão Ảnh, đến lúc đó ngươi sẽ đi thương khung bí cảnh. Thương khung bí cảnh sao? Lão Ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, trầm tư một hồi, sau đó mới nói với Lục Lâm Thiên. Ta cũng không biết, đến lúc đó lại nói. Mấy canh giờ sau, trong đại điện sương mù bao la, Lão Ảnh phất tay áo, gợn sóng không gian sinh ra, không gian lập tức chấn động, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lục Lâm Thiên mắt thấy Lão Ảnh biến mất, hắn cũng rời đi. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian kế tiếp Lục Lâm Thiên chỉ đạo Niếp Phong tu luyện. Lục Lâm Thiên còn đi Vân Dương Tông vấn an sư phụ Vũ Ngọc Tiến và sư mẫu, đống lớn linh dược, thiên tài địa bảo hắn chưa từng keo kiệt qua, còn có các sư huynh đệ khác cũng có phần. Chuyện thương khung bí cảnh, Lục Lâm Thiên chưa từng nghĩ nhiều, nếu có quan hệ với mình, cứ đi vào rồi nói sau. Bởi vậy có tâm tính này, Lục Lâm Thiên cực kỳ nhàn nhã, hắn và Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn di dạo cả đại lục. Thời gian trôi qua, lúc này thời gian không còn bao nhiêu. Một ngày, tại Hậu Sơn Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tử Yên, Lam Thập Tam, Nguyên Nhược Lan. Mẫu đơn 8 người ngồi đó. Lão đại, thương khung bí cảnh sắp mở ra, thế giới linh vũ chúng ta an bài bao nhiêu người đi vào? Tiểu Long hỏi Lục Lâm Thiên, trong Hồng Hoang Điện hắn tiến bộ kinh người, giờ phút này tu vị ngũ nguyên hóa hồng và các thủ đoạn, thực lực không kém. Lục Lâm Thiên ngồi ngay ngắn, trong lòng khó xử, hiện tại hóa hồng cảnh trong thế giới linh vũ có không ít, nhưng mà thương khung bí cảnh cửu tử nhất sinh, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp.
hóa hồng cảnh của thế giới linh vũ đi vào trong đó, tu vị thấp sẽ chết, Lục Lâm Thiên cũng không hy vọng thế giới linh vũ có bao nhiêu người đi vào thương khung bí cảnh. Mỗi một lần thương khung bí cảnh mở ra, tất cả hóa hồng cảnh ở các đại thế giới dốc toàn lực đi vào, lưu lại không nhiều lắm, tuy thương khung bí cảnh nguy hiểm, nhưng tất cả sinh linh chạy vào như vịt. Dương Quá nói, các ngươi thậm chí muốn đi sao? Khi Dương Quá dứt lời, Lục Lâm Thiên hỏi mọi người, có thể nói người nơi đây có thiên phú mạnh nhất thế giới linh vũ. Lão đại, ta tự nhiên muốn đi. Lục Lâm Thiên dứt lời, Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên. Lục Tâm Đồng, Lam Thập Tam, Mẫu Đơn, Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt chờ mong. Dù sao không có việc gì, ta muốn đi. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan nhúc nhích, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thương khung bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mỗi một lần mở ra, hóa hồng cảnh tiến vào trong đó cửu tử nhất sinh, thế giới linh vũ có khác biệt với thế giới khác. Cho nên ta cảm thấy có một ít người lưu lại thế giới linh vũ, lại chọn một ít người đi vào thương khung bí cảnh là tốt rồi, vạn nhất chúng ta đi vào gặp nguy hiểm, thế giới linh vũ cũng còn có người chèo chống, cảm thấy thế nào? Lục Lâm Thiên gật đầu với Nguyên Nhược Lan, nói. Ta cũng có ý đó. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên tiếp tục nhìn qua mọi người, cuối cùng lại nhìn đại ca Dương Quá, nói nhỏ. Đại ca, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, chúng ta tiến vào thương khung bí cảnh, thế giới linh vũ cần có ngươi trông coi. Dương Quá mỉm cười, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Được rồi, ta đây sẽ lưu lại thế giới linh vũ, nhưng mà các ngươi tiến vào thương khung bí cảnh phải cẩn thận, ta chờ các ngươi quay về. Vào đêm, đại điện sau núi Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên nhìn qua trước người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Thái A, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Tượng cùng Lục Sảo 10 người, nói. Các ngươi đã nghĩ tốt, nếu đi vào thương khung bí cảnh, một khi tiến vào thương khung bí cảnh sẽ cửu tử nhất sinh, nguy hiểm trùng điệp. Phụ thân, chúng ta đã nghĩ xong rồi, con đường ngày nguy hiểm, con đường tu luyện vốn có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người đi vào thương khung bí cảnh, chúng ta và mẫu thân sẽ lo lắng, cho nên sẽ đi theo. Lục Kinh Vân khẩn cầu Lục Lâm Thiên. Phụ thân, chúng ta đã thương nghị xong, lúc này chúng ta sẽ xông vào thương khung bí cảnh. Thái A âm thầm nhìn trộm Lục Du Thược, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Sư phụ, ta nghĩ kỹ, ta muốn đi vào. Phụ thân, chúng ta muốn đi, tu vị thực lực chúng ta cũng không yếu. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành khát vọng nhìn qua Lục Lâm Thiên, đều hy vọng đi vào thương khung bí cảnh. Lâm Thiên, cho chúng đi thôi, tính tình của chúng giống ngươi, ngăn cản cũng không ngăn được. Lam Linh nói với Lục Lâm Thiên. Với tu vị của bọn chúng, có người bảo vệ cũng không có gì. Ân, đều đi thôi. Mọi người nghe vậy, lúc này cao hứng không thôi, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Bạch Linh mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng. Nhìn qua Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Lăng Thanh Tuyền, Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Vô Song, lúc này ngươi đừng đi, lưu ở bên ngoài ta mới có thể an tâm, Kinh Vân ta sẽ trông coi, ngươi đừng lo lắng. Yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ ở Đại Lục Linh Vũ chờ các ngươi trở về. Bắc Cung Vô Song nhoẻn miệng cười, trong thương khung bí cảnh, nếu các nàng đi vào, tự nhiên sẽ làm hắn phân tâm, các nàng sẽ không làm vậy. Trong thiên địa bao la, trên ngọn núi cổ xưa có chấn động không gian, thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn cũng không rõ ràng, giống như kết nối với thiên địa, người này nói với một người khác. Cha như thế nào rồi? Thân ảnh này nói với lão giả ẩn hiện. Hắn không dám ngẩng đầu lên. Minh Tôn và Huyền Độc hai người đã toàn lực truy tra, không lâu trước có tin tức, nói đám người Lục Lâm Thiên đã rời đi, bọn họ cũng sẽ tới gần quan sát thế nào. Không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được. Bỗng dưng lão giả chấn động, hắn nói. Không tốt, bảo Minh Tôn và Huyền Độc mau trở lại, nếu thật sự tìm được nơi đi của Lục Lâm Thiên, đó là thời điểm bọn họ mất mạng, lão gia hỏa kia nhất định an bài thủ đoạn. Huống chi một khi tìm được chỗ đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thư xê lực của Minh Tôn không thể đối phó Lục Lâm Thiên. Đại nhân, với thực lực Minh Tôn, cho dù bắt Lục Lâm Thiên còn không khó, có gì sợ hắn? Thân ảnh này ngẩng đầu hỏi. Ngươi không sẽ hiểu. Thân ảnh già nua nói. Nhanh thông chi Minh Tôn và Huyền Độc trở về, nếu bọn họ chết, manh mối sẽ đứt đoạn. Thế nhưng mà đại nhân, không thể liên lạc với Minh Tôn và Huyền Độc. Thân ảnh kia rung động nói. Quả nhiên không kịp,
nếu Minh Tôn và Huyền Độc tìm được nơi đó, sợ rằng lão gia hỏa kia bố trí thủ đoạn, thực lực hai người bọn họ đi tới gần sẽ mất liên hệ với bên ngoài, nhanh tra nơi bọn họ đi qua, tìm manh mối lưu lại. Thân ảnh già nua nói. Vâng, đại nhân. Dứt lời, thân ảnh này biến mất. Nhìn qua trời cao, thân ảnh già nua nói. Lục Lâm Thiên biết Bát Hoang Thiên Địa Quyết, tự nhiên có quan hệ với lão gia hỏa kia, Hoàng Phủ Minh Long, Hư Thiên, còn có nhiều kẻ không lộ diện, lão gia hỏa kia an bài cũng đủ sâu a hát. Sáng sớm, trong đại điện phía sau Phi Linh Môn, có khách không mời tới thế giới Linh Vũ. Lục Lâm Thiên dứt lời, hắn biến mất trong không gian. Phần phật, trên biển đông, một vết nứt không gian bị xé rách, trong vết nứt không gian có khí tức âm hàn tỏa ra. Có hai người hàng lâm thế giới Linh Vũ, người đầu tiên là lão giả áo xám mặt âm trầm, khí tức uy áp của hắn bùng nổ dữ dội, người này rõ ràng là huyền độc của Linh Độc Cốc trong thế giới Côn Vân lúc trước. Khí tức khác còn mạnh hơn nữa, khí tức âm hàn khủng bố bùng nổ, cả vùng biển sôi trào lên, hắn có đầu đà phong thân người, hiển nhiên là người dạ xoa nhất tộc. Minh Tôn đại nhân, chúng ta tiến đến, tìm lâu như vậy, rốt cục tìm tới đây rồi, Lục Lâm Thiên nhất định đã đi vào đây. Huyền Độc nhìn qua bốn phía, trong mắt hưng phấn và ngạc nhiên, sau khi Hồng Hoang Điện mở ra, hắn và Minh Tôn nhận được lệnh, làm bảo hai người đi tới thế giới Thượng Thanh âm thầm tìm hiểu hành tung của Lục Lâm Thiên. Theo suy đoán, Lục Lâm Thiên sẽ rời đi trước khi Thương Khung bí cảnh mở ra, vì sợ bại lộ, chỉ có thể phái hai người đi trước. Nhưng mà hai người thật sự nhìn thấy Lục Lâm Thiên rời khỏi thế giới Thượng Thanh, vì sợ Lục Lâm Thiên phát hiện, Minh Tôn dùng thủ đoạn che giấu khí tức, nhưng hai người cũng không dám bám đuôi quá gần, cho nên mất đi dấu vết của Lục Lâm Thiên. Sợ sau khi trở về bị nghiêm phạt, hai người cũng tìm kiếm chung quanh, gần 3 tháng thời gian siêu tầm, rốt cuộc bọn họ tìm thấy cửa vào không tầm thường. Vì cấp trên thúc giục, hai người cũng nói khả năng tìm được nơi đi của Lục Lâm Thiên, sau đó tiến lên, cuối cùng xuất hiện trên vùng biển bao la này. Huyền Độc nói, Minh Tôn đại nhân, trong thế giới này chúng ta không bị uy áp thiên địa, năng lượng thiên địa nồng đậm không kém gì thế giới hỗn độn, trong thế giới này có không ít tuyên cổ cảnh, niết bàn cảnh, dường như có không ít hóa hồng cảnh, đây rốt cuộc là địa phương nào? Nơi đây rất quỷ dị, coi chừng đi. Sắc mặt Minh Tôn ngưng trọng, tâm thần quan sát, hắn cảm thấy tâm thần bất an, tâm thần phóng thích ra dò xét thế giới. Không nghĩ tới lại gặp người quen. Lúc Minh Tôn dứt lời, hắn nghe được âm thanh vang lên bên cạnh, một thân ảnh áo xanh xuất hiện trên biển cả. Lục Lâm Thiên. Lúc này Huyền Độc nhìn thấy thân ảnh áo xanh, thần sắc hắn biến hóa, đây chính là Lục Lâm Thiên mà bọn họ theo dõi. Ánh mắt nhìn Huyền Độc. Huyền Độc tự nhiên nhìn ra Lục Lâm Thiên, một trong các thái thượng trưởng lão của Tuyệt Linh Cốc, tu vị thất nguyên tiểu viên mãn, trong thiên địa xem như cường giả không kém, ban đầu ở Tuyệt Linh Cốc có tiếp xúc qua, về sau bị Độc Tôn quay về giáo huấn, nhưng cuối cùng bị Minh Tôn cứu hắn đi. Huyền Độc, Chí Tôn Điện sao? Lục Lâm Thiên thì thào, ánh mắt ám động, theo Lục Lâm Thiên biết, Huyền Độc là người Chí Tôn Điện, lập tức Lục Lâm Thiên nhìn lên người tên dạ xoa nhất tộc bên cạnh Huyền Độc. Nhìn người này, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, khí tức của hắn mạnh hơn Huyền Độc nhiều, Lục Lâm Thiên cảm giác hắn là đối thủ không kém. Lục Lâm Thiên quan sát, khí tức kẻ này hơi kém Độc Tôn, nhưng không phải Huyền Độc tu vị thất nguyên tiểu viên mãn có khả năng so sánh, sợ rằng đã đạt tới cửu nguyên hóa hồng. Thần sắc ngưng trọng, nhìn dạ xoa nhất tộc, Lục Lâm Thiên há mồm nói. Chắc hẳn, ngươi chính là Minh Tôn. Có chút nhãn lực, nhưng nhãn lực không cách nào cứu ngươi hôm nay. Minh Tôn có chút ngoài ý muốn, dường như không ngờ Lục Lâm Thiên nhận ra hắn. Khặc khặc, Huyền Độc nhìn qua Lục Lâm Thiên, âm trầm nói. Thật sự không phụ lòng người, Lục Lâm Thiên, lần trước có Độc Tôn cứu ngươi, hôm nay ta xem còn ai cứu ngươi. Lục Lâm Thiên nghe khẩu khí của Huyền Độc, hắn nhíu mày nói. Các ngươi cố ý tới tìm ta. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, Huyền Độc cười âm trầm. Đúng vậy, thật sự tới tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi không phải người thế giới Thượng Thanh, dĩ nhiên tới từ nơi này, trên đường đi ngươi trốn trốn tránh tránh, nhưng trời không phụ lòng ngươi, rốt cục bị ta cùng Minh Tôn đại nhân tìm được, hiện tại, ngươi đi chết đi. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn nói. Chẳng lẽ Chí Tôn Điện chỉ phái hai ngươi tới? Tiểu tử, vậy mà biết rõ Chí Tôn Điện, chết không oan uổng. Minh Tôn lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, nói.
người cảm giác phải đối phó ngươi, chẳng lẽ còn cần người khác? Nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng của Lục Lâm Thiên giảm nhiều, hắn tươi cười nói với hai người. Chỉ có hai người các ngươi sao, xem ra, các ngươi đánh sai chủ ý, cuối cùng chết là các ngươi, không phải ta. Siêu siêu. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, trên vùng biển này có không ít thân ảnh xuất hiện. Từng thân ảnh hiện ra, trong Phi Linh Môn có Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Hồng Vũ, Lục Doanh, Bắc Cung Vô Song dẫn đầu, sau đó Linh Hoàng Nhai Tiểu Long, Long Cương Lão Tổ, Dương Quá, Long Yên Công Chúa, Huyền Thiết Lão Tổ, Huyền Doanh, Huyền Vũ, Huyền Hạo, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Vân Thiếu Thiên và Lạc Kiến Hồng đều tới. Có người xuất hiện tại Đông Hải, khí tức âm hàn không có thu liếm, cho nên không tránh được cường giả thế giới linh vũ quan sát, huống chi vừa rồi Minh Tôn cùng Huyền Độc còn dò xét cả thế giới linh vũ, cường giả các thế lực lớn đều phát hiện. Lão đại, nhị đệ, phụ thân, Tiểu Long, Dương Quá, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan, Mẫu Đơn, Tử Yên xuất hiện liền đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Đám người đứng ngoài xem nhìn Minh Tôn cùng Huyền Độc là hai khách không mời tới thế giới linh vũ. Dạ Xoa nhất tộc, khí tức thật mạnh. Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương, Đoan Mộc Khung Thiên, Long Cương Lão Tổ, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt đều dò xét Minh Tôn và Huyền Độc. Siêu siêu. Chung quanh lại có không ít người chạy tới, thực lực thấp một ít, khí tức âm hàn tỏa ra chung quanh làm những người thực lực thấp không dám tới gần, bọn họ không thể chống cự uy áp như thế. Thiên địa các Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, thế giới thần thú Long Huyền, Thiên Linh Cung Mẫu Đơn, Lục Kinh Vân. Khi đám người Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Long Huyền, Mẫu Đơn, Lục Kinh Vân xuất hiện ở đây, Minh Tôn thì thào. Phụ thân, hai gia hỏa này là ai? Lục Lộ trực tiếp ngồi lên vai rộng của Hồng Vũ, kéo Hồng Vũ đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn khách không mời, từ khí tức lăng lệ, hiển nhiên biết đây là kẻ thù. Hai người chết mà thôi. Lục Lâm Thiên nhìn Huyền Độc cùng Minh Tôn, sau đó cười nói với Lục Lộ. Người chết sao, hai gia hỏa này còn sống mà. Trong mắt Lục Lộ ngạc nhiên, nàng chưa thấy người sống mà bảo chết. Lục Lâm Thiên nói với Lục Lộ. Hiện tại còn sống, nhưng lát nữa sẽ chết. Hai phụ tử không kiêng nể nói chuyện làm Minh Tôn cùng Huyền Độc tức giận, khi Lục Lâm Thiên dứt lời, Huyền Độc quát. Thật mạnh miệng, Lục Lâm Thiên, không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào đám người này là có thể làm gì được chúng ta sao? Huyền Độc, ngươi là phản đồ Tuyệt Linh Độc Cốc, Tuyệt Linh Độc Cốc không tha ngươi đâu. Lục Tâm Đồng nhìn Huyền Độc, thân là cốc chủ, nàng sớm phát truy nã toàn lực truy sát Huyền Độc, nhưng thực lực Huyền Độc quá mạnh, Lục Tâm Đồng tự biết không thể làm gì hắn cả. Ngươi là số nha đầu, ngươi có tư cách gì ngồi lên vị trí cốc chủ Tuyệt Linh Độc Cốc, hôm nay, ta cũng giải quyết ngươi. Nhìn Lục Tâm Đồng. Ánh mắt Huyền Độc âm hàn, lúc trước nếu không có Lục Tâm Đồng, sau đó đưa tới Lục Lâm Thiên và Độc Tôn, hôm nay hắn đã sớm khống chế Tuyệt Linh Độc Cốc, lập đại công cho Chí Tôn Điện, không cần như hiện tại. Huyền Độc, đừng lãng phí nước miếng, bắt sống Lục Lâm Thiên mang về, kẻ khác giết đi. Minh Tôn lạnh lùng nhìn qua Tiểu Long, Dương Quá, Lục Kinh Vân. Hắn tham lam nói, có chút linh hồn là đại bổ, còn có Thánh Hoàng Liệt Thiên Kiếm, luân hồi hư vọng đao bán thánh khí. Lúc này thật sự không tệ. Huyền Độc cười lạnh, hắn tham lam và kích động. Nhớ tới hai kiện bán thánh khí, thậm chí còn có Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người Lục Lâm Thiên, Huyền Độc hưng phấn, có bán thánh khí hắn cũng không sợ kẻ nào. Nghe Huyền Độc nói thế, lườm Huyền Độc, ánh mắt Minh Tôn bắn ra một tia không vui, Huyền Độc nho nhỏ, không ngờ lại dám đánh chủ ý bán thánh khí, thật sự là không biết lượng sức, không rõ ràng vị trí của mình. Nếu không phải Huyền Độc là người khác, bởi vì hắn làm việc bất lợi, hắn cũng sẽ không bị bắt tới đây, địa vị trong Chí Tôn Điện giảm xuống, nhưng mà lúc này Huyền Độc biết rõ vị trí của mình không muộn. Giao cho người đám chung quanh, ta đối phó Lục Lâm Thiên. Minh Tôn nói với Huyền Độc, lại nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ta muốn biết ở trong Hồng Hoang Điện 1.500 năm, ngươi tiến bộ bao nhiêu, nhưng tiến bộ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Thương Khung Minh quật khởi trong mấy năm qua. Tương lai nhân tộc sẽ do bản tôn chấm dứt tại đây. Thật sự là cửu nguyên hóa hồng, Chí Tôn Điện quả nhiên không tầm thường. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn qua Minh Tôn, hai mắt ngưng trọng nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt. Khặc khặc,
Lục Lâm Thiên, nhìn xem ai cứu ngươi. Minh Tôn cười chói tai, sát khí và khí tức âm hàn bao phủ cả vùng biển. Xoẹt. Thời điểm này, Minh Tôn cười lạnh và hành động, phất tay đánh ra một chảo xuyên qua không gian, thân ảnh như điện, trưởng ấn đánh nứt không gian, khí tức âm hàn vô cùng vô tận làm linh hồn người ta run rẩy, cả phiến không gian vặn vẹo, không gian chung quanh Lục Lâm Thiên cũng vặn vẹo. Hồng Vũ, kẻ này dám dánh phụ thân, đánh hắn. Bỗng dưng Lục Lộ nói một câu. Dám đỡ upsilon.ng đến sư phụ ta, muốn chết. Lúc này Hồng Vũ quát lớn, hắn xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, khí tức khổng lồ bùng nổ. Oanh! Thân ảnh cao lớn xuất hiện đánh ra một quyền đầy kim quang, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, đánh thẳng vào một chảo của Minh Tôn, tiếng nổ lớn vang vọng không gian. Bành! Va chạm như thế sinh ra lực lượng đáng sợ, lúc này không gian tan vỡ. Xoẹt! Thân ảnh Minh Tôn bị đánh bay, không gian ven đường hóa thành hư vô. Minh Tôn có khí tức khủng bố, giờ phút này bị một quyền đánh bay, rất gọn gàng, không hề dây dưa dài dòng. Cảnh tượng này làm người đứng ngoài xem giật mình. Tiểu Long, Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song đều chấn động. Trong đám người, chỉ có Lục Lâm Thiên tươi cười. Chỉ có chút thực lực này mà dám động tới sư phụ ta, tìm chết. Vừa dứt lời, từng ánh mắt nhìn theo, sau khi nhìn rõ thân ảnh cao lớn xuất hiện, đám người đứng ngoài ngạc nhiên và khiếp sợ. Hồng Vũ vốn mặc áo bào xanh của Lục Lâm Thiên nhưng không hợp, La Lan Thị sớm chuẩn bị trường bào màu vàng nhạt cho Hồng Vũ, thân ảnh rắn chắc của hắn lộ ra, lực nổ tung bộc phất rất mạnh. Là Hồng Vũ, là Tam Sư Đệ. Nhiều người nhìn Hồng Vũ, không ai ngờ là Hồng Vũ, mà thực lực Hồng Vũ khủng bố tới mức này rồi, trực tiếp đánh lui Minh Tôn, loại thực lực này quá đáng sợ. Lục Kinh Vân, Niếp Phong, Thái An nhìn Hồng Vũ, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ theo không nghĩ tới Tam Sư Đệ ngây thơ như hài đồng, kỳ thật thực lực hung hãn như thế. Ngay cả Huyền Độc cũng không cách nào không ngạc nhiên và rung động, thực lực Minh Tôn thế nào Huyền Độc rất rõ ràng, bây giờ Minh Tôn bị một quyền đánh bay. Mà Minh Tôn càng kinh hãi, hắn vô cùng chật vật mới ổn định thân thể, từ trên người thiếu niên tỏa ra chấn động rất mạnh, hắn rất khiếp sợ. Hồng Vũ, đánh hắn thành người chết cho ta. Lục Lộ thấy Hồng Vũ lợi hại, lập tức hưng phấn hơn, lăng không đứng thẳng, nói với Hồng Vũ. Tốt. Hồng Vũ lập tức đáp, thân ảnh như điện lao về phía Minh Tôn, hắn không đặt Minh Tôn vào trong mắt. Dạ Xoa chân thân. Nhìn Hồng Vũ đánh tới, Minh Tôn cắn răng, sắc mặt hung ác, hắn quát lớn, hắn vận dụng Dạ Xoa chân thân, đầu như đà phong, gương mặt khủng bố, trong tay còn cầm một thanh linh xiên do Dạ Xoa nhất tộc ngưng tụ thành, vô số hồn anh kêu thê lương thảm thiết. Đây là sinh linh gì? Người trong thế giới linh vũ đa số không biết Dạ Xoa nhất tộc. Hừ, Dạ Xoa chân thân khổng lồ, Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng hung tàn, cầm linh xiên đâm thẳng vào Hồng Vũ. Xoẹt, ta không thích nghĩa ăn này, tìm chết. Hồng Vũ nói không lưu loát, hắn nhỏ bé hơn Dạ Xoa chân thân của Minh Tôn nhiều, nhưng thân thể cao lớn của Hồng Vũ sinh ra hồng hoang chi khí, hắn đánh ra một chảo vào linh xiên. Oanh, không gian thủ ấn cầm lấy linh xiên, hai đạo năng lượng va chạm làm cả Đông Hải chấn động mạnh. Xoẹt, linh xiên nghiền nát, vô số âm thanh lệ quỷ gào thét vang vọng, một khí tức âm hàn tà ác bùng nổ, cả vùng biển nhật nguyệt vô quang. Ta ghét khí tức trên người của ngươi. Hồng Vũ xuất hiện trước mặt Minh Tôn, bỏ qua khí tức âm hàn ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thủng không gian, sau đó ngưng tụ một quyền đánh thẳng vào Minh Tôn. Oanh, Hồng Vũ đánh ra một quyền, hồng hoang chi khí hùng hậu bùng phát như thủy triều, tiếp xúc sát khí âm trầm của Minh Tôn Dạ Xoa chân thân. Lập tức phát ra tiếng vang xì xì, hồng hoang chi khí dễ dàng phá hủy sát khí, đánh thẳng lên người Minh Tôn. Một quyền này đánh xuống, Minh Tôn biến thành Dạ Xoa chân thân không ngừng lui ra phía sau, ánh mắt sớm hoảng sợ, sau đó miệng phun máu tươi gai mũi. Hừ, trở thành người chết đi. Tiếng quát như chuông lớn vang lên, thân ảnh Hồng Vũ xuất hiện lần nữa, thân thể cực kỳ nhỏ bé, kim quang nhàn nhạt thẩm thấu hư không, khuếch tán thiên địa, dường như khống chế hư không. Lại đánh ra một quyền. Rầm rầm rầm, hồng hoang chi khí bùng nổ, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn theo, Hồng Vũ đánh ra một quyền quá mạnh, khí tức khủng bố làm nhiều người run rẩy như cầy sấy. Liên tiếp đánh ra mấy quyền làm hư không sụp đổ, cả phiến không gian vặn vẹo, tự dưng phong tỏa không gian,
làm cho Minh Tôn căn bản không thể trốn, không cách nào tránh được, tất cả quyền của Hồng Vũ đánh xuống dường như không có tác dụng. Phụt! Từng quyền giáng xuống, Minh Tôn biến thành dạ xoa chân thân bị đánh nứt ra, thân hình lõm xuống, sát khí tuôn trào và máu tươi bắn tung tóe. Linh vật trời sinh cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Minh Tôn hoảng sợ, lúc này hắn biết rõ sự đáng sợ của thiếu niên trước mặt, từ cấp độ thực lực đã là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, tuy hắn là cửu nguyên hóa hồng, nhưng mà cửu nguyên hóa hồng và cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong là hai cấp độ khác nhau, chênh lệch cực lớn. Minh Tôn e ngại, sợ hãi, khí tức của hắn không ngừng hỗn loạn, sát khí khủng bố bao phủ trời cao, năng lượng âm hàn bao phủ hư không, từng vết nứt không gian đen kịt giãn ra. Thân thể Minh Tôn không ngừng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành hào quang trốn vào hư không, lúc này hắn quát. Lục Lâm Thiên, Chí Tôn Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi, mối thù hôm nay sẽ hoàn trả gấp bội. Minh Tôn đại nhân đừng bỏ ta. Huyền độc sợ hãi hồn phi phách tán, đã sớm không còn khí diễm như lúc trước, mắt thấy Minh Tôn bị trà đạp, ánh mắt đã sớm biến thành kinh hãi. Vèo. Lúc này thấy Minh Tôn bỏ trốn, hắn nào dám dừng lại. Hóa thành hào quang bay vào sâu trong hư không. Sợ rằng ngươi không có cơ hội. Lục Lâm Thiên nói một câu, Lục Lâm Thiên nhanh chóng biến mất. Oanh! Đại địa nổ vang, hàng tỷ sinh linh trong thế giới linh vũ lúc này run lên, uy áp đáng sợ bộc phát từ tận linh hồn tỏa ra ngoài, làm cho mọi người phủ phục trên mặt đất. Bỗng dưng Minh Tôn cùng Huyền Độc hai người run lên, thiên uy hàng lâm, năng lượng thiên địa bị giam cầm, thiên uy bộc phát, không gian chung quanh đông cứng lại. Sư phụ thật mạnh. Lúc này nhìn qua Minh Tôn Hồng Vũ, đột nhiên thân thể dừng trên không trung, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Lục Lâm Thiên chớp mắt, thân thể cao ngất đạp không đứng đó, trực tiếp giam cầm Huyền Độc, nhìn ánh mắt hoảng sợ của hắn, đạm mạc nói. Thất nguyên tiểu viên mãn, ngươi sớm là con sâu cái kiến, không có tư cách kêu gào trước mặt ta. Lục Lâm Thiên nhìn qua Lục Tâm Đồng, nói. Tâm Đồng, đây là người tuyệt linh độc cốc của muội, giao cho muội xử lý. Lục Tâm Đồng vung giơ tay lên, nàng đánh thủ ấn vào trong người Huyền Độc, giam cầm Huyền Độc xong, sau đó nói với Lục Kinh Vân. Kinh Vân, Huyền Độc thất nguyên tiểu viên mãn, linh hồn ta có thể luyện chế thành phệ hồn ác anh, còn lại giao cho ngươi, đến lúc đó giúp ta luyện chế phệ hồn ác anh. Được. Lục Kinh Vân nhìn Huyền Độc trong tay Lục Tâm Đồng, hắn vui vẻ, nguyên lực thất nguyên tiểu viên mãn đủ giúp hắn tiến bộ thật lớn. Huyền Độc nhìn thấy Lục Kinh Vân vui vẻ, nghe Lục Tâm Đồng nói thế thì linh hồn run lên, đến thời điểm này mới biết được, hiện tại Lục Lâm Thiên đã không phải kẻ hắn có thể đối phó, sớm biết như thế hắn không nên tiến vào thế giới này. Lục Lâm Thiên nhìn qua Minh Tôn bị thiên uy trấn áp giữa không trung. Thiên uy giam cầm, Minh Tôn sợ hãi nhìn Lục Lâm Thiên, hắn căn bản không thể dãy giụa. Đây không phải tiểu thế giới, không phải trung thiên thế giới, không có thiên địa áp chế tu vị, khó trách cấp trên bảo ta tìm ngươi. Cấp trên hoài nghi ngươi, bởi vì đây là... Bỗng dưng Minh Tôn hoảng sợ, toàn thân run rẩy nhìn Lục Lâm Thiên, đồng tử co rút lại, hắn cả kinh nói. Ta biết rồi, không ngờ, Lục Lâm Thiên, ngươi dung hợp thế giới này, ngươi đạt được thế giới này, ngươi khống chế thiên địa vạn vật trong thế giới này, ngươi là chúa tể. Chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi, nhưng sẽ không có phần thưởng đâu. Lục Lâm Thiên đứng trước mặt Minh Tôn, hắn cười lạnh nhạt, nói. Hiện tại, người có thể đi chết đi. Dứt lời, Lục Lâm Thiên phất tay, không gian chung quanh bùng nổ đáng sợ, thiên uy bộc phát. Ầm ầm. Lục Lâm Thiên ngưng tụ thủ ấn, năm ngón tay biến hóa, những nơi đi qua không gian nứt vỡ từng khúc, đột nhiên khí thế bá đạo rơi vào người Minh Tôn, thiên uy mang theo khí tức man hoang, làm cho người ta sợ hãi. Giờ phút này, Minh Tôn cảm giác được cái gì, ánh mắt chấn động, toàn thân run rẩy. Tu vị của hắn là cửu nguyên hóa hồng bị áp chế còn bát nguyên hóa hồng, hắn đang đối mặt với chúa tể của phiến thiên địa này. Không, không thể. Minh Tôn vô lực kêu gào, giờ phút này đồng tử co rút, khí tức tử vong bao trùm, hắn tuyệt vọng, lúc này linh hồn hắn chấn động dữ dội. Minh Tôn chưa từng có nghĩ đến, hắn cửu nguyên hóa hồng lại có ngày như vậy, rất vô lực, cho dù đối mặt với linh vật trời sinh cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong hắn cũng chưa sợ hãi thế này. Hiện tại đã muộn. Lục Lâm Thiên quát to, hàn ý bộc phát, nguyên lực tuôn ra, lực cắn nuốt ngập trời bùng phát. A hát. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng biển đông, trong ánh mắt tuyệt vọng của Minh Tôn,
nguyên lực trong người bị hút đi, linh hồn cũng không cách nào tránh được kiếp nạn, tất cả những việc này diễn ra từ sáng sớm tới hoàng hôn. Huyền độc bị giam cầm trong tay Lục Tâm Đồng kinh hãi chứng kiến tất cả, hắn sợ hãi không cách nào hình dung được. Thời điểm tất cả bình tĩnh trở lại, mặt trời chiều ngã về tây. Vù vù, từng tiếng hít khí lạnh vang lên không dứt, sau đó thật lâu mới khôi phục bình thường. Lục Lâm Thiên nhìn qua, trong mắt có tinh quang bắn ra sau đó thu liễm trở lại, nguyên lực cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng không kém, cần có thời gian luyện hóa. Minh Tôn có một phần áo nghĩa chi nguyên, đây là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng mà hồn anh cấp độ cửu nguyên đại viên mãn cho đao thúc thôn phệ. Một viên linh tinh cửu nguyên đại viên mãn rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, Minh Tôn bị cắn nuốt chết, linh tinh cửu nguyên đại viên mãn biến thành vật vô cùng xa xỉ, là bảo vật khó cầu. Thu linh tinh vào giới chỉ, Lục Lâm Thiên nhìn Hồng Vũ cách đó không xa, nhìn thấy Hồng Vũ đột nhiên đứng bất động rất khác lạ, có điểm gì đó khác thường. Tà dương bao phủ, sóng lớn ngập trời, Hồng Vũ lơ lửng giữa không trung, hắn đang tiến vào trạng thái huyền ảo, dường như đang lĩnh ngộ gì đó. Chẳng lẽ hắn có đốn ngộ sao? Cảm giác khí tức chấn động trên người Hồng Vũ, Lục Lâm Thiên nhíu mày, trạng thái của Hồng Vũ cực giống đốn ngộ, có lẽ vừa rồi mình vận dụng thiên uy đã làm Hồng Vũ cảm giác được cái gì đó. Phụ thân, Hồng Vũ sư huynh như thế nào? Lục Lộ đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, nhìn Hồng Vũ đang nhắm mắt lại, đôi mắt đầy linh vận lo lắng, lúc nãy nàng bị Lục Kinh Vân cùng Lục Doanh lôi kéo giữ lại, bằng không đã sớm tới bên cạnh Hồng Vũ kiểm tra. Lục Lâm Thiên nhìn Hồng Vũ, cúi đầu vuốt đầu nhỏ của Lục Lộ, nói. Hồng Vũ sư huynh không có việc gì, hẳn đang lĩnh ngộ, người không nên đi quấy rầy. Đánh nhau cũng có lĩnh ngộ sao, thì ra Hồng Vũ sư huynh mạnh như vậy, trước kia ta xem thường hắn rồi. Lục Lộ vểnh môi lên, nàng trước kia chỉ biết Hồng Vũ sư huynh có lẽ rất mạnh, nhưng không ngờ Hồng Vũ sư huynh mạnh như vậy. Như thế nào lại mạnh như vậy, Minh Tôn chính là cửu nguyên hóa hồng đấy. Thực lực của lão đại dường như chưa tới cửu nguyên nha. Chẳng lẽ thực lực của Lâm Thiên đã tới cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong sao, tăng vọt như thế là quá nhanh. Từng ánh mắt rung động nhìn Lục Lâm Thiên, giơ tay nhấc chân dễ dàng giải quyết Minh Tôn cùng Huyền Độc, làm cho Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Dương Quá, Tiểu Long, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương ngạc nhiên và nghi hoặc. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn các cường giả chung quanh, nghe bọn họ nghị luận. Sắc mặt lạnh nhạt, nói. Giải tán đi, 7 ngày sau mọi người chuẩn bị đi thương khung bí cảnh. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên phất tay áo, không gian nơi đây vặn vẹo. Đám người khôi phục tinh thần, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Xảo, Lục Thành chín huynh muội, còn có Lục Tâm Đồng và Độc Cô Ngạo Nam, Tiểu Long, Nguyên Nhược Lan, Mẫu Đơn, Tử Yên, Lam Thập Tam, Đoan Mộc Khung Thiên, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương, Lục Trung, Dương Quá. Biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này chỉ có Lục Lâm Thiên và Hồng Vũ đứng tại chỗ. Đều giải tán đi, đi thương khung bí cảnh thì chuẩn bị cho tốt. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song hơi rung động, sau đó nói với mọi người, nhanh chóng rời đi. Đại Lục Linh Vũ, chỉ có Lục Lâm Thiên mới có thể đặt chân tới khu vực trung tâm của thế giới hỗn độn, không gian hỗn độn này bao la khôn cùng, vô biên vô hạn, lại mang theo huyền ảo của vũ trụ. Siêu siêu, từng đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian hỗn độn, chính là Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Độc Cô Ngạo Nam, Dương Quá, Lục Trung, Đoan Mộc Khung Thiên, Nguyên Nhược Lan, Tiểu Long, Tử Yên, Lam Thập Tam và đám người Mẫu Đơn. Đây là từng thân ảnh xuất hiện trong thế giới hỗn độn, không gian hỗn độn này tỏa ra chấn động vô hình làm người ta sợ hãi. Lục Lâm Thiên đặt chân giữa không trung, hắn cho Hồng Vũ xuất hiện trong khu vực trung tâm. Phần phật. Khi thân ảnh Hồng Vũ xuất hiện trong không gian hỗn độn, hồng hoang chi khí phóng thích ra ngoài, sau đó thẩm thấu vào trong hư không. Trong không gian này khí tức man hoang tỏa ra, trong vô hình tương liên với hồng hoang chi khí mà Hồng Vũ tỏa ra, dung hợp hoàn mỹ. Hy vọng mấy ngày cuối cùng có chút tác dụng. Lục Lâm Thiên nhìn Hồng Vũ đang ở trạng thái lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên suy đoán Hồng Vũ tiến vào đốn ngộ khi thấy mình dùng thế giới chi lực. Mà bây giờ đặt Hồng Vũ trong không gian hỗn độn này càng thích hợp. Phụ thân, đây là nơi nào, nơi này rất huyền ảo. Lục Kinh Vân cảm giác không gian chung quanh có bất thường, mỗi chấn động trong không gian này làm mọi người cảm thấy nó quá kinh người. Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng,
Tử Yên, Nguyên Nhược Lan, Mẫu Đơn đều nhìn Lục Lâm Thiên. Trong mật điện này, bọn họ cảm giác linh hồn tương liên với nơi đây, vận mệnh của mình gắn chặt với nơi này, cảm giác này vô cùng chấn động nhân tâm. Lục Lâm Thiên nhìn qua mọi người, lúc này nói. Các ngươi cũng biết thế giới linh vũ là thế giới gì không? Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn nhau, đều khẽ lắc đầu. Lúc này trong mọi người, bọn họ lưu lạc ra ngoài mấy ngàn năm, với thực lực của bọn họ đủ đứng ở hàng ngũ cao thủ đỉnh phong của thiên địa, cực kỳ hiểu 3.000 đại thế giới, nhưng mà bọn họ vẫn nghi vấn thế giới linh vũ là thế giới gì. Tiểu Long nói, lão đại, kỳ thật ta vẫn ngạc nhiên, thế giới linh vũ chúng ta thuộc thế giới nào, dường như không phải tiểu thế giới, cũng không phải trung thiên thế giới, có lẽ không phải đại thế giới. Khi Tiểu Long nói xong, Bắc Cung Kình Thương nói. Còn có những qua thế giới linh vũ biến hóa, đều cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn khác với lúc trước. Từng ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên, từ khẩu khí của Lục Lâm Thiên, mọi người biết Lục Lâm Thiên biết gì đó. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhìn mọi người, hắn nói. Sắp đi vào thương khung bí cảnh, có chút chuyện nên nói với mọi người, thế giới linh vũ biến hóa bao nhiêu năm qua không phải ngẫu nhiên, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là vì thế giới linh vũ không yên lặng. Ngừng một chút, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Thế giới linh vũ không phải tiểu thế giới, cũng không phải trung thiên thế giới, nhưng mà thế giới linh vũ chúng ta là thế giới hỗn độn, là thế giới hỗn độn giống thế giới thượng thanh. Thế giới hỗn độn. Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên, hiển nhiên biết nó đại biểu cái gì. Nhị đệ, thế giới hỗn độn diễn sinh ra trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới, tiểu thế giới, thế nhưng mà thế giới linh vũ không có trung thiên thế giới và các tiểu thế giới, ngươi xác định thế giới linh vũ là thế giới hỗn độn sao? Dương Quá vẫn hoài nghi thế giới linh vũ bất phàm và dị thường, nhưng bây giờ nghe thế giới linh vũ chính là thế giới hỗn độn lại rất nghi hoặc. Lục Lâm Thiên nói, đó là bởi vì thế giới linh vũ chưa bắt đầu diễn sinh thế giới, lúc nào diễn sinh, điều kiện gì diễn sinh, kỳ thật ta cũng không biết, ta có thể khẳng định, thế giới linh vũ chính là thế giới hỗn độn. Hơi dừng lại, Lục Lâm Thiên tiếp tục nói, chúng ta chính là sinh linh đời thứ nhất sau khi thế giới linh vũ được kích hoạt. Cho nên trong đời của chúng ta xuất hiện nhiều đại thừa Niết Bàn, thiên phú của chúng ta có thể áp đảo cùng thế hệ trong 3.000 đại thế giới, những việc này tất cả mọi người biết rõ trong lòng. Về phần thế giới linh vũ cho tới bây giờ, vì sao còn không có diễn sinh ra thế giới khác, Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ nghi hoặc. Lục Lâm Thiên nhớ rõ lão ảnh từng nói, đạt được thế giới hỗn độn, chỉ cần thực lực đầy đủ sẽ diễn sinh thế giới. Thực lực càng mạnh, diễn sinh thế giới càng nhiều. Diễn sinh thế giới càng nhiều, thực lực của chính mình cũng càng mạnh. Nhưng mà đến bây giờ, Lục Lâm Thiên chưa cảm giác được thế giới linh vũ có dấu hiệu diễn sinh thế giới khác. Thế giới hỗn độn, thế giới linh vũ thật sự là thế giới hỗn độn sao, khó trách thế giới linh vũ có nhiều đại thừa Niết Bàn. Thì ra thế giới linh vũ chính là thế giới hỗn độn AH, quá tốt. Lục Kinh Vân, Lục Thành, Tiểu Long, Lam Thập Tam hưng phấn không thôi, thế giới linh vũ là thế giới hỗn độn. Bọn họ biết nó đại biểu cho cái gì. Độc Cô Ngạo Nam rung động qua đi, hắn nói. Thế giới hỗn độn không phải chuyện đùa, Lâm Thiên, người có thể xác định. Lục Lâm Thiên gật đầu với nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, nói nhỏ. Xác định, bởi vì ta đã dung hợp thế giới linh vũ bổn nguyên. Lão đại, người không có nói đùa chứ, người dung hợp thế giới bổn nguyên. Tiểu Long nghe vậy, lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười đối với Tiểu Long lắc đầu, nói. Ta thật dung hợp thế giới linh vũ bổn nguyên, từ đó về sau, ta chính là thế giới linh vũ do ta khống chế. Lục Lâm Thiên nói. Hôm nay Chu Sát Cửu Nguyên Hóa Hồng Minh Tôn đơn giản như vậy là do đang ở trong thế giới linh vũ, ta chính là thế giới linh vũ, cho nên trong đây hắn mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng thiên địa, cho nên trong thế giới linh vũ, Minh Tôn Cửu Nguyên Hóa Hồng cũng bị ta giết dễ dàng. Đây là thật, thật sự là thế giới hỗn độn. Quá tốt, thì ra thế giới linh vũ thật sự là thế giới hỗn độn. Mọi người không hề hoài nghi, hôm nay vạn người nhìn thấy, Lục Lâm Thiên giết Minh Tôn quá đơn giản, không khác gì bóp chết con kiến hôi. Mọi người đều biết, lúc trước thiên địa sơ khai, thai nghén ra 3.000 thế giới hỗn độn, 3.000 thế giới hỗn độn dần dần thai nghén sinh mệnh, cuối cùng 3.000 viễn cổ đại năng đạt được thế giới bổn nguyên, khống chế một phương thế giới. Tương dung với thế giới.
3.000 viễn cổ đại năng khống chế 3.000 thế giới hỗn độn, khống chế vạn vật, khống chế 3.000 thế giới. Đồn đãi, trong thiên địa, thế giới hỗn độn đã sớm bị những viễn cổ đại năng dung hợp, từ viễn cổ đã không ai phát hiện ra thế giới hỗn độn, tất cả mọi người tin tưởng, trong thiên địa đã không còn thế giới hỗn độn, thế giới linh vũ chúng ta tới từ đâu? Tử Yên nói nhỏ, lúc này ánh mắt nàng vô cùng khiếp sợ. Thiên địa mênh mông, 3.000 đại thế giới huyền diệu cỡ nào, thế giới linh vũ tới từ đâu, ta không biết. Lục Lâm Thiên cười nói với Tử Yên, lão ảnh nói lúc trước sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên vì đạt được thế giới hỗn độn đã va chạm với nhiều cường giả, tuy may mắn đạt được cũng trả giá thảm trọng, việc này tự mình biết cũng không phải quá rõ ràng, chỉ nghe nói, bởi vậy Lục Lâm Thiên không nhiều lời. Nghe nói dung hợp hỗn độn bổn nguyên, sẽ chính thức bất tử bất diệt, Lâm Thiên, có thật hay không? Đoan Mộc Khung Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, nghe đồn này hắn ở trong thế giới Thượng Thanh Thiên giới mật địa biết được. Không có chính thức bất tử bất diệt, chỉ xem như bất tử. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, trả lời Đoan Mộc Khung Thiên. Dung hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên, tương liên với thế giới hỗn độn, trong 3.000 đại thế giới, cho dù bị đánh tan thành mây khói, nhưng chỉ cần có một đạo linh hồn ở trong thế giới hỗn độn bổn nguyên, như thế sẽ từ từ trọng sinh. Cường hãn như thế. Mọi người nghe vậy, lúc này cảm thán. Lục Lâm Thiên nhìn qua mọi người tiếp tục nói. Ban đầu ở thương khung chiến trường quay về thiên giới mật địa, ta bị thiên ma tộc, lang linh nhất tộc, phệ hồn nhất tộc năm hóa hồng cảnh phục kích, cuối cùng lưu lại một đạo linh hồn bổn nguyên trở lại nơi đây, 1.200 năm mới ngưng tụ trọng sinh. Thì ra biến mất 1.200 năm, người đang trọng sinh. Mọi người thế mới biết, lúc trước biến mất 1.200 năm, Lục Lâm Thiên thật sự vẫn lạc. Nếu không phải có thế giới linh vũ là thế giới hỗn độn thì hắn đã chết rồi. Thế giới linh vũ chính là thế giới hỗn độn, chuyện này không nên nói ra ngoài, người biết chuyện này càng ít càng tốt. Lục Lâm Thiên nhắc nhở mọi người, bởi vì tin tức này sẽ tạo ra quá nhiều phiền toái. Mọi người gật đầu, thế giới hỗn độn đại biểu cho cái gì, mọi người đều rõ ràng, một khi tin tức rơi vào tay người khác, hậu quả không chịu nổi. Ca ca. Minh Tôn và Huyền Độc làm sao đến được thế giới linh vũ? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, nói. Hai người này theo dõi ta, bởi vậy Chí Tôn Điện có thể biết một ít gì đó. Chí Tôn Điện che giấu quá đáng sợ. Tử Yên nói nhỏ, thiên địa các có rất ít tin tức về Chí Tôn Điện, tin tức hữu dụng càng hiếm thấy. Chí Tôn Điện, sẽ gặp trong thương khung bí cảnh đấy. Lục Lâm Thiên nói. 7 ngày sau sẽ đi vào thương khung bí cảnh, nơi này chính là trung tâm thế giới linh vũ, tu luyện ở đây có chỗ tốt cực lớn, thời gian 7 ngày đủ an bài mọi người tu luyện trong thiên trụ giới, hy vọng chút thời gian này giúp mọi người tăng thực lực. Dứt lời, Lục Lâm Thiên gọi thiên trụ giới ra, lập tức đi vào. Lục Kinh Vân muốn thôn phệ huyền độc thất nguyên tiểu viên mãn huyền độc, còn Lục Tâm Đồng cần luyện chế phệ hồn ác anh. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng giao linh tinh cửu nguyên đại viên mãn linh tinh vừa đạt được không lâu giao cho Lục Du Thược, Lục Doanh cộng đồng thôn phệ. Minh Tôn lưu lại linh tinh cửu nguyên đại viên mãn bị Lục Lâm Thiên thôn phệ năng lượng tiêu hao không ít, nhưng mà đối với Lục Du Thược, Lục Doanh chỉ là ngũ nguyên bốn nguyên hóa hồng lại cực kỳ khổng lồ. Về phần nghĩa phụ độc cô ngạo nam, Lục Lâm Thiên trên người cũng không thiếu hụt linh tinh, hắn cung cấp không ít sau đó đi ra ngoài. Những người khác không có tu luyện hỗn độn âm dương quyết, cũng không cách nào tu luyện hỗn độn âm dương quyết, chỉ có thể tự mình tu luyện. Sau khi dàn xếp xong, Lục Lâm Thiên đặt chân lên tầng 8 thiên trụ giới, khoanh chân ngồi đó, sắc mặt ngưng trọng, lúc này Huyền Độc và Minh Tôn xâm nhập, Lục Lâm Thiên cảm giác nguy cơ. Từ linh hồn Minh Tôn, Lục Lâm Thiên thi triển siêu linh thuật không chiếm được nhiều tin tức. Chí Tôn Điện thần bí kia hơn Lục Lâm Thiên tưởng tượng. Ngay cả Minh Tôn cửu nguyên hóa hồng cũng không biết nhiều về Chí Tôn Điện, một đống tin tức vụn vặt bị ném đi mà thôi. Nhưng mà Lục Lâm Thiên biết Minh Tôn và Huyền Độc tới thế giới linh vũ, chính là Chí Tôn Điện an bài, mà Minh Tôn cuối cùng phát tin tức về Chí Tôn Điện, hắn là phát hiện vị trí đại khái của thế giới linh vũ. Một khi thế giới linh vũ bị phát hiện, phong ba chắc chắn sẽ không nhỏ, còn có Chí Tôn Điện thần bí, Lục Lâm Thiên phải cẩn thận. Luyện hóa. Sau một lát, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn luyện hóa nguyên lực Minh Tôn, nguyên lực cửu nguyên đại viên mãn bằng bạc, sau khi luyện hóa xong, thực lực của hắn sẽ tiến một bước dài. Vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, một lát sau, Lục Lâm Thiên đắm chìm trong tu luyện.
rầm rầm. Trong quá trình lĩnh ngộ, Hồng Vũ dần dần hóa thành bản thể hồng hoang thần thú, thân thể cực lớn xuất hiện trong không gian, trên người càng tỏa ra hồng hoang chi khí nồng đậm. Trong thiên trụ giới tầng thứ 8, Lục Lâm Thiên không ngừng luyện hóa nguyên lực, trên người sinh ra đồ án âm dương lưu chuyển không ngớt. Thời điểm khí tức bình thường trở lại, bỗng dưng Lục Lâm Thiên mở mắt ra, hào quang đen trắng thu liễm. Hô! Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, cảm giác đan điền khí hải bành trướng, Lục Lâm Thiên cười vui vẻ. Ồ, khí tức bất phàm a hát. Bỗng dưng Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ. Trong thiên trụ giới tầng thứ 5, thời không loạn, hào quang đen trắng bùng nổ, khí tức linh hồn chấn động làm người ta sợ hãi. Trong năng lượng đen nhánh có một thân ảnh xuất hiện, trong thân ảnh hư ảo này có quái vật đáng sợ như ác quỷ không ngừng gào thét. Xuy. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong nơi này, hắn ngạc nhiên nhìn qua năng lượng linh hồn đáng sợ này. Phần phật. Năng lượng phong bạo và khói độc bùng nổ, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Lục Kinh Vân cùng Lục Tâm Đồng hai người. Xèo, xèo. Ác quỷ hồn anh gào thét thê lương, sau đó hóa thành hào quang màu đen bay vào trong mi tâm Lục Tâm Đồng. Phụ thân. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Kinh Vân đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, nói. Cô đã luyện thành thất nguyên tiểu viên mãn phệ hồn ác anh, thực lực đồ chơi này quá đáng sợ, thiếu chút nữa luyện chế thất bại. Có thể luyện chế thành công đã không dễ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, phệ hồn ác anh khủng bố, ban đầu ở thế giới linh vũ, Lục Lâm Thiên đã chứng kiến, lúc trước Đông Lão đã từng luyện chế phệ hồn ác anh, nghĩ đến chỗ này, Lục Lâm Thiên nhớ tới thân ảnh áo đen, cảm thấy nội tâm tiếc nuối. Hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên hỏi Lục Kinh Vân. Nguyên lực của huyền độc đã bị luyện hóa chưa? Lục Kinh Vân trả lời. Đều luyện hóa, đạt được chỗ tốt không ít, nếu thôn phệ nhiều hơn một chút sẽ đột phá thất nguyên tiểu viên mãn. Lục Lâm Thiên nói với Lục Kinh Vân. Đột phá thất nguyên tiểu viên mãn, trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ áo nghĩa, trong việc áo nghĩa lĩnh ngộ đừng giảm bớt, có hỗn độn âm dương quyết, nguyên lực không phải nhiều vấn đề lớn. Con biết rõ, con vẫn lĩnh ngộ áo nghĩa. Lục Kinh Vân gật đầu. Hắn chưa từng buông lỏng lĩnh ngộ áo nghĩa. Ca ca, thời gian không kém bao nhiêu đâu. Lục Tâm Đồng thu hồi phệ hồn ác anh, nàng tươi cười nói ra. Thời gian cũng đã tới lúc rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu với Lục Tâm Đồng. Oanh! Sau khi Lục Lâm Thiên dứt lời, cả thiên trụ giới chấn động, Lục Tâm Đồng cùng Lục Kinh Vân hai người nghi hoặc. Lục Lâm Thiên nhíu mày, sau đó áo bào xanh vung lên, ba người biến mất. Siêu siêu! Sau một lát, trong thiên trụ giới, từng đạo thân ảnh đi ra ngoài, chính là Lục Lâm Thiên, Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng, còn có đám người Tiểu Long, Dương Quá, Độc Cô Ngạo Nam. Sau khi đi ra ngoài, tâm thần bọn họ chấn động, thân thể run rẩy không nhỏ. Trước mắt chính là bản thể hồng hoang thần thú khổng lồ của Hồng Vũ, nó đứng trong hư không, là long không phải long, giống như hổ không phải hổ, tượng mà không phải tượng, giống như mà không phải sư, hình thể tứ chi có đủ. Đây là cái gì? Đối mặt với quái vật khổng lồ trước mặt, ánh mắt Tiểu Long chấn động. Đây là hồng hoang thần thú, bản thể Hồng Vũ. Lục Lâm Thiên nhìn bản thể Hồng Vũ, giờ phút này khí tức trên người Hồng Vũ rất hùng hậu. Hồng hoang thần thú là vật gì, thì ra Hồng Vũ có bản thể là như vậy. Tiểu Long, Lục Kinh Vân ngạc nhiên, cũng thu liễm rung động. Thì ra đây là hồng hoang thần thú, trên đời này vẫn còn tồn tại. Dương Quá thì thào. Dương Quá lão đại, người biết hồng hoang thần thú là gì sao? Tiểu Long lập tức hiếu kỳ hỏi Dương Quá, cho tới nay, Tiểu Long không đặt các thú thể khác vào trong mắt, nhưng đối mặt với hồng hoang thần thú thì tâm thần chấn động, sinh ra e ngại. Dương Quá nghe vậy, trả lời Tiểu Long. Từ tin tức thiên địa các, hồng hoang thần thú lúc viễn cổ nổi danh ngang Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, nhưng mơ hồ còn mạnh hơn bốn thần thú này. Là tồn tại khủng bố trong thiên địa, miễn dịch linh hồn công kích, vật chất công kích, không gian công kích và thời gian công kích không có bao nhiêu tác dụng, cho dù viễn cổ đại năng cũng tránh xa. Không có lầm chứ, Hồng Vũ biến thái như thế. Dương Quá dứt lời, đám người chung quanh bạo động. Lục Lâm Thiên quay đầu lại, cười nói với Tiểu Long. Hồng Vũ lúc trước đã là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, Tiểu Long, để muốn vượt qua Hồng Vũ, đoán chừng cần cố gắng nhiều. Bằng không sợ rằng mấy ngàn năm mới đuổi kịp đấy. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, đám người chung quanh hít khí lạnh. Cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong, bà mẹ nó.
Sau một lát, Tiểu Long hít khí lạnh, lúc này hắn bị đả kích không nhỏ. Oanh! Cũng thời điểm này, không gian hỗn độn chấn động, năng lượng không ngừng rót vào người bản thể Hồng Vũ. Suy suy! Đột ngột Hồng Vũ mở to mắt như nhật nguyệt ra, hai cột sáng bắn vào hư không, ánh mắt làm linh hồn người ta rung động rất mạnh. Hồng Vũ gào thét trầm thấp, lúc này bản thể Hồng Hoang thần thú của Hồng Vũ giống như hung thú khủng bố trong thiên địa, đột nhiên há mồm hấp mạnh, lực hút cực lớn sinh ra trong miệng nó. Năng lượng mênh mông trong không gian hỗn độn không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ vào miệng của Hồng Vũ. Rầm rầm. Nương theo năng lượng lao tới, khí tức và uy áp khủng bố trên người Hồng Vũ tỏa ra làm người ta bị chấn nhiếp. Dưới khí tức này, trừ Lục Lâm Thiên ra, mọi người không ai không bị chèn ép, uy áp bùng nổ giống như sóng to gió lớn. Khí tức chấn động này không duy trì quá lâu, uy áp khủng bố bình thường trở lại, đám người Lục Kinh Vân, Lam Thập Tam vẫn chưa hết rung động. Nhìn qua thú thể khổng lồ, giờ phút này Lục Lâm Thiên ngạc nhiên. Bản thể Hồng Hoang thần thú của Hồng Vũ lúc này lớn hơn, Lục Lâm Thiên nhìn thấy lân phiến của nó dày hơn, bí vân huyền ảo trên người lại thu liễm biến mất. Lúc này khí tức của nó có khác biệt với lúc trước, sợ rằng người thường khó cảm giác ra, bản thể Hồng Vũ sinh ra khí tức mới, làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác nó quen thuộc, nhưng khí tức quen thuộc này lại có uy áp đáng sợ. Ồ! Lục Lâm Thiên nghi hoặc, khí tức này không thuộc về thế giới linh vũ, Lục Lâm Thiên cảm giác mình cũng bị áp chế. Không nghĩ tới lại nhanh tới mức này, Thánh Hồng cảnh a hát. Vào thời khắc này, cây đao màu vàng nói bên tai Lục Lâm Thiên. Thánh Hồng cảnh, đao thúc, người nói Hồng Vũ đã là Thánh Hồng cảnh. Lục Lâm Thiên nghe vậy ngạc nhiên, Thánh Hồng cảnh, khó trách khí tức này quen thuộc như vậy, thì ra là giống khí tức trên người đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô. Thánh Hồng cảnh, siêu việt tất cả hóa Hồng cảnh, đủ quan sát chúng sinh. Trong khoảng thời gian ngắn Hồng Vũ có thể từ cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong đột phá một tầng, Lục Lâm Thiên vô cùng khiếp sợ. Cây đao màu vàng trả lời Lục Lâm Thiên. Đương nhiên là Thánh Hồng cảnh, sợ rằng nha đầu đại sư tỷ của ngươi cũng không làm gì được nó. Thằng này, đột phá Thánh Hồng cảnh quá nhanh. Lục Lâm Thiên rung động nói. Ta nghĩ có nguyên nhân đấy, nó có thể tiến bộ nhanh như thế, thứ nhất là bởi vì bản thân chính là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Bản thể Hồng Hoang thần thú, lại được thiên địa chiếu cố, nhưng còn có nguyên nhân lớn nhất. Cây đao màu vàng nói làm Lục Lâm Thiên nghĩ tới gì đó. Đao thúc, còn nguyên nhân gì? Lục Lâm Thiên lập tức truy hỏi. Cây đao màu vàng nói. Có liên quan tới không gian hỗn độn của thế giới linh vũ, cụ thể là gì ta khó nói với ngươi biết, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, trong thương khung bí cảnh có gì, hiện tại ta không rõ. Nhưng mà có lẽ ngươi cởi bỏ bí mật trong thương khung bí cảnh sẽ hiểu rõ đáp án thôi. Thế giới linh vũ và thương khung bí cảnh có quan hệ với nhau sao? Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, lập tức cười khổ, thế giới linh vũ tự nhiên có quan hệ với thương khung bí cảnh rồi. Lão ảnh lúc trước đã nói, chính mình đạt được thế giới linh vũ hỗn độn bổn nguyên, sư phó bát hoang thánh tôn đế phách thiên hy vọng mình đi vào thương khung bí cảnh, như vậy xem ra, thế giới linh vũ có quan hệ với thương khung bí cảnh. Vù vù. Thời điểm không gian ổn định lại, Hồng Vũ thu nhỏ bản thể, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thiếu niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện trong mắt mọi người. Giờ phút này thân thể Hồng Vũ càng rắn chắc hơn trước, làn da cổ đồng, cơ bắp ẩn chứa lực lượng đáng sợ, khí tức hồng hoang bùng nổ. Suy suy. Giữa không trung, Hồng Vũ mở mắt ra, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Hôm sau, sáng sớm mặt trời đánh thức vạn vật trong thế giới linh vũ. Hậu Sơn Phi Linh Môn đã xuất hiện thân ảnh Lục Lâm Thiên đứng đó. Giữa không trung có hơn 10 người đang đứng, khí tức chấn động hùng hồn tỏa ra. Thế giới linh vũ có ta, đệ cứ yên tâm. Dương Quá ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Ân. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nên cáo biệt thì cáo biệt, ngày hôm qua trở lại Phi Linh Môn, hắn đã bàn giao tất cả. Xuy. Dứt lời, Lục Lâm Thiên phất tay tạo ra vòng xoáy. Sau đó Lục Lâm Thiên chui vào trong đó, sau lưng Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Thánh Thủ Linh Tôn, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Tiểu Long, tất cả đại thú hoàng tộc và nhân hoàng tộc lão tổ đi vào trong. Chúng ta chờ ngươi về. Lúc này các bóng dáng xinh đẹp nhìn theo vòng xoáy, sau đó thì thào. Thế giới Thượng Thanh, trong đình viện phong cách cổ xưa.
Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Lâm Thiên, ngưng trọng nói. Cửu sư đệ, người nói Minh Tôn và Huyền Độc đã đến thế giới Linh Vũ. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, hắn trên đường tới thế giới Thượng Thanh rất cẩn thận, hắn tìm Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long, mang chuyện thế giới Linh Vũ và Minh Tôn nói với Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long một lần. Theo ta được biết, hai người Minh Tôn và Huyền Độc đều bị Chí Tôn Điện phái tới, theo dõi ta đến thế giới Linh Vũ, nhưng Chí Tôn Điện lúc này không biết rõ vị trí thế giới Linh Vũ, mặt khác ta hoài nghi Chí Tôn Điện biết gì đó. Lục Lâm Thiên nói với Hoàng Phủ Minh Long. Chí Tôn Điện, đây là thế lực quỷ dị khó lường. Hoàng Phủ Minh Long nói nhỏ. Chuyện Chí Tôn Điện ngươi không cần đặt trong lòng, hiện tại thế giới Linh Vũ là của ngươi. Ai muốn đạt được thế giới Linh Vũ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Huống chi, Chí Tôn Điện chỉ cần dám ra tay, đến lúc đó cũng sẽ có người đối phó Chí Tôn Điện. Trăm triệu năm qua Chí Tôn Điện che giấu quá sâu, nhưng mà vẫn có thế lực ẩn nấp nhìn chằm chằm vào Chí Tôn Điện, bằng không sợ rằng Chí Tôn Điện cũng sẽ không cam lòng ngủ đông như vậy. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt chấn động, sau một lát, nói với Hoàng Phủ Minh Long. Lục Sư Huynh, thời gian đã đến, Thương Khung bí cảnh khi nào mở ra? 3 tháng thời gian đã đến, nhưng mỗi một lần Thương Khung bí cảnh mở ra không ai xác định rõ, đây không phải chuyện sức người khống chế, chờ thôi. Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Lâm Thiên. Mấy ngày nay ngươi cứ chuẩn bị đi. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, Thương Khung bí cảnh là nơi nguy hiểm nhất thiên địa, trong lúc mơ hồ, dường như có ngàn vạn quan hệ với bản thân hắn. Lục Lâm Thiên trên đường rời đi gặp được Phong Chí nói. Lục Soái. Du Du tỷ nói có việc tìm ngươi. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, sau đó nói. Nàng ở nơi nào? Phong Chí nói. Bẩm Lục Soái, ta cũng không biết, Du Du tỷ nói, Lục Soái có thể tìm được, cho nên không cần ta nói. Ta biết rõ, ngươi đi trước đi. Lục Lâm Thiên sững sờ, sau đó bảo Phong Chí rời đi, kế tiếp Lục Lâm Thiên biết nên đi đâu. Núi non trùng điệp, trong ngọn núi có mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Rầm rầm. Trong hạp cốc có thân ảnh xinh đẹp đang đứng, áo trắng phủ thân, dung nhan tinh xảo, ánh mắt sáng như sao. Xuy. Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh thân ảnh này, không nói gì. Còn có thể tìm đến nơi này, ta còn sợ ngươi không tìm thấy đấy. Phong Du Du quay đầu lại, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Thực lực lại tiến bộ không ít, chúc mừng. Tiến bộ một ít. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nhìn qua nữ tử trước mặt, nói. Ta chỉ nhớ rõ nơi đây, cũng chỉ có ở đây, suy đoán ngươi ở nơi này, xem ra đúng thế. Phong Du Du nhìn qua Lục Lâm Thiên, cười dịu dàng, lại nói. Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh các nàng lần này không đi Thương Khung bí cảnh sao? Có chút chuyện, nam nhân đi mới tốt, cho các nàng ở ngoài ta mới yên tâm. Lục Lâm Thiên nói ra. Phong Du Du động dung, nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng ngươi đi vào. Các nàng lo lắng cho ngươi, ngươi không biết ngươi có chút ích kỷ sao? Lục Lâm Thiên cười khổ, nói. Ta nghĩ bọn họ sẽ hiểu. Phong Du Du nghe vậy, nhìn sang chỗ khác, nói. Lúc này đi Thương Khung bí cảnh, ngươi cẩn thận, ta biết rõ thực lực ngươi đã rất mạnh, nhưng mà Thương Khung bí cảnh không phải nơi lành, ngươi cẩn thận mới tốt. Ta sẽ. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn vào Phong Du Du nói. Ngươi cũng thế. Chú ý an toàn. Phong Du Du nghe vậy, xoay người lại, đôi mắt đầy linh vận, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không liều lĩnh như ngươi đâu. Dứt lời, Phong Du Du nhìn qua Lục Lâm Thiên, khí chất thánh khiết và cao quý lượn lờ, nàng nói. Đúng rồi, người mà ngươi muốn tìm đã tìm được chưa? Lục Lâm Thiên lắc đầu, thần sắc ảm đạm, nói. Không có. Ngươi nhớ nàng. Phong Du Du ngẩng đầu hỏi. Nhớ. Lục Lâm Thiên gật đầu, không có do dự. Phụt. Phong Du Du lập tức cười cười, nói. Ta nhớ ngươi đã nói, lời này quá buồn nôn, nam nhân rất khó nói ra khỏi miệng. Lục Lâm Thiên nhún nhún vai, xấu hổ cười yếu ớt, nói. Thời điểm rất nhớ, có lẽ không cảm thấy buồn nôn. Phong Du Du nhìn qua Lục Lâm Thiên, thu liễm vui vẻ, nàng tới gần Lục Lâm Thiên và ôm hắn, nói. Đừng hỏi vì cái gì, ôm ta. Lục Lâm Thiên còn đang kinh ngạc, nghe vậy ánh mắt nghi hoặc, hai tay động động, do dự một lát sau đó vẫn ôm lấy thân ảnh mềm mại vào người. Thật lâu sau, Phong Du Du ra khỏi ngực Lục Lâm Thiên, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, nói.
Thương khung bí cảnh 2 ngày sau sẽ mở ra, người 2 ngày này nên chuẩn bị cho tốt. Phong Du Du nói thế, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không có nghe lọt, nhìn qua gương mặt gần trong gang tấc, giờ phút này Lục Lâm Thiên mờ mịt, dường như yêu nữ đã trở lại trước mặt hắn. Ta rất nhớ ngươi. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức ôm lấy thân ảnh mềm mại vào lòng. Ngươi nói cái gì? Phong Du Du chưa nói xong, đôi môi đã bị bờ môi của hắn bao trùm. Lúc này Phong Du Du không biết làm sao, trái tim như ngừng đập, toàn thân cứng ngắc, sau đó bờ môi của nàng bị xâm chiếm. Lục Lâm Thiên ôm nữ tử vào trong ngực, hai tay của hắn không thành thật du động trên người nàng, từ ngực, mông cho tới đùi. Lưu manh, đủ rồi. Thời điểm tay của Lục Lâm Thiên du động tới cấm địa giữa hai chân nàng, Phong Du Du dùng lực lượng cuối cùng đẩy Lục Lâm Thiên ra, sắc mặt đỏ bừng. Sắc lang chết tiệt, bản tính khó sửa đổi, ta mặc kệ ngươi. Dứt lời, Phong Du Du vội vàng biến mất, lưu lại Lục Lâm Thiên đang ngạc nhiên ở đây. Lục Lâm Thiên vẫn dư vị bờ môi ngọt ngào, lúc này hắn cười vui vẻ, sau đó biến mất không thấy nữa. 3 ngày sau thiên địa biến hóa, động tĩnh rất rõ ràng. Ầm ầm. 3 ngày này thiên địa hôn ám, đại địa nổ vang, bầu trời rạn nứt như tận thế. Lúc này khí tức nặng nề bao phủ 3.000 đại thế giới, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ, cảm giác mình quá nhỏ bé. Thiên địa biến hóa, trên không trung 3.000 đại thế giới xuất hiện không ít thân ảnh già nua, khí tức khủng bố bao phủ thiên địa. Thương khung bí cảnh đã bắt đầu mở ra, hóa hồng cảnh chuẩn bị đi vào thương khung bí cảnh. Trong thiên giới mật địa, thân ảnh Lục Lâm Thiên bay lên trời, cùng Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên, Hoàng Phủ Minh Long 3 người đứng quan sát dị tượng. Phong Hành Thiên Chủ, khi nào chúng ta đi? Lục Lâm Thiên hỏi Phong Hành Thiên Chủ, giờ phút này hắn cảm giác thiên địa có dị thú xuất thế, khí tức rất đáng sợ bùng nổ. Thương khung bí cảnh đã mở ra, nhưng mà mở ra hoàn toàn cần có thời gian. Phong Hành Thiên Chủ trầm thấp nói nhỏ. Bất kể như thế nào, chúng ta nên đi thôi. Hoàng Phủ Minh Long nói. Chắc hẳn lần này tất cả đại thế giới đã khởi hành, chúng ta không nên đi muộn. Vậy lên đường đi, đoán chừng có thể gặp không ít bằng hữu cũ. Băng Thiên nói nhỏ. Hoàng Phủ Minh Long lại nói. Cũng có thể nhìn thấy không ít đối đầu. Phong Hành Thiên Chủ nhìn lên không trung, nói. Sáng sớm ngày mai, xuất phát đi thương khung bí cảnh, tất cả đại cổ tộc, tất cả thế lực lớn chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng nói quanh quẩn trong thiên giới mật địa, nó lan ra khắp thế giới thượng thanh. Sáng sớm hôm sau, trên không trung, Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt có hào quang luân chuyển. Phụ thân, Phong Hành Thiên Chủ phái người truyền tin tức nói chúng ta tụ tập ở lối ra thiên giới mật địa, chuẩn bị xuất phát đi thương khung bí cảnh. Bên ngoài gian phòng, Lục Kinh Vân đang chờ. Ân, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên mở cửa đi ra ngoài, thu liếm khí tức, nhưng không gian chung quanh vẫn chấn động. Lục Kinh Vân đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên, dưới khí tức chấn động của phụ thân, hắn biết rõ hiện tại phụ thân rất mạnh, từ khí tức này phụ thân đã đặt chân vào hàng ngũ cường giả trong thiên địa. Ở lối ra thiên giới mật địa, sáng sớm, trong hải vực vô tận và núi non trùng điệp, nơi này mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Khi Lục Lâm Thiên, Lục Kinh Vân, Hồng Vũ, Độc Cô Ngạo Nam xuất hiện ở cửa thiên giới mật địa, cửa ra vào thiên giới mật địa đã có rất nhiều người. Cửu sư đệ, chúng ta chuẩn bị đi. Khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, Hoàng Phủ Minh Long lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, mắt thấy Lục Lâm Thiên và đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh, ánh mắt vui vẻ. Bái kiến Lục Sư Bá. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Thái A, Hồng Vũ đều hành lễ. Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười mọi người không cần đa lễ, nói. Mấy tiểu gia hỏa không cần đa lễ, thực lực không kém, nhưng mà tiến vào thương khung bí cảnh cần phải cẩn thận, không được chủ quan. Bái kiến Lục Sư Huynh. Khi Lục Lâm Thiên đáp xuống, hắn nhìn thấy Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Quỷ Cốc Hoàng giả và không ít người quen, còn có không ít lão giả tu vị ngũ nguyên lục nguyên hóa hồng, chắc hẳn là cường giả các thế lực trong Chiến Thiên Liên Minh cùng Vạn Thiên Liên Minh. Lâm Thiên tiểu huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi đám lão gia hỏa các đại gia tộc. Băng Thiên tiến tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, sau đó giới thiệu cường giả các đại gia tộc và cổ tộc cho Lục Lâm Thiên biết. Khi Băng Thiên giới thiệu, ánh mắt Lục Lâm Thiên dần dần đảo qua các đại gia tộc, Lý gia trừ Lý Thiên Minh trưởng lão gia, còn có hơn 10 hóa hồng cảnh, trong đó có Lý gia Thương lão phu nhân,
Lục Lâm Thiên xem chừng tu vị không dưới băng thiên bao nhiêu. Mà Hòa gia, Mộc gia, Đường gia, Lôi gia, Băng gia cũng có không dưới 10 hóa hồng cảnh, mỗi người đều là cường giả đỉnh cấp không dưới băng thiên. Trừ các đại cổ tộc gia, còn có không ít đại tộc như Hoàng Kim Long Viên nhất tộc cũng xuất động không ít hóa hồng cảnh. Khi băng thiên giới thiệu, Lục Lâm Thiên gật đầu chào hỏi, cường giả các đại gia tộc và thế lực không dám thất lễ. Đám người đứng ngoài xem đều nhìn Lục Lâm Thiên, các người đứng đầu cổ tộc khách khí, tuy Lục Lâm Thiên là hậu bối, nhưng mà thực lực và thân phận Lục Lâm Thiên làm cổ tộc không dám đối đãi Lục Lâm Thiên như hậu bối, không dám khinh thường. Đặc biệt khí tức như ẩn như hiện trên người Lục Lâm Thiên làm cường giả cổ tộc và các đại thế lực cảm thấy áp lực, khí tức tới gần Lục Lâm Thiên đều cứng lại, nội tâm khiếp sợ. Loại cảm giác này ai cũng nhìn ra, tuy Lục Lâm Thiên trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn đã đuổi theo rất nhiều lão gia hỏa. Thế giới thượng thanh bày ra thực lực làm Lục Lâm Thiên kinh ngạc, nhưng mà Lục Lâm Thiên không cảm thấy ngoài ý muốn, tất cả đại cổ tộc còn nội tình, sợ là hiện tại xuất động cũng không toàn lực. Hiện tại Lục Lâm Thiên cảm thán một thế giới thượng thanh đã có nhiều cường giả như thế, nếu cả 3.000 đại thế giới đều xuất động hóa hồng cảnh đi vào thương thương khung bí cảnh, xem ra nó rung động cỡ nào. Hoàng gia đến. Phong Hành Thiên chủ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chấn động, lúc này hơn 10 thân ảnh tới, theo Hoàng Giật còn có hơn 10 cường giả hóa hồng cảnh của Hoàng gia. Khí tức linh hồn thật mạnh. Nhìn thấy một đại hán trung niên trong Hoàng gia đi ra, ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên. Đại hán trung niên của Hoàng gia tỏa ra khí tức linh hồn không tầm thường, khí tức này không kém gì Hoàng Phủ Minh Long cùng Phong Hành Thiên Chủ, nhưng lại mạnh hơn băng thiên một ít. Không hổ là người lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5 và là chân lý Niết Bàn, ta chính là Hoàng gia Hoàng Đồ, đã sớm nghe qua ngươi, ngươi là sư đệ Hoàng Phủ Lão Ca, không khách khí cứ gọi ta một tiếng Lão Ca là được. Khí tức linh hồn của đại hán trung niên biến mất. Hoàng Đồ Lão Ca. Lục Lâm Thiên cũng không có khách khí, khẽ gật đầu chào. Cửu sư đệ, không cần khách khí với hắn, thời điểm ngươi khách khí với hắn, không chừng hắn có việc nhờ vả ngươi đấy. Hoàng Phủ Minh Long lườm Hoàng Đồ, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Hoàng Phủ Lão Ca, nhiều năm không gặp, không đến mức tổn hại ta như thế chứ. Hoàng Đồ cũng lập tức bất đắc dĩ nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long, từ thần sắc của hắn, dường như có việc gì đó bị Hoàng Phủ Minh Long nắm trong tay. Nàng đến. Lúc Hoàng Đồ dứt lời, đột nhiên Phong Hành Thiên Chủ đến bên cạnh Hoàng Phủ Minh Long, mà không biết bắt đầu từ khi nào, trên mặt Hoàng Phủ Minh Long mang theo thần sắc phức tạp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua không trung, giữa không trung có mấy đạo hào quang lướt tới, hào quang thu liếm, một đạo khí tức hóa hồng cảnh không kém bộc phát. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên người Mỹ phu nhân, người này mặc cung trang màu tím, bộ dáng chừng 30, nhưng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Mà Lục Lâm Thiên chú ý là khí tức của Mỹ phu nhân, Lục Lâm Thiên có thể nhìn ra được, Mỹ phu nhân có tu vị không dưới băng thiên. Bái kiến Tây Xuyên Minh Chủ. Nhìn thấy Mỹ phu nhân kia, trong Vạn Thiên Liên Minh Quỷ Cốc Hoàng Giả, Kiền Khôn Chân Nhân, Ngọc Linh Tử, Dược Vương đều cung kính hành lễ. Tử cô, đã lâu không gặp. Bái kiến tử cô. Khi Mỹ phu nhân xuất hiện, Phong Hành Thiên Chủ cùng băng thiên và người đứng đầu các thế lực lớn đi lên. Minh chủ Vạn Thiên Liên Minh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức run lên, thì ra Mỹ phu nhân chính là Minh chủ Vạn Thiên Liên Minh, mà trước đó Lục Lâm Thiên cũng chưa từng gặp qua Minh chủ Vạn Thiên Liên Minh, lúc này trước mặt Lục Lâm Thiên lại là nữ tử. Nhìn thấy phu nhân váy tím, Hoàng Phủ Minh Long giờ thần thái câu nệ và phức tạp, lúc này kiên trì đi lên, nói. Ngươi tới rồi. Nhưng mà Hoàng Phủ Minh Long nói, Mỹ phu nhân làm như không nghe, thậm chí không nhìn Hoàng Phủ Minh Long. Trực tiếp bỏ qua Hoàng Phủ Minh Long sau đó tới bên cạnh Phong Hành Thiên Chủ, gật đầu cười cười nói. Phong Hành đại ca, đã lâu không gặp. Phong Hành Thiên Chủ nhìn Mỹ phu nhân, nói. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn bế quan, cũng không chê buồn bực, ngươi mặc kệ chuyện bên ngoài, tìm cũng không gặp ngươi, thật không biết nên hỏi ngươi cái gì mới tốt. Dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ chỉ có thể cười khổ với Hoàng Phủ Minh Long. Vụ này có vẻ mờ ám, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Nhìn qua cảnh tượng này, thấy Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long như vậy, Lục Lâm Thiên nghi hoặc, sợ rằng Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long và Minh chủ Vạn Thiên Liên Minh có chuyện ẩn với nhau. Mỹ phu nhân nói, bên ngoài có Phong Hành đại ca thì cần gì tiểu muội, có Phong Hành đại ca là đủ rồi,
lúc trước danh ngạch thương khung chiến trường Hồng Hoang Điện cũng làm thế giới thượng thanh đại phóng dị sắc trong 3.000 đại thế giới. Đó cũng không phải công lao của ta, mà là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long tên kia mang đến. Phong Hành Thiên Chủ cười cười, sau đó nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lâm Thiên, ngươi mau tới đây, ta giới thiệu với ngươi. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức đi tới bên cạnh Phong Hành Thiên Chủ, nhìn Mỹ Phu Nhân, khẽ gật đầu chào Ho Chín Y. Phong Hành Thiên Chủ nói bên tai Lục Hiếu Du. Lâm Thiên, đây là Minh Chủ Vạn Thiên Liên Minh Tây Xuyên Tử Cô, cũng là Lục Sư Tẩu của ngươi. Lục Sư Tẩu. Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, Lục Sư Tẩu không phải thê tử của Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long sao, Minh Chủ Vạn Thiên Liên Minh trước mặt là Tây Xuyên Tử Cô, thì ra là thê tử Lục Sư Huynh. Bái kiến Lục Sư Tẩu. Lục Lâm Thiên sững sờ một lúc, lập tức hành lễ với Sư Tẩu. Kể từ đó Lục Lâm Thiên cũng hiểu ra một ít tình huống, sợ rằng Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long trêu chọc Sư Tẩu tức giận, Lục Sư Tẩu lúc này mới cố ý không để ý đến Lục Sư Huynh, đoán chừng còn giận không tiêu. Không cần đa lễ, ta đã nghe nói qua ngươi, tốt lắm, lúc này thế giới thượng thanh nhờ có ngươi. Tây Xuyên Tử Cô cười với Lục Lâm Thiên, môi son hé mở, nói nhỏ. Nhưng mà ta và Lục Sư Huynh ngươi đã không có liên quan gì, về sau không nên gọi ta là Sư Tẩu. Sư tẩu của ngươi là người khác, về sau gọi ta là tử tỷ. Cái này, trên mặt Lục Lâm Thiên xấu hổ, từ lời của sư tẩu, Lục Lâm Thiên càng rõ ràng, không ngờ Lục sư huynh có nữ nhân khác, khó trách Lục sư tẩu tức giận như vậy. Thần sắc xấu hổ, Lục Lâm Thiên chỉ có thể nhìn Hoàng Phủ Minh Long. Chuyện đã qua, ngươi còn nhắc làm gì? Hoàng Phủ Minh Long kiên trì đi tới, lại vụng trộm xấu hổ cười khổ với Lục Lâm Thiên. Nhưng mà Hoàng Phủ Minh Long nói thế, Tây Xuyên Tử Cô làm như không nghe, sau đó nói với Phong Hành Thiên Chủ nói. Phong Hành lão ca, nên lên đường chứ. Khi Tây Xuyên Tử Cô dứt lời, mọi người đều là an tĩnh lại, Phong Hành Thiên Chủ nói với người chung quanh. Chư vị, thương khung bí cảnh nguy hiểm, ta không nói nhiều, tiến vào thương khung bí cảnh phải cẩn thận. Mọi người nghe vậy, đều yên lặng gật gật đầu, bọn họ đều bảo trì cảnh giác với thương khung bí cảnh. Tất cả cường giả không dám qua loa. Trưởng môn dừng bước. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên bên tai mọi người. Người đến chính là một người con gái, hai mắt như nước trong veo, giữa lông mày còn có khí chất thanh nhã, chính là phi linh môn ám đường Diệp Mỹ. Không ít ánh mắt nhìn Diệp Mỹ trên người, đại thừa Niết Bàn vô thượng Niết Bàn, sau khi ra khỏi Hồng Hoang Điện, đã là nhất nguyên hóa hồng, tăng thêm địa vị trong phi linh môn. Bây giờ có thanh danh hiển hách trong thế giới thượng thanh, tất cả đại cổ tộc, tất cả thế lực lớn đều muốn chiếm lấy tâm hồn thiếu nữ của Diệp Mỹ, nhưng vẫn chưa có thanh niên tuấn tài nào làm được. Diệp Mỹ đứng đó, gật đầu chào mọi người, lại nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, thế giới thì hoang truyền tin tức, là phó trưởng môn Mộc Vương tự mình phát tới, dường như rất gấp, mong trưởng môn xem qua. Thần sắc Lục Lâm Thiên ngưng trọng, tiếp nhận ngọc giản trong tay Diệp Mỹ, hai mắt khép hờ. Tâm thần chìm vào trong đó, đọc tin tức bên trong, Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Từ tin tức trong Ngọc Giản, Lục Lâm Thiên nhận được tin tức Mộc Vương lúc trước quay về thế giới thị hoang, hắn phát hiện 1.500 năm qua, thế giới thị hoang sinh ra không ít biến hóa này người ngoài không phát giác bao nhiêu, nhưng mà Mộc Vương cảm giác rõ ràng, thế giới thị hoang khác với lúc trước. Tuy thế giới thị hoang có thiên địa năng lượng càng lúc càng nồng đậm, nhưng trong nồng đậm này Mộc Vương cảm giác hoảng hốt bất an. Nhưng không biết rõ thế giới thị hoang xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ thế giới thị hoang sinh ra dị thường, vùng biển thường xuyên xuất hiện triều tịch khác thường, đại địa thường xuyên truyền ra tiếng nổ, làm cho sinh linh run như cầy sấy. Cho nên Mộc Vương cuối cùng quyết định, vẫn bảo Lục Lâm Thiên chú ý, thế giới thị hoang làm hắn rất lo lắng. Lâm Thiên, không có sao chứ? Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Lục Lâm Thiên, Hoàng Phủ Minh Long hỏi Lục Lâm Thiên, Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên đều nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bóp nát ngọc giản, sau đó nói với Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ chuyện xảy ra trong thế giới thị hoang, hắn cũng không cần giấu giếm. Mọi người nghe vậy động dung, Hoàng Phủ Minh Long chắp tay sau lưng, hắn nghi hoặc, nói với Lục Lâm Thiên. Thế giới thị hoang đã bị Huyết Thiên Đế dùng thế Niết Bàn, thế giới thị hoang khác thường có lẽ có quan hệ với Huyết Thiên Đế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chuyển động. Từ khi Huyết Thiên Đế đại ca rời khỏi thế giới thị hoang, vẫn không có tin tức nào, thế giới thị hoang bị Huyết Thiên Đế đại ca dung thế Niết Bàn, lúc này thế giới thị hoang sinh ra dị động,
Lục Lâm Thiên suy nghĩ, sợ rằng có quan hệ với Huyết Thiên Đế. Đã lâu không gặp Huyết Thiên Đế đại ca. Lục Lâm Thiên suy tư, ngẩng đầu nói với Hoàng Phủ Minh Long. Ta cũng không biết hiện tại hắn ở nơi nào. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào, Thương Khung bí cảnh chuẩn bị mở ra đấy. Phong Hành Thiên Chủ hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hơi chút suy tư, sau đó nói với Diệp Mỹ. Ngươi an bài một ít cường giả đi thế giới thị hoang xem qua, có tình huống gì mọi người thương nghị xử lý. Lục Lâm Thiên dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Diệp Mỹ nói ra. Như vậy đi, thế giới thì hoang có chuyện gì Phi Linh Môn không thể xử lý, tìm thiên giới mật sử, chờ chúng ta quay về rồi nói sau. Ân, đi thôi. Lục Lâm Thiên gật đầu với Diệp Mỹ, có tất cả đại cổ tộc trong thiên giới mật địa ở đây, mà Thương Khung bí cảnh sắp mở ra, cũng chỉ có thể như thế, hiện tại không có thời gian điều tra thế giới thì hoang. Trưởng môn, Thương Khung bí cảnh nguy hiểm, ngươi cẩn thận. Diệp Mỹ nhắc nhở Lục Lâm Thiên, sau đó quay người rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.